Nói ra cũng thật trùng hợp, họ của bốn người vừa đúng liền gần kề nhau trong danh sách 100 họ tộc, Tưởng, Thẩm, Hàn, Dương. Dương Uy nổi danh nhất nhóm, nhưng cũng trẻ tuổi nhất. Cách nói Hoa thiếu gia bắt nguồn từ gia cảnh tốt của bọn họ, có người con nhà làm kinh doanh, có người là con ông cháu cha của quan lớn, hoặc gia đình giàu có, nói thế nào cũng là những gia đình giàu có tiền xài không hết, lại còn có chút quyền thế. Tất cả kết hợp với nhau, bốn người lại không theo đuổi danh lợi, mà chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nào là ca sĩ minh tinh, hay đào hát diễn viên, thường xuyên nhìn thấy những bóng hồng xuất hiện trong xe của họ. Chỉ vài năm, bình quân mỗi người mỗi năm đều tiêu tốn hết trên 3 triệu tệ chỉ để theo đuổi người đẹp. Trước kia họ vốn là những người xa lạ, đầu tiên là Tưởng Thảo và Thẩm Đơn quen nhau trong một buổi tiệc rượu, sau đó trong một buổi tiệc khác, Hàn Lược và Dương Uy cũng quen biết nhau. Rồi sau đó bốn người liền tụ tập lại, khi biết cả bốn đều có chung chí hướng sở thích liền đặt cược với nhau, mỗi người chi ra 3 triệu tệ, theo đuổi một nữ minh tinh đang nổi tiếng. Ai chiếm được người đẹp trước là thắng toàn bộ số tiền đã chung. Kết quả cuối cùng như thế nào, nữ minh tinh kia có thuộc về vị thiếu gia nào hay không thì càng không đủ cho người ngoài bàn luận, dù sao việc bốn người họ chi tiền theo đuổi một cô gái đã gây chấn động một thời, tin tức truyền đi nhanh chóng, cho nên những kẻ lắm chuyện mới gắn cho họ cái mác là tứ đại hoa thiếu gia Bắc Kinh. Các công tử muốn thể hiện mình cũng là chuyện thường tình. Dương Uy cứ thao thao bất tuyệt về chuyện phong lưu năm xưa mà không hề kiêng dè Hồng Y Y đang ngồi bên cạnh, Hồng Y Y lại cười vui hết sức, có thể thấy được Hồng Y Y tự biết rõ mình là người bạn tạm thời ngắn ngủi của Dương Uy. Hôm nay thật hiếm được thấy bộ dạng đoan trang của Phó Tiên Tiên, mỗi lần cười đều trúng chím, cố gắng không chịu mất hình tượng mà cười to thành tiếng. Sau khi nghe Dương Uy thao thao một hồi, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ hơn con người anh ta, cảm giác không khí buổi nói chuyện cũng sinh động hẳn lên. Liền bàn hết chuyện thời sự lại chuyển sang đủ chuyện trên đời dưới đất. Các chuyện của Dương Uy cứ ba câu là lại nhắc đến người đẹp, kể ra không ít bí mật trong thế giới showbiz. Nào là ngôi sao này bề ngoài sáng sủa, chói lọi nhưng người thật lại không nhìn nổi, làn da vừa đen vừa thô, so với Hồng Y Y thì còn thua xa cả mấy chục km. Còn nói ngọc nữ gì gì đấy, trong mắt mọi người luôn trong sáng đáng yêu, sau lưng lại nhận một đống cha nuôi anh trai, quan hệ phức tạp vô cùng, cứ như thế. Từ từ vén lên bức màn bí mật, để lộ khoảng không gian đen tối đằng sau showbiz cho Hạ Tưởng xem, sau cùng y thở dài nói. Chả trách những người có tiền không bao giờ chấp thuận cho con trai mình tìm những cô gái làm việc trong ngành giải trí, đó cũng là quyết định sáng suốt. Tuy nhiên cũng chỉ là nghịch biện, phụ nữ muốn nổi danh, thì ngành giải trí là con đường nhanh nhất. Nhưng ngành này lại là một chảo nhuộm lớn đầy tai tiếng. Khi đã nổi danh rồi, lại muốn tìm một anh chồng giàu có. Có điều những gia đình có nề nếp quyền quý thật sự tuyệt đối không chấp nhận người con dâu từng dấn thân vào giới này, cho nên khi nhìn thấy đứa con gái mà tôi từng đùa chơi sau khi có danh tiếng rồi cũng muốn được gả vào nhà giàu, tôi liền nghĩ, hai, công tử nhà giàu kia cũng chẳng có gì, nhiều tiền hơn tôi thì giỏi giang lắm. Vẫn không phải đi với đứa con gái mà tôi đã không cần. Đúng rồi, không phải chơi mà là cưới. Dương Uy đã chớp choáng hơi men, nói nhiều hơn, than thở cũng nhiều. Lăn lộn vài năm, hiện giờ cũng đã hiểu ra được, chính là làm những việc thiết thực để mọi người luôn nhớ đến điều tốt về mình, có vậy mới không uổng phí cuộc đời này. Mời Hạ Tưởng một ly xong y lại nói. Phó thị trưởng Hạ là một người làm việc thực sự, sau này tôi sẽ theo anh làm việc có thực, nếu như anh có thể chỉ bảo tôi mấy lần như chỉ bảo Tôn Hiện Vĩ của Bất Động Sản Thiên An thì tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Hạ Tưởng không tiếp lời Dương Uy. Dương Uy và Tôn Hiện Vĩ có vài điểm giống nhau. Là đều thích gái đẹp, cũng có điểm không giống nhau. Dương Uy xuất thân rất tốt, trước kia phong lưu quen rồi, hiện tại đã hồi tâm, là thật sự muốn xây dựng sự nghiệp hay chỉ là chờ đợi xem xét. Tuy nhiên con người anh ta tỉnh táo, có mắt nhìn, làm việc trôi chảy, cũng nhận được sự tin tưởng của Hạ Tưởng. Nhất là sau sự việc đồ quân, Dương Uy đã góp phần quan trọng trong việc trở thành trợ lý tốt nhất. Chưa đầy một tiếng kiên trì bộ dạng cười không lộ răng. Phó Tiên Tiên cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, lắc lắc đầu nói. Nhàm chán quá đi, đàn ông các anh không còn chuyện gì để bàn ngoài phụ nữ sao? Ngoài tình dục ra, còn có cái gì? Hạ Tưởng cười ha hả. Sau tôi sẽ cho xuất bản một quyển sách, lấy tiêu đề là, ngoài phụ nữ ra, đàn ông còn có cái gì? Nội dung bên trong chỉ toàn là giấy trắng. Gì? Phút chốc Phó Tiên Tiên không kịp phản ứng lại. Sách không có chữ, là ý gì vậy?
Dương Uy lập tức hiểu rõ ý Hạ Tưởng muốn ám chỉ. Phó thị trưởng Hạ quả nhiên học rộng biết nhiều, nói chuyện rất sâu sắc, huyền bí. Tiêu đề quyển sách là, đàn ông ngoài phụ nữ ra còn có cái gì? Nội dung lại không có lấy một chữ, ý tứ muốn nói, đàn ông ngoài phụ nữ ra, hoàn toàn không còn muốn nghĩ đến gì khác. Hai. Phó Tiên Tiên uống một hớp nước, nghe nói thế liền phun ra ngoài văng lên người hồng y y, cô cười nghiêng ngã run rẩy. Chả trách con gái Bắc Kinh thường nói, đàn ông chẳng có gì tốt cả, hôm nay được thấy không sai chút nào. Cô đưa tay giúp hồng y y lau sạch người, hình tượng thục nữ duy trì từ nãy đến giờ đã tiêu thành mây khói. Lau xong nói với hồng y y. Chúng ta cũng uống đi, uống rượu trắng hay bia chai. Cuộc gặp gỡ hôm nay Hạ Tưởng đã thu hoạch được hai điều. Thứ nhất là hiểu rõ hơn về con người của Dương Uy, đây cũng là nền móng đầu tiên để hai người thiết lập mối quan hệ lâu dài sau này, đồng thời cùng lúc hắn giúp Dương Uy xem xét đến việc đầu tư vào ngành nông nghiệp sinh thái hữu cơ, mở rộng ngành du lịch nông thôn. Thị trường du lịch về vùng nông nghiệp có tiềm năng rất lớn, hơn nữa theo đà phát triển vành kinh tế Bắc Kinh lớn thì sau này thành phố Lang có thể trở thành lựa chọn đầu tiên khi khách Bắc Kinh muốn thoát khỏi khói bụi xô bồ ở thành phố quay về nông thôn tận hưởng không gian yên bình. Mùa xuân đi hái dâu tây, mùa hè hái dưa hấu, mùa thu hái táo, mùa đông ngắm tuyết rơi, tóm lại đây là ngành rất có tiềm năng. Dương Uy cũng tỏ ý tán thành, còn nói khi về sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Điều thứ hai chính là Phó Tiên Tiên và Hồng Y Y trò chuyện rất vui vẻ, hiếm khi mới được nhìn thấy Phó Tiên Tiên khôi phục trở lại dáng vẻ tiểu ma nữ nên cũng khiến hắn rất cảm thấy an ủi, biết là những khúc mắc trong lòng Phó Tiên Tiên đã được hóa giải. Lúc tạm biệt Dương Uy ra về, Phó Tiên Tiên có chút say. Có người nói người con gái đẹp nhất khi vừa tắm xong, nhưng kỳ thật phụ nữ cũng có kiểu đẹp khác khi uống say, hai gò má Phó Tiên Tiên ửng hồng, bước chân loạng choạng, cổ trắng cùng những sợi lông tơ mềm mượt thật phong tình, cô thoải mái phất tay chào tạm biệt Dương Uy và Hồng Y Y, so với lúc ban đầu khác một trời một vực. Hạ Tưởng lái xe về nhà, nhận thấy Phó Tiên Tiên không còn dằn vặt về chuyện đã qua, khiến hắn nhẹ cả lòng. Cảm giác sống sót quả thực không dễ chịu chút nào, nhiều người đều sẽ bị ám ảnh về tâm lý. Sau khi về đến nhà, pha một tách trà nóng, ép bằng được Phó Tiên Tiên phải uống. Phó Tiên Tiên không nghe, hắn đã phải véo tai của cô ép uống, cũng may cô ấy không say lắm, nên một chốc là tỉnh táo lại nhiều, tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Hạ Tưởng bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở, hắn dậy mặc quần áo, vội vã đến đập cửa phòng Phó Tiên Tiên. Có chuyện gì vậy, mơ thấy ác mộng sao? Phó Tiên Tiên nức nở, âm thanh đứt quãng nói. Mau vào ôm em đi. Hạ Tưởng chần chừ một chút, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Phó Tiên Tiên ngồi ở trên giường, ôm đầu gối, cúi đầu vùi giữa hai chân, đang không ngừng co giật. Chẳng lẽ hôm nay vui vẻ vậy vẫn không làm cô quên đi ám ảnh trước kia? Hạ Tưởng tiến đến bên giường, ngồi bên cạnh Phó Tiên Tiên. Không sao nữa rồi, đã có anh ở đây. Gạt được anh rồi. Phó Tiên Tiên bỗng nhiên cười ra tiếng, lại đột ngột phung chăn đắp lên người Hạ Tưởng. Xem em đẩy anh nè. Âm thanh mê loạn còn mang theo chút dục vọng. Hạ Tưởng bất ngờ không kịp phòng bị nên bị Phó Tiên Tiên đẩy ngã nhào trên giường, bối rối vung tay khắp nơi, chợt cánh tay chạm vào hai chỗ mềm mềm, lại rất có tính đàn hồi, hắn biết là cái gì, Phó Tiên Tiên hoàn toàn không mặc đồ lót. Trên người Hạ Tưởng vẫn còn mặc quần áo, bên trên khoác chiếc áo ngủ. Phía dưới cũng mặc quần ngủ. Còn chưa phản ứng gì thì Phó Tiên Tiên đã xoay người ngồi lên người hắn, bắt đầu cởi quần áo hắn. Em đã suy nghĩ mấy ngày rồi, đàn bà con gái sớm muộn cũng phải trao cho đàn ông, mà lần đầu tiên của con gái rất quý giá, anh đã cứu mạng em lại không có gì để báo đáp anh, nên nguyện trao thân báo đáp. Hạ Tưởng chưa bao giờ trải qua tình ý mê loạn kiểu điên cuồng, hoang dã như Phó Tiên Tiên, đã lâu rồi hắn chưa chạm đến đàn bà. Huống chi đây là lần đầu tiên hắn được thưởng thức hương vị điên cuồng, hoang dã như Phó Tiên Tiên, hắn muốn cự tuyệt, nhưng sinh lý cơ thể đã có phản ứng, bởi vì Phó Tiên Tiên đang ngồi trên phần, yếu điểm của hắn. Hạ Tưởng có thể cảm nhận được cơ thể trắng mịn và trơn mượt của Phó Tiên Tiên, mặc dù được quấn trong lớp chăn, không có ánh sáng nhìn không rõ nhưng dưới ánh sáng mập mờ của đêm đen vẫn có thể giúp hắn phân biệt rõ đường nét cơ thể của Phó Tiên Tiên. Đường cong mê hồn, hình dáng tuyệt đẹp. Bầu ngực nhô cao không cần phải nói, vùng bụng bằng phẳng, eo thon hẹp dần rồi mở rộng sang hai bên sườn, hình thành phần mông to nở nang. Tuy không thấy rõ từng đường nét nhưng có thể khẳng định được rằng,
Phó Tiên Tiên không mặc quần áo quyến rũ hấp dẫn hơn gấp trăm lần Phó Tiên Tiên mặc quần áo. Không biết Phó Tiên Tiên bị rượu kích thích, hay là tâm lý sau khi được giải tỏa mà tâm dục đột nhiên thay đổi, cô cởi xong áo ngủ của Hạ Tường, lại dùng lực kéo quần hắn, chỉ tiếc do chưa có kinh nghiệm, cô ngồi lên trên không chịu xuống nên nửa ngày vẫn không tuột được. Bỗng nhiên cô bỏ cuộc, áp người nằm lên thân Hạ Tường, dùng sức hôn hắn. Em muốn đem cái quý giá nhất của đời con gái trao cho anh. Không mong anh phải quý trọng, chỉ hy vọng anh cất giữ. Dù sao sớm muộn gì con gái cũng thuộc về đàn ông, so với trao cho người thích mình mà mình lại không thích người ta, chỉ bằng trao cho người mình thích dù chưa chắc người ta đã thích mình. Bị Phó Tiên Tiên hôn khiến cho Hạ Tường không nói được, cũng rất khâm phục bản lĩnh của cô, vừa hôn vừa có thể nói nhanh những lời như vậy. Hạ Tường vòng hai tay ra sau lưng Phó Tiên Tiên, vuốt ve làn da trơn mịn màng của cô, cảm giác đầu ngón tay chạm vào như yêu tinh đang nhảy múa. Nói thật, hắn cũng là đàn ông, bị một cô gái đẩy ngược sẽ khó mà tránh khỏi ham muốn bị kích thích, nhưng hắn vẫn cố nhịn, bởi vì hắn cảm nhận được cơ thể nóng như lửa của Phó Tiên Tiên đang run nhẹ nhẹ, hơn nữa những lời Phó Tiên Tiên vừa nói, cũng khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, hắn cứu mạng Phó Tiên Tiên lấy thân báo đáp, có lẽ người khác sẽ thản nhiên nhận lấy, nhưng Hạ Tưởng thì không thể. Hắn khát khao đàn bà, nhưng giữa nam và nữ nếu đơn giản chỉ có mỗi tình dục, coi đó như cái giá để trao đổi ngang bằng cho nhau thì hắn thà không nhận. Hắn coi Phó Tiên Tiên là bạn, một người bạn bình thường. Một khi vượt qua ranh giới tình bạn này, sau này có dễ nhìn nhau hay không chưa cần nghĩ đến, mà nếu chọn thời khắc này, chẳng phải là thừa nước đục thả câu. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ rằng, chưa chắc Phó Tiên Tiên là thật lòng muốn làm vậy cùng hắn, mà đó có khả năng chỉ là tâm lý phản ngược. Một hành động được giải phóng theo bản năng mà thôi. Hạ Tưởng xoay mình đè Phó Tiên Tiên xuống, hai tay giữ chặt lấy hai tay của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói. Anh cứu em, không phải là muốn thân thể của em, bây giờ em nói thật, rốt cuộc là từ suy nghĩ gì mà muốn cho anh. Phó Tiên Tiên cắn môi, nở nụ cười yếu ớt, bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương cơ thể cô ngập mũi khiến người ta mê muội, màu ửng đỏ trên mặt cô cũng làm cho người ta say mê. Đôi mắt cô như sương mờ, không yếu thế nhìn thẳng Hạ Tường. Gắng gượng được trong chốc lát, nước mắt đã trào ra. Em rất đau lòng, hễ nghĩ đến chuyện chẳng may bị kẻ gian hãm hiếp, bản thân sẽ bẩn nhiều như thế nào, liền nghĩ chi bằng cứ cho một người đã, dù sao mình cũng không cần phải hối hận. Có thể hôm nay em chỉ là nhất thời bị kích động, sau này cũng sẽ hối hận đấy. Hạ Tường không bao giờ làm những chuyện đốn mặt đó. Cũng sẽ không nhân cơ hội Phó Tiên Tiên bấn loạn mà làm chuyện đó với cô, hắn rời khỏi người Phó Tiên Tiên, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Em là một cô gái tốt, phải biết quý trọng bản thân. Khụ khụ, là một thằng con trai, nói thật, thân hình em rất quyến rũ, tuy nhiên anh không muốn một chuyện tốt đẹp biến thành cuộc trao đổi. Phó Tiên Tiên hiểu ra gì đó, lấy chăn phủ lên không dám nhìn Hạ Tưởng, đưa chân đạp tung chăn. Biết rồi, mắc cỡ chết được, anh đi mau đi. Sau này em giúp được anh một việc, lúc đó chúng ta không ai nợ ai, em sẽ cái gì, tiếng cô nhỏ dần, chắc là quá xấu hổ không thốt được nên lời. Hạ Tưởng cười cười, những chuyện này cũng có thể giao kèo trước được sao? Thú vị thật. Chuyện hôm nay từ chối Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng tuyệt không hối hận, là đàn ông thì phải hiểu rõ việc cần làm và không cần làm, hắn và Phó Tiên Tiên hoàn toàn không có tương lai, hơn nữa trước mắt còn nhiều sóng gió gian nan ngăn giữa. Không nên vì một cuộc hoan lạc mà dẫn tới chuyện phiền phức không đáng có. Quan trọng là, trong lòng hắn không thoải mái, không thể thuyết phục được chính mình. Sáng sớm hôm sau, Phó Tiên Tiên lặng lẽ bỏ đi, chỉ để lại cho Hạ Tưởng một tờ giấy nhỏ với vài chữ ngắn ngủi. Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, em sẽ nhớ anh. Đoán chắc rằng cô nàng vì quá mắc cỡ mà không dám đối mặt với Hạ Tưởng, đành phải lén lút rời đi. Chỉ còn cách 3 ngày nữa là đến Tết Dương Lịch, các hạng mục công tác cũng bước sang giai đoạn tổng kết, Hạ Tưởng vừa đến chỗ làm, đang định xem xét lại chuyện tài chính của Cục Công an thành phố, Lý Tài Nguyên đã bưng lên một ly trà nóng, vừa mới đặt xuống bàn làm việc của Hạ Tưởng thì điện thoại vang lên, Lý Tài Nguyên thuận tay nhấc điện thoại lên nghe, vừa nghe xong mặt lập tức biến sắc. Cái gì, Dương Bân đã chết rồi. Chương 829, kỳ lạ, khéo léo dẫn dắt. Hạ Tưởng nhanh tay giật điện thoại trong tay Lý Tài Nguyên, hỏi. Tình hình thế nào rồi? Tiếng anh Thành run rẩy từ đầu dây bên kia truyền tới. Phó
Phó thị trưởng Hạ, Dương Bân mưu đồ chạy trốn trên đường di lý từ cục công an thành phố đến trại tạm giam, bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ. Sau khi Dương Bân bị bắt và tạm giam tại cục công an thành phố, mục đích để thuận tiện cho công tác điều tra, và cũng vì để lấy được chứng cứ đầu tiên, nên giám sát gắt gao tại cục suốt mấy ngày qua. Không ngờ khi Biểu Lý và anh Thành vừa mới xuống huyện làm nhiệm vụ, Lộ Hồng Chiêm liền đề nghị di chuyển Dương Bân đến trại tạm giam giam giữ. Cục công an thành phố cách trại giam một đoạn, trên đường đi qua một khu nhà xưởng bỏ hoang. Khi đến chỗ nhà xưởng, Dương Bân xin phép giải khóa còng, còn nói nhịn hết nổi rồi, cảnh sát đành phải đồng ý dẫn anh ta đi giải quyết. Nhưng khi vừa đi qua khúc quanh, Dương Bân đột nhiên gây loạn, lượm cục gạch đánh vào đầu tên cảnh sát khiến anh ta bị ngất đi, sau đó lấy chìa khóa mở còng, tìm đường chạy trốn. Sau khi bị hai người cảnh sát khác phát hiện ra, bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng Dương Bân vẫn ngoan cố chạy, tốc độ còn nhanh hơn nữa còn cướp được cả súng bắn ngược lại, phía cảnh sát bị ép bắn phản kích lại, cuối cùng thì Dương Bân bị bắn chết ngay tại chỗ. Chấm, cho dù trong bản báo cáo của anh Thành vẫn còn nhiều chi tiết lý giải vẫn chưa được rõ ràng, nhưng trực giác nói cho Hạ tưởng rằng chắc chắn có một âm mưu lớn núp bóng phía sau vụ Dương Bân bị giết chết. Mục tiêu họ muốn hướng đến rất có thể chính là phiên tòa xét xử định tội Đồ Quân sẽ diễn ra sau Tết Dương Lịch. Là Lộ Hồng Chiêm, hay là Cổ Hướng Quốc, hay còn có nhân vật cao cấp nào khác nhúng tay vào chuyện này. Mặc kệ là ai, coi như Dương Bân là vật hy sinh, thì cái chết của hắn ta xem ra còn có chút ý nghĩa, ít nhất khi hắn ta vừa chết, thì nhiều người lại được ăn ngon ngủ yên. Hạ tưởng định thần lại, suy xét lại sự việc đã xảy ra, nhận thấy rằng đối thủ lần này quá mạnh. Không chỉ có hậu thuẫn vững chắc, mà còn có mạng quan hệ xuyên đến các ngõ ngách ở thành phố Lang này. Hắn muốn mở ra hoàn toàn cục diện thành phố Lang, nắm chắc các hạng mục công tác, thì còn phải đi một đoạn đường khá dài. Đồng thời cái chết của Dương Bân cũng là hồi chuông cảnh báo hắn, giúp hắn hiểu ra tính ác liệt trong đấu tranh. Trong cuộc chiến, có rất nhiều thủ đoạn được sử dụng, ngoài mặt việc uy hiếp bằng bạo lực chỉ là thủ đoạn đơn giản trực tiếp, thô thiển nhất, nhưng luôn luôn có hiệu quả. Tuy nhiên sau hai lần hắn sử dụng mồm mép, quả thực đã đủ khiến cho đối phương hốt hoảng, Nga Ni Trần không dám dùng đến mấy thủ đoạn thấp hèn đó để đối phó hắn, mà quay sang và bắt đầu sử dụng những thủ đoạn tinh vi hơn. Cái chết của Dương Bân có dính líu gì đến Nga Ni Trần hay không, Hạ Tưởng không dám khẳng định, nhưng hắn dám chắc rằng có Lộ Hồng Chiêm nhúng tay vào vụ này. Hạ Tưởng vỗ tay lên trán, Lộ Hồng Chiêm hiện đang bị phạt, tuy danh tiếng của ông ta cũng bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng vẫn chưa đủ khả năng khống chế ông ta ở cục công an thành phố. Cho dù bản thân đang nắm trong tay quyền hạn cực lớn, nắm chắc trong tay 1/3 ngân sách chính phủ, nhưng cũng chỉ là kiềm chế Lộ Hồng Chiêm ở một mức độ nhất định nào đó, vẫn chưa đủ để làm ông ta biết kiềm chế bớt đi. Cái chết của Dương Bân đã giải phẳng đường cho Đồ Quân, cũng là vì giết người bịt đầu mối, chôn vùi nhiều bí mật, đồng thời cũng là lời cảnh báo gián tiếp của Lộ Hồng Chiêm rằng hắn ta vẫn nắm chắc trong tay quyền hạn lớn nhất ở cục công an thành phố, đừng ai nghĩ có thể làm lung lay gốc rễ của hắn ta. Đúng vậy, Hạ Tưởng cũng thừa nhận, hắn đã dùng trăm phương ngàn kế quả thực là làm sao động lợi ích của Lộ Hồng Chiêm, nhưng vẫn chưa làm lung lay gốc rễ của y, cái chết ngoài ý muốn của Dương Bân càng làm cho vụ án của Đồ Quân thêm lờ mờ phức tạp, cũng tăng thêm nhiều biến số. Chỉ có điều, tài liệu tham khảo nội bộ của tổng biên tập Cố lần trước tại sao đến bây giờ vẫn chưa bùng phát, lại xảy ra chuyện bất trắc ở chỗ nào sao? Bút tích của Cố Tăng là một cái bẫy khác mà Hạ Tưởng đã răng ra, có điều hắn lại không thể nắm được thời cơ. Trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ, thì nhận được điện thoại của Ngả Thành Văn, muốn mở cuộc họp văn phòng bí thư. Khi Hạ Tưởng kịp tới, chỉ có một mình Ngả Thành Văn ở đó, vừa thấy Hạ Tưởng bước vào. Ngả Thành Văn ra dấu cho Trương Nghiêu đóng cửa phòng lại, sau đó lôi Hạ Tưởng vào trong mới nói. Tình hình bây giờ rất căng thẳng, đồng chí Hạ Tưởng, Dương Bân chết có chút kỳ lạ. Hạ Tưởng biết ý Ngả Thành Văn muốn ám chỉ, nên nói. Cái chết của nó có đáng ngờ hay không thì phải chờ kết quả điều tra của công an. Chúng ta không chuyên nghiệp, chỉ có thể đoán giả đoán non. Nhưng có một điểm rất ý vị sâu xa, chính là Dương Bân chết rất đúng lúc. Ngả Thành Văn gật gật đầu. Có người không muốn cho hắn ta mở miệng, cho nên hắn ta phải câm miệng. Tôi nghe nói, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang chuẩn bị thẩm vấn Dương Bân, muốn chứng thực Đồ Quân và Thường Quốc Khánh có quan hệ với nhau, kết quả là đang trong lúc then chốt thì Dương Bân chết đột ngột, người chết rồi sao có thể đối chứng. Thành Văn lắc đầu thở dài, không phải không có ý cảm thấy đáng tiếc.
đương nhiên không phải là thương tiếc Dương Bân chết, mà cảm thấy bất lực khi không có cách có thể đánh chết cái tên đồ quân kia. Hạ Tường liền hỏi, tổ điều tra tội phạm của Sở Công an tỉnh không phải là chưa đi sao? Có thể bảo họ lại tham gia điều tra vụ Dương Bân. Vụ bắt cóc lần trước, Sở Công an tỉnh đã phái một đội điều tra xuống, vẫn đang tiến hành công việc ở thành phố Lang Hơn suốt một tuần qua, có điều chẳng tìm ra chút manh mối nào có giá trị, hiện đang chuẩn bị quay về thì bất ngờ lại xảy ra chuyện Dương Bân bị giết. Tổ công tác điều tra của Sở Công an tỉnh vẫn còn ở đây mà đã có chuyện phát sinh, thì đối phương cũng là khẩn cấp rồi. Cũng phải, Dương Bân không chết, đồ quân gặp đại hạn thì không nói, Cổ Hướng Quốc cũng là đứng trên đầu ngọn giáo, Nga Ni Trần lại càng như đang ngồi trên đống lửa, chỉ một mình hắn ta mà bao nhiêu người thấp thỏm, nên đương nhiên chỉ còn đường chết. Khá lắm, tuy chưa chắc được việc, nhưng có còn hơn không? Ngả Thành Văn cũng không muốn quá tin vào bất cứ điều gì, giơ tay lên rồi lại chần chừ một chút, sau đó vẫn là làm động tác thân thiết, vỗ vỗ lên vai Hạ Tường. Tuy chỉ giành được một chút thắng lợi, nhưng hiện giờ quân địch vẫn hùng mạnh như cũ, không thể coi thường, càng đừng thấy thế mà nản lòng. Hạ Tường biết Ngả Thành Văn lo hắn sẽ rút lui, bèn cười ha hả. Đi trăm dặm người bán 90, bí thư Ngả cứ yên tâm, chùn bước không phải là tính cách của tôi. Hai người vừa thống nhất với nhau thì Cổ Hướng Quốc cùng Lộ Hồng Chiêm bước vào, ngay sau đó, Trương Anh Tịch cũng tới. Mọi người đã có mặt đông đủ, cuộc họp bắt đầu. Đề tài của buổi thảo luận này chính là cái chết ngoài ý muốn của Dương Bân, do Lộ Hồng Chiêm báo cáo trọng điểm. Căn cứ vào báo cáo được bốn cảnh sát có mặt tại hiện trường cung cấp, trên cơ bản có thể kết luận nguyên nhân chính là do Dương Bân tìm cách chạy trốn, tuy có phần là do sự lơ là và sai lầm của cảnh sát, nhưng sau khi Dương Bân cướp được súng, cố tình nổ súng uy hiếp cảnh sát, trong tình huống lúc đó phải bắn tội phạm là quyết định chính xác nhất. Suốt quá trình diễn biến vụ việc, phía cảnh sát đã xử trí thích đáng, bình tĩnh, không để xảy ra vụ việc trái với quy định của pháp luật. Lộ Hồng Chiêm nhanh chóng tóm tắt đơn giản lại toàn bộ quá trình diễn ra vụ việc, sau cùng đưa ra một kết luận như thế. Tuy rằng khô quắt khô queo không còn chút sức sống nào, nhưng quả thật khiến người ta không moi ra được sai sót nào. Thật ra trong lòng Hạ Tưởng đã biết rõ, bất luận việc này là do Lộ Hồng Chiêm bày mưu, hay còn có cao nhân chỉ điểm, thì Dương Bân chết e là kết cục không giải quyết được việc gì. Khả năng lớn nhất mà hắn nghĩ đến lúc này có thể chính là mấy tay cảnh sát áp giải cơ bản cũng không biết rõ tình hình, hơn nữa vừa rồi Lộ Hồng Chiêm còn cố ý chỉ ra một điểm, hai tên trong số bốn tay cảnh sát kia là trợ thủ đắc lực của biểu lý, chính là ông ta muốn để bản thân tránh xa khỏi vụ này. Mấu chốt của vấn đề là ở Dương Bân, nếu như có người báo trước cho hắn ta biết, rằng khi đến chỗ xưởng hoang lấy danh nghĩa tháo còng tay bỏ trốn thì cảnh sát sẽ không truy bắt. Chắc chắn Dương Bân tin đó là thật. Chỉ là không ngờ mới đầu cuộc đào tẩu diễn ra khá thuận lợi, nhưng sau đó lại có cảnh sát đuổi theo, khiến hắn ta trong lúc hoảng sợ mới cướp súng bắn chống cự cũng là rất bình thường. Đương nhiên tất cả đều là suy đoán của Hạ Tường, có lẽ bên trong còn tiềm ẩn nội tình gì đó, chẳng hạn như trong số các cảnh sát áp giải Dương Bân có người của Lộ Hồng Chiêm, âm thầm phối hợp diễn trò với Dương Bân, v.v. dù sao Dương Bân chết, như vậy tất cả chứng cứ đều mất. Đúng là công an lão luyện. Hạ Tưởng thản nhiên đưa mắt liếc nhìn Lộ Hồng Chiêm một cái, trông thấy Lộ Hồng Chiêm vẻ mặt bình tĩnh, kể từ sau vụ Phó Tiên Tiên bị bắt cóc bị kích động đến giờ mới trông thấy vẻ mặt bình thản này của ông ta, bình tĩnh, trầm lặng, hơn nữa suy nghĩ rất rõ ràng. Lộ Hồng Chiêm vẫn là một kình địch đáng gờm. Lại nhìn về phía Cổ Hướng Quốc, vẻ mặt hờ hững, đã khôi phục dáng vẻ tự tin hơi chút lên mặt nạt người lẫn trong lòng như có dự liệu trước. Ánh mắt hắn ta buông xuống, không nhìn ai. Cơ hồ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cổ Hướng Quốc luôn là đối thủ khó lường trước được. Có thể nói Hạ Tưởng đánh giá rất đúng hai người này, bởi vì Lộ Hồng Chiêm vừa nói xong, Cổ Hướng Quốc liền phát biểu. Nếu người của tổ điều tra Sở Công an tỉnh còn ở đây, thì phiền họ điều tra vụ việc này, phải tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của Dương Bân, cũng là cách lấy lại sự trong sạch cho mấy người cảnh sát áp giải. Bí thư Ngả, Bí thư Trương, và Phó thị trưởng Hạ. Mọi người có ý kiến gì không? Đương nhiên không có ai đưa ra ý kiến gì nữa. Tiếp theo, Lộ Hồng Chiêm lên tiếng tóm tắt lại tình hình tiến triển vụ bắt cóc. Sau khi Mặt Sẹo bị bắt, do biểu lý và anh Thành liên hợp thẩm vấn, nhất là anh Thành. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thu được kết quả nào, Mặt Sẹo một mực khẳng định là chỉ có một mình nó làm việc này, không có bất cứ ai sai nó làm,
chẳng qua là muốn báo thù cho Tứ Tiểu Long nên tìm cách giết Hạ Tường, dù sao hắn cũng sống đủ rồi, không bị lỗ vốn. Nói cách khác, đã không moi ra được thứ gì có giá trị từ phía mặt sẹo. Gần đúng như Hạ Tường tưởng tượng, trên thực tế, kẻ có thể đụng chạm đến ích lợi của Nga Ni Trần vẫn chỉ có mỗi Dương Bân, bởi vì khẩu cung của Dương Bân cực kỳ bất lợi cho Nga Ni Trần, có thể lấy lý do yêu cầu Nga Ni Trần phối hợp điều tra, đưa Nga Ni Trần đến cục công an thẩm vấn. Chỉ tiếc, mặt sẹo xuất hiện ngoài ý muốn tuy rằng giúp Hạ Tường đẩy thêm kế hoạch, được phân quyền ở cục công an thành phố, nhưng vẫn chưa kịp đẩy mạnh việc thẩm vấn Dương Bân thì đã bị người của Lộ Hồng Chiêm ung dung đạt được mục đích. Mọi việc đều có thất bại, thắng lợi. Hạ Tường cũng không ngờ Cổ Hướng Quốc có thể đưa ra quyết định giết Dương Bân, dù sao Dương Bân cũng là bà con xa của y. Hiện tại xem ra đã xem nhẹ mặt lòng lang dạ sói của Cổ Hướng Quốc, cũng đã coi thường dũng khí tự chặt cổ tay của hắn ta. Sau khi cuộc họp văn phòng bí thư chấm dứt, Cổ Hướng Quốc hiếm có nói một câu. Đồng chí Hạ Tường, mời đến văn phòng của tôi một lát. Trong ấn tượng, ngoại trừ báo cáo công việc ra, thì đây là lần đầu tiên Hạ Tường bị Cổ Hướng Quốc đích thân cho gọi hắn, hắn cười gật đầu, đi theo Cổ Hướng Quốc vào văn phòng ông ta. Cổ Hướng Quốc cho gọi Hạ Tường, là vì vụ dự án làng đại học. Đồ Quân bị bắt, nghe đồn lúc ấy anh ta đang đầu tư vào hai nơi, đều không thấy bóng hình đâu cả, quả đúng y như những gì Hạ Tường phỏng đoán, chính là rất không đúng chỗ, tất cả là thủ đoạn của chính khách mà thôi. Nhưng làng đại học trước nay luôn là nỗi lo lắng chung của thành phố Lang. Cổ Hướng Quốc biết Hạ Tường rất giỏi giao lưu với giới đầu tư, có thể xây dựng một quận hạ mã hoàn toàn mới chứng tỏ con mắt kinh doanh rất giỏi. Còn trong chính trị, vốn là chuyện anh là mùng một thì tôi là rằm, vì vậy Cổ Hướng Quốc chẳng thấy có gì phải ngại, nói thẳng thừng. Phó thị trưởng Hạ, phó thị trưởng Đồ xảy ra chuyện rồi, anh phụ trách dự án làng đại học đi, chỉ anh. Nếu Hạ Tường muốn từ chối bằng được, Cổ Hướng Quốc cũng không làm gì được hắn. Nhưng Hạ Tường không phải là một chính khách muốn đấu tranh nên đấu tranh, hắn có lý tưởng có khát vọng, đã làm quan thì phải bỏ sức vì cuộc sống của dân. Làng đại học hoang phế từ lâu, cứ để đó không dùng vào việc gì cũng không phải chuyện hay, hơn nữa hắn cũng biết rõ ở đời sau khi làng đại học được xây dựng lại đúng là có tác dụng thúc tiến nền kinh tế thành phố Lang, cũng nâng cao hình ảnh thành phố. Hắn đến thành phố Lang, cho dù có người cố ý bồi dưỡng hắn, quan sát hắn, hay là để hắn phá vỡ thế cân bằng hiện tại ở thành phố Lang này, điều hắn nắm rõ nhất là, cầm quyền, là vì để vận dụng quyền lực trong tay tốt hơn, để đem lại lợi ích cho dân chúng. Bởi vậy biết rõ Cổ Hướng Quốc rất vô lại khi dự án làng đại học không thể trở thành lợi thế chính trị, liền quay sang giao cái mớ rối rắm như tơ vò này cho hắn cũng không thể dỗi mà không cần. Không cần, có thể khiến cho Cổ Hướng Quốc mất mặt, nhưng sẽ bất lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố Lang. Huống chi hắn cũng có niềm tin làm cho làng đại học cải tử hoàn sinh. Lấy lợi ích của dân chúng giận dỗi không phải là ý muốn ban đầu của hắn. Không phải Chủ tịch Trần có ý định đầu tư vào làng đại học. Phải rồi, hình như còn đầu tư ở Bắc Kinh nữa. Nhận thì nhận, nhưng phải tỏ vẻ bình thản giảm bớt thể diện của Cổ Hướng Quốc một cách vừa phải thì không thể thiếu được. Nếu quả thật họ có ý định đầu tư vào làng đại học, thì cũng có thể để đồng chí Thiệu Đinh phụ trách. Tôi sẽ không tham gia vào nữa, đỡ phải để cho người ta bàn tán ra vào, là tôi cố ý muốn đoạt công. Hạ Tường vừa dứt lời, Cổ Hướng Quốc liền hơi hơi đổi sắc mặt, tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc thôi đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, rồi ha hả cười. Sau khi suy xét tỉ mỉ, tôi thấy rằng, làng đại học chỉ có anh mới đủ khả năng hồi sinh lại nơi này, phó thị trưởng Hạ đừng từ chối nữa, người tài nên nhiều việc mà, phải không? Quay lại văn phòng, Hạ Tường gượng cười. Mặt dày tim đen, trên quan trường khi đứng trước lợi ích mà không mặt dày, lòng dạ xấu xa thì không được. Cổ Hướng Quốc một hai nhét cái dự án làng đại học này cho hắn, một là bắt hắn phải gánh thêm trọng trách, hai là cũng muốn đem cái mớ rối rắm này làm hòn gạch cản bước tiến của hắn. Thật ra Hạ Tưởng đã sớm đưa ra quyết định, hắn vốn muốn để tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư vào làng đại học, chẳng qua chỉ vì Nga Ni Trần mà hắn thay đổi chủ ý, quyết định để Bất Động Sản Giang Sơn đầu tư vào làng đại học. Không phải Tiêu Ngũ muốn mượn cái danh nghĩa thương gia bản địa thành phố Lang để xâm nhập vào thành phố mà không được sao? Được, vừa hay mượn cớ dự án làng đại học này, khéo léo dẫn dắt để Bất Động Sản Giang Sơn danh chính ngôn thuận xâm nhập vào thành phố Lang, lấy danh nghĩa đầu tư làng đại học, trước tiên cắm gốc rễ ở đây đã, sau đó từ từ chậm rãi khuếch trương danh tiếng. Tuy thực lực của Bất Động Sản Giang Sơn không bằng tập đoàn Viễn Cảnh,
nhưng đầu tư vào một dự án như làng đại học này thì có thể ứng phó được. Điểm quan trọng là bất động sản Giang Sơn có những huynh đệ cùng sinh ra tử của hắn, để bọn họ thẳng tiến đến thành phố Lang, càng không cần phải sợ sự quấy rầy của thế lực Nga Ni Trần đen ác. Hạ Tưởng Hạ quyết định, vừa định gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ, thì đã thấy Lý Tài Nguyên gõ cửa bước vào, vẻ mặt đau thương, đôi mắt thấm nước, vừa bước qua cửa đã nghẹn ngào. Phó thị trưởng Hạ, tôi. Hạ Tưởng biết hắn đau lòng vì cái chết của Dương Bân, liền khuyên giải an ủi nói. Dương Bân có tội thì phải chịu trừng phạt, cho dù hắn ta không bị bắn chết, thì qua vài cuộc xét xử nữa cũng chưa chắc bị tuyên án tử hình. Hắn chết rồi coi như anh cũng cởi bỏ được gánh nặng trong lòng. Còn về kẻ thù ác thực sự Nga Ni Trần đứng phía sau, không phải vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết được, chỉ có thể bước một bước tính một bước mà thôi. Lý Tài Nguyên cảm động, Dương Dương nói. Tôi biết, Dương Bân vừa chết, tôi quả thật rất vui. Tôi đến là để cảm ơn Phó Thị trưởng Hạ, nếu không có anh, hiện tại người bị giết không chừng sẽ là cả gia đình tôi. Lý Tài Nguyên nước mắt ngắn nước mắt dài, bất chợt phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Hạ Tưởng. Đại ân đại đức của anh, suốt đời này tôi không bao giờ quên. Đàn ông hiếm khi rơi lệ, ngoại trừ gặp chuyện quá đau lòng. Trông thấy Lý Tài Nguyên đường đường là một đấng nam nhi, mà khóc lóc nước mắt nước mũi nhem nhuốc, Hạ Tưởng bất chợt cũng thấy bùi ngùi. Nếu không phải bị buộc vào bước đường cùng, thì việc gì Lý Tài Nguyên phải tự hủy hoại thanh danh của mình, sao lại thành ra nông nỗi này? Tất cả là do tên quyền thế ngập trời Nga Ni Trần ở đằng sau tạo thành. Trong lúc Hạ Tưởng cảm thán, thì trong lòng cũng bi phẫn khó mà san bằng. Lý Tài Nguyên chỉ là một ví dụ điển hình nho nhỏ, trong thành phố Lang này, không biết có bao nhiêu gia đình bị Nga Ni Trần hãm hại phá thành mảnh nhỏ, thậm chí cửa nát nhà tan. Hạ Tưởng vội vàng đỡ Lý Tài Nguyên dậy. Tài Nguyên, không nên hơi một tí là quỳ xuống, anh còn làm như vậy, tôi sẽ phê bình anh. Hắn làm bộ nổi giận quát Lý Tài Nguyên, nhưng vẫn nói. Phải nghĩ cách khôi phục lại thanh danh đã mất chứ. Nếu không khi có một vết nhơ chính trị rồi, sau này khi đề bạt sẽ luôn là chướng ngại vật. Lý Tài Nguyên lau nước mắt, ngượng ngùng nói. Tôi cũng vừa nghĩ ra một cách rất hay, chỉ cần Phó Thị trưởng Hạ gật đầu, tôi lập tức cho triển khai. Anh nói tôi nghe xem nào. Hạ Tưởng chợt cảm thấy hứng thú, trong mắt hắn, ý tưởng của Lý Tài Nguyên đôi khi cũng là một tác phẩm tuyệt vời, chứa đựng bút tích của một bậc anh tài. Kỳ thật cũng đơn giản thôi. Chính là để cô bạn học của tôi đến thành ủy một chuyến, cầm giấy giám định quan hệ ruột thịt, nói đứa bé không phải là con của tôi, mà là cô ấy bị cưỡng hiếp nên mới sinh ra nó. Lúc ấy cũng vì trả thù tôi năm đó không kết hôn với cô ấy mà đi lấy người khác, cô ấy cố ý đến đây để hủy hoại thanh danh của tôi. Hiện tại, cô ấy cũng đã hiểu rõ mọi việc rồi, cảm thấy không nên hại tôi nữa nên đến đính chính sự thật. Lý Tài Nguyên nói xong, vẻ mặt vô cùng căng thẳng nhìn Hạ Tưởng. Cứ sợ Hạ Tưởng không đồng ý. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, ý nghĩ, Lý Tài Nguyên là thiên tài, chợt thoáng qua đầu, không ngờ tới ý kiến của anh ta khiến người ta bó tay, cái gì mà bị cưỡng hiếp rồi còn đi trả thù, câu chuyện quá ly kỳ, liền hỏi. Tất cả đều là sự thật. Lý Tài Nguyên vẻ mặt ảm đạm. Đúng vậy, sự thật đúng là như vậy, cô ấy bị người ta cưỡng hiếp nên sinh ra đứa bé đó, một mình nuôi con rất vất vả. Tôi vẫn thường hay chu cấp và giúp đỡ cô ấy. Có bắt được kẻ cưỡng hiếp cô ta không? Hạ Tưởng quan tâm đến kẻ gây ra tội lỗi này, bởi vì an ninh ở thành phố Lang quá kém. Không, cô ấy chỉ nói với tôi là bị cưỡng hiếp, chứ không đi tố giác, bởi vì cô đã bị uy hiếp, một khi đi báo công an thì chỉ có con đường chết. Cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, lại không quyền không thế, đành cắn răng bỏ qua. Lý Tài Nguyên nắm chặt nắm tay. Chả trách cô bạn này chịu giúp anh ta, hóa ra hai người có cùng cảnh ngộ. Hạ Tưởng ngồi xuống suy nghĩ một lát rồi nói. Được, cứ làm theo cách của anh đi, tôi làm việc với bí thư Ngả bàn bạc xem có cách nào vừa lấy lại danh dự cho anh, vừa có thể giúp cô bạn kia bắt kẻ hại đời cô ấy, đúng rồi, cô ấy tên là gì? Ngụy Hồng Thanh. Lý Tài Nguyên nói, lại do dự một chút. Có thể cô ấy không nghĩ đến chuyện tố giác, tôi cũng không rõ rốt cuộc cô ấy đã gặp phải chuyện gì. Cái gì, Ngụy Hồng Thanh? Hạ Tưởng giật thót lên, cái tên Ngụy Hồng Thanh này đối với hắn rất thân thuộc, một khi nhắc tới, những chuyện trước kia lại ùa về, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc thế gian này quả là nhỏ bé, nhưng lại không dám khẳng định, hỏi lại. Anh bảo cô ấy là bạn học thế nào của anh?
Bạn hồi học trung học, cô ấy học đại học ở thành phố Yến, là học viện kiến trúc của tỉnh Yến. Lý Tài Nguyên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc mà há to cái miệng ra. À, chẳng lẽ cô ta cũng là bạn học hồi đại học của anh sao? Hạ Tưởng cảm than hàng nghìn lần, đúng vậy, Ngụy Hồng Thanh không những là bạn học chung đại học của hắn, mà còn là chị em cùng cảnh với Dương Bối. Chương 830, ván cờ, sóng lại nổi lên. Không gì không thể xảy ra trong đời người, lẽ nào nói, Dương Bối xuất hiện tại thành phố Lang là ở cùng với Ngụy Hồng Thanh. Kể từ sau khi tái sinh, Hạ Tưởng rất ít liên lạc với nhóm bạn thời đại học, không phải do hắn tự cao, mà do nhiều người không liên hệ với hắn. Hơn nữa hắn cũng không muốn chủ động đi liên hệ với người khác, đỡ bị người khác hiểu lầm là hắn cố ý muốn khoe sự thành đạt của mình. Nhưng thông qua con đường khác nhau cũng biết được tin tức của vài người. Hầu hết đều làm ở ngành xây dựng hay ngành sản xuất, có người thành chủ thầu, có người làm giám đốc dự án, có người thành kỹ sư hoặc nhân viên thiết kế công trình, v.v. Bất kể là do nguyên nhân nào thì những người chủ động liên lạc với hắn cũng rất ít, thậm chí có thể nói là gần như không có ai. Có lẽ vì công việc của hắn luôn không được cố định, chuyển từ huyện Bá tới huyện An, rồi đến thành phố Yến, và bây giờ là thành phố Lang, số điện thoại cũng thay đổi liên tục, ai mà tìm được hắn mới là lạ. Chỉ có điều không thể ngờ được là, bạn học trung học của Lý Tài Nguyên lại chính là Ngụy Hồng Thanh, người bạn thời đại học của hắn, hơn nữa cô còn bị người khác làm nhục sinh ra một đứa con, thế nhưng lại không thể tố cáo. Mối quan hệ năm đó giữa Hạ Tưởng và Ngụy Hồng Thanh cũng có thể coi là khá tốt. Bởi vì Ngụy Hồng Thanh chính là người đứng giữa truyền tin cho hắn và Dương Bối. Trong trí nhớ của hắn, Ngụy Hồng Thanh là một cô gái có chút nhan sắc, biết cách ăn mặc và rất thích ca hát khiêu vũ, dáng người thanh mảnh, cùng bím tóc dài luôn là đề tài bàn tán của học sinh trong lớp. Một cô gái đơn thuần, thanh tú lại rất tân thời, như thế nào lại ra nông nổi này? Trong lòng Hạ Tưởng rối như tơ vò, quay sang nói với Lý Tài Nguyên. Anh nói với Ngụy Hồng Thanh, nếu cô muốn giải oan, tôi sẽ giúp. Ừ, Lý Tài Nguyên tuy không hiểu nhưng vẫn rất vui, không nghĩ tới chuyện bản thân lại có thêm mối quan hệ gián tiếp như vậy với Phó Thị trưởng Hạ, thoáng chốc chợt thấy khoảng cách với Hạ Tưởng đã được rút ngắn lại, thế nhưng hắn vẫn nói tiếp một câu. Có một việc này, tôi nghĩ cần báo cáo với Phó Thị trưởng Hạ, có điều anh cũng đừng trách mắng tôi. Hạ Tưởng nhìn cái dáng vẻ bị nói trúng tim đen của cậu ta mà không nhịn được cười, nói. Việc gì phải sợ bị phê bình? Cấp trên phê bình anh chẳng qua là muốn anh mau tiến bộ. Lý Tài Nguyên tự tin hẳn lên. Kỳ thật từ trước đến giờ mối quan hệ giữa tôi và Thôi Kiến cũng khá thân thiết, từng giúp hắn thu thập nhiều chứng cứ. Bây giờ Thôi Kiến tiếp tục đảm nhiệm chức người đại diện pháp luật của công ty xây dựng số 3 thành phố Lang. Cậu ta mà không lật đổ Nga Ni Trần thì thề không để yên, cậu ấy cũng có thể là một cửa bộc phá. Ân oán giữa công ty xây dựng số 3 thành phố Lang và Nga Ni Trần tồn tại đã lâu. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ vụ tranh chấp 800 mẫu đất giữa Cửu Hào Công Quán và tiểu khu Trác Việt của Nga Ni Trần. Hạ Tưởng không phải chưa từng nghĩ đến việc lấy Thôi Kiến làm cửa bộc phá, mà là cảm thấy bây giờ thời cơ chưa phù hợp, bởi vì 800 mẫu đất có liên quan đến quá nhiều người và vụ việc, không thể đụng vào mảnh đất tranh chấp này, bằng không ắt có chiến tranh nổ ra. Trước khi thực lực của hắn đủ mạnh, công ty xây dựng số 3 thành phố Lang chỉ có thể coi là tác phẩm mai phục, có thể âm thầm ủ men. Nhưng bây giờ không thể lấy ra để nói thành việc. Miếng đất 800 mẫu không chỉ có mỗi bóng dáng Nga Ni Trần bên trong, mà còn có Vương Sắc Phi, Cổ Hướng Quốc, và cả tòa án, cục đất đai, thậm chí còn có Ngả Thành Văn, nó liên quan đến ích lợi của vô số người, trong giai đoạn này tuyệt đối không thể đụng vào, mà hễ va chạm thì sẽ bùng nổ thịt nát xương tan. Cho dù là như thế, Hạ Tưởng vẫn tỏ ra chút kinh ngạc nhìn Lý Tài Nguyên. Kinh ngạc không phải anh ta có mắt nhìn có thể nhìn ra lấy công ty xây dựng số 3 thành phố Lang và Thôi Kiến làm cửa bộc phá, mà là mối quan hệ giữa hắn và Thôi Kiến vẫn đang âm thầm diễn ra, cho đến ngày hôm nay mới tiết lộ ra chân tướng thì hiển thị rõ một điểm là, trước kia Lý Tài Nguyên đối với hắn là sự tin tưởng có hạn, ít nhất còn giữ lại một chút bí mật. Hôm nay Lý Tài Nguyên không hề kiêng dè thành khẩn với hắn, cũng là biểu hiện của sự quy phục hoàn toàn. Hạ Tưởng nhìn Lý Tài Nguyên đầy thâm ý. Buông ra một câu đầy ẩn ý sâu xa. Tài Nguyên, đi theo tôi, anh không cần lo lắng chuyện qua cầu rút ván, anh chỉ cần chú tâm làm tròn trách nhiệm của mình, sau này công việc nhiều lên, có mắt nhìn, luôn chú tâm quan sát nhiều hơn nữa là được. Lý Tài Nguyên vẻ mặt xấu hổ. Phó Thị trưởng Hạ, tôi sai rồi, tôi cũng bị bán đứng nên sợ rồi,
sau này tôi tuyệt đối không làm như thế trước mặt anh nữa. Hạ Tưởng mỉm cười, phất tay. Không cần biểu hiện lòng trung thành, cứ giữ mối quan hệ với Thôi Kiến, khai thác càng nhiều chứng cứ càng tốt, nhưng cần lưu ý một điểm, nhất định phải đảm bảo an toàn, đừng để người khác phát hiện. Chớp mắt một cái đã đến Tết Dương Lịch, Hạ Tưởng quay trở về thành phố Yến, đoàn tụ với mọi người trong gia đình, hưởng thụ chút hơi ấm hạnh phúc gia đình, đương nhiên không thể thiếu niềm vui với cô bé Lê. Cô bé Lê cũng biết chuyện Hạ Tưởng cứu người ở thành phố Lang, nói khéo léo là một hành động anh hùng cứu mỹ nhân cũng được, nhưng cứu rồi cũng không cần mang về nhà, biến thành bé là không tốt rồi. Hạ Tưởng cào cào cái mũi của cô, cười bảo cô suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, chi bằng chuyển sang dạy bảo con cho tốt mới là chuyện chính, nếu quả thật không thể yên tâm, qua một thời gian nữa sẽ đón mẹ con cô đến thành phố Lang là được. Cô bé Lê này là một cô gái thông minh thế nào chứ? Vừa nhắc tới liền lập tức chuyển sang đề tài khác, nói chuyện Liên Nhược Hạm gần đây hay bay sang Mỹ, có chắc là do công việc bận rộn, lại nói đến Liên Nhược Hạm không phải nói muốn tới thành phố Lang sao, vậy sao đến giờ vẫn chưa đi, cứ thế, hết chuyện này tới chuyện khác, làm nhảm mãi không dứt. Liên Nhược Hạm quả thật quá nhiều việc, công ty bên Mỹ âm ủ đưa tên ra thị trường, gần đây hầu như hơn phân nửa thời gian của cô là ở bên Mỹ. Cho nên biệt thự Hoa Hải ở trong thành phố Lang mà cô đang ấp ủ vẫn chưa được xác định, gọi là biệt thự Hoa Hải là vì không biết từ đâu Liên Nhược Hạm bỗng nhiên nhớ tới mùa thu ở huyện Bá, trời cao mây trắng trải dài đến tận cuối trời, cuộc gặp mặt lần đầu tiên vào năm đó đã in sâu vào tận trong lòng, nên đã suy xét đến chuyện đầu tư tham quan nông nghiệp ở thành phố Lang. Muốn trồng một vùng đủ các loại hoa tươi trong khu vườn xanh mướt, trông như lạc vào rừng hoa, tiếp đó là xây dựng một ngôi biệt thự tráng lệ ở giữa. Lấy tên là biệt thự Hoa Hải. Ý tưởng xây dựng ngôi biệt thự này rất hay, nhưng hiện thực lại không cho phép Liên Nhược Hạm có nhiều thời gian để lãng mạn. Tuy rằng cô không quá nặng lòng với sự nghiệp, cũng không quan tâm chính trị, nhưng dù sao đã xây dựng nên một công ty lớn bên Mỹ thì phải có trách nhiệm với nhân viên, đó cũng chính là trách nhiệm với thị trường tư bản. Đưa ra thị trường là chuyện tốt, đưa ra thị trường Mỹ để lấy tiền của người dân Mỹ, để Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng hưởng thụ, mang về đầu tư trong nước. Hơn gấp mấy trăm lần so với bọn tham quan trong nước cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân mình đến nước Mỹ hưởng thụ. Ở nhà nghỉ ngơi chỉ 3 ngày, Hạ Tưởng đi gặp bạn cũ, đến chào một vài lãnh đạo chủ chốt của thành ủy, tỉnh ủy. Cứ tưởng rằng có thể quay về thành phố Đan Thành chơi một chuyến, không ngờ nhiều việc quá, chỉ riêng hai cấp lãnh đạo của tỉnh, thành phố đã là gặp không hết, bởi vì Lý Đinh Sơn về qua thành phố Yến, riêng cuộc gặp gỡ với Lý Đinh Sơn đã chiếm hết nửa ngày. Cuối cùng đành phải gọi điện thoại về nhà. Đương nhiên, điều quan trọng vẫn là cuộc gặp gỡ với Tống Chiêu Độ. Tống Nhất Phàm cũng quay về thành phố Yến, vừa trông thấy Hạ Tưởng đã bám lấy anh không chịu buông, chỉ thiếu nước dính chặt vào người Hạ Tưởng, cho dù Tống Chiêu Độ có to tiếng quát mắng, cô cũng chẳng thèm để tâm. Hạ Tưởng cũng cười bảo làm như thế sau này sao cô lấy chồng được, cô ấy lại bảo, lúc trước hồi còn học cấp 3, luôn cho rằng tụi bạn trai cùng trang lứa đều quá nhỏ. Nguyên nhân là vì suy nghĩ của cô quá chín chắn. Bây giờ lên đại học rồi, mới phát hiện tụi con trai bên cạnh vẫn như vậy, không chín chắn, chẳng nhẽ nói suy nghĩ tâm lý của cô đã vượt quá xa những người cùng trang lứa. Hay là bởi vì ở gần Hạ Tưởng quá lâu, nên hoàn toàn lấy Hạ Tưởng làm hình mẫu tham chiếu. Tống Chiêu Độ tiết lộ với Hạ Tưởng một ít phong thanh, trên cơ bản Phạm Duệ Hằng là bí thư, ông ấy là chủ tịch tỉnh, Trung ương đã đánh tiếng bổ nhiệm như vậy. Nhưng ứng cử viên cho chức phó chủ tịch thường trực tỉnh vẫn chưa được định, nguyên nhân là kinh nghiệm lý lịch của Cao Tấn Chu hơi thiếu khuyết một chút. Đương nhiên vấn đề kinh nghiệm lý lịch từ trước đến nay không phải là điểm mấu chốt, mà nguyên nhân mấu chốt là ở nhà họ Mai, nhà họ Phó và nhà họ Khâu đều lên tiếng phản đối. Cái vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh quá quan trọng, nếu để nhà họ Ngô chiếm lấy, thì thế lực của nhà họ Ngô tại tỉnh Yến theo đó tăng cao thêm một tầng. Mấy nhà khác đương nhiên sẽ không để nhà họ Ngô tiếp tục phát triển lớn thêm rồi. Đồng thời còn có một tin khiến Hạ Tưởng kinh ngạc chính là, Thôi Hướng sắp bị điều động rồi, tới Bắc Kinh đảm nhận chức bộ trưởng nhàn tản, tương đương với được cấp đãi ngộ cấp bộ trưởng, sau đó từ từ lui xuống. Nhớ tới Thôi Hướng gây sức ép hồi lâu, cuối cùng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, kết thúc ảm đạm khiến Hạ Tưởng thở dài liên tục. Chuyện trong chính trị, quả thật mỗi lúc mỗi khác, chưa chắc sẽ có kết quả. Cố gắng rồi, có thể vẫn không đạt được kết quả gì, nhưng còn như không cố gắng thì chắc chắn sẽ chẳng có gì. Thôi Hướng đi rồi ai sẽ đảm nhiệm chức vụ phó bí thư tỉnh ủy,
Trung ương vẫn chưa bầu ra, hiển nhiên vẫn còn trong quá trình cân nhắc. Hạ Tưởng chú ý nhất là ứng cử viên của chức phó bí thư, bởi vì lập trường của phó bí thư tương lai sẽ quyết định đến lực lượng đối lập giữa Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ. Cuối cùng lại nói tới vụ án của Đồ Quân. Tống Chiêu Độ biết không nhiều lắm, ông ta cũng không tiện hỏi đến việc thẩm án của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Thật ra Thôi Hướng cũng hỏi thăm qua hai lần, nhưng lại bị thái độ không lạnh không nhạt hất trở về. Diệp Thạch Sinh tỏ thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, tuy nhiên điều có thể khẳng định chính là, nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh có không ít người có mối quan hệ chặt chẽ với bên Bắc Kinh, hơn nữa phía Bắc Kinh cũng gặp không ít áp lực, hy vọng Ủy ban Kỷ luật tỉnh giơ cao đánh khẽ, nhưng nội tình cụ thể như thế nào, thân là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh lại luôn tự hạn chế mình, Tống Chiêu Độ không nhúng tay vào quá nhiều. Sau khi gặp Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng lại đến chào Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Diệp Thạch Sinh thấy Hạ Tưởng đến hỏi thăm mình thì vừa mừng vừa sợ, Phong Thanh Y đến Bắc Kinh vừa nổi lên thì số người trông vào y ít đi rõ rệt, mà chuyển hướng tụ tập về phía Phạm Duệ Hằng, có thể thấy lòng người rất dễ thay đổi, mà y tới Bắc Kinh cũng chỉ thăng lên một chức nhỏ. Cho dù như vậy, quan huyện không bằng hiện quản, y dù là nhậm chức phó thủ tướng, cũng không bằng quyền hạn Phạm Duệ Hằng có thể trực tiếp quản lý việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ dưới cấp giám đốc sở ở tỉnh Yến, trong mắt cán bộ bản địa thì cái này quan trọng hơn. Việc Hạ Tưởng xuất hiện khiến Diệp Thạch Sinh cảm kích rất nhiều, biết Hạ Tưởng chính là một thanh niên trọng tình trọng ý, y kéo tay Hạ Tưởng, nói chuyện huyên thuyên, cũng không quên ám thị sau này Hạ Tưởng có đến Bắc Kinh, có chuyện gì thì cứ tìm đến ông ta. Cuộc gặp gỡ Phạm Duệ Hằng lại mang sắc thái cá nhân nhiều hơn, bởi vì có Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì tiếp khách. Ở trong căn phòng khách rộng mênh mông của Phạm Duệ Hằng, nghe khúc nhạc cổ, nhâm nhi tách trà thơm, cùng Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu thì thoải mái vui đùa, không khí tươi tắn hẳn lên, nhưng Hạ Tưởng vẫn cảm giác bên trong cái vẻ khách khí của Phạm Duệ Hằng, là một chút cảm giác xa cách như có như không. Hạ Tưởng biết, điểm chung duy nhất nối mối quan hệ của hắn và Phạm Duệ Hằng chính là Phạm Tranh, bởi vì trong giai đoạn hiện tại quả thật hắn và ông ta không những không có chung lợi ích, hơn nữa còn có khả năng chia rẽ, bởi vì ở giữa ngang ra một rào cản chính là Tống Chiêu Độ. Phạm Duệ Hằng không phải kiểu người nhớ ân tình cũ, nếu nhớ ân tình cũ, sẽ không trong lúc Cao Thành Tùng vừa đi đã nhanh chóng phân rõ giới hạn với Cao Thành Tùng. Hắn ta cũng không phải người có tình, bởi nếu có tình, Nghiêm Tiểu thì sẽ không ở thành phố Yến nhiều năm như vậy, mà cũng chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc thực sự của y. Cũng tốt, Phạm Tranh trước sau vẫn nhiệt tình như thế, kể cho Hạ Tưởng nghe không ít chuyện phong lưu của hắn trước kia, Nghiêm Tiểu thì vừa nghe vừa nhíu mày, có vẻ muốn phản bác, nhưng khó mở lời. Nghiêm Tiểu thì vẫn duy trì dáng vẻ như thế, dáng người thon thả và khuôn mặt hao gầy, chỉ có điều ánh mắt toát ra một tia u oán, có khi lơ đãng liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, làm Hạ Tưởng thấy buồn cười trong bụng. Kể từ khi Nghiêm Tiểu thì biết được mối quan hệ giữa hắn và Cổ Ngọc, dường như xa cách đi nhiều, có lẽ ở trong lòng cô, Cổ Ngọc đã trở thành rào cản lớn giữa hắn và cô. Cuối cùng cũng đến lúc chia tay nhau, Nghiêm Tiểu thì tiến Hạ Tưởng xuống lầu, khi đã xuống tới tầng dưới, Phạm Tranh nhìn ra gì đó bèn vẫy vẫy tay nói. Tôi lên lầu trước, có chuyện gì thì tôi và anh Hạ có thể bàn bạc bất cứ lúc nào. Tiểu thì, cô muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi, chứ nhìn bộ dạng khó chịu của cô, tôi chịu muốn hết nổi rồi. Nam theo đuổi nữ cách ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một lớp giấy. Nghiêm Tiểu thì bị Phạm Tranh trêu, mặt đỏ ửng lên, hét lên với Phạm Tranh. Xì, mau đi đường anh đi, vướng víu. Phạm Tranh cười ha hả, quay người đi lên lầu, Nghiêm Tiểu thì thẹn thùng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng. Đi dạo một chút nha. Đi thì đi, ai sợ ai, Hạ Tưởng cùng Nghiêm Tiểu thì đi ra khỏi khu tỉnh ủy, hai người bước dọc theo con đường An Trường bên ngoài. Đường An Trường là một con hẻm cụt, một bên là tường cao, một đầu chặn kín, một đầu nối liền với đường cái hoa trung phồn hoa, hơn nữa lại là đường một chiều, cũng không cho phép xe taxi lưu thông. Nên đây là một trong những con đường yên tĩnh hiếm có của thành phố Yến, hơn nữa hai bên đường lại trồng nhiều cây xanh, chỉ tiếc giờ là mùa đông, nếu không tản bộ bên dưới con đường rợp bóng cây thế này, cũng có thể nói là rất lãng mạn. Trong bộ dạng Nghiêm Tiểu thì mang nhiều tâm sự, hai người đi một lúc lâu mới từ từ lên tiếng. Thành phố Lang, nghe nói rất nguy hiểm, có đúng không? Đừng lo, mệnh tôi lớn lắm. Hạ Tưởng thấy bộ dạng giàu dĩ của cô nên cố ý đùa một chút. Coi bộ dạng của em kìa, mặt mày ủ rủ, thất tình à. Nếu được thất tình thì hay quá,
mấu chốt là ngay cả yêu còn chưa được, lấy gì mà thất tình. Nghiêm Tiểu thì tức giận nói. Em sắp trở thành gái già rồi, phải làm thế nào mới được đây? Anh nghĩ cách giúp em với, Mai Hiểu Mộc vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh rể cứ luôn khuyên rằng Mai Hiểu Mộc cũng là một người tốt, có điều em sắp chết vì phiền rồi. Nếu Nghiêm Tiểu thì thích Mai Hiểu Mộc thì đã thích từ lâu rồi, chứ việc gì dây dưa đến tận bây giờ. Cô ấy là một người rất thẳng thắn, thật ra trong lòng cô đã có kế hoạch khác, cũng không để tâm đến Phạm Duệ Hằng sẽ nghĩ thế nào, bởi vì thực tế Phạm Duệ Hằng chỉ giúp đỡ cô ấy một chút, cho nên muốn cô thân thiết hơn với Phạm Duệ Hằng cũng khó. Sở dĩ hỏi như vậy, là ý muốn trong lòng cô khó được phẳng lặng, vẫn có ý với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trầm ngâm một chút, rồi lên tiếng nói. Thì à, em là một cô gái xinh đẹp, lại thông minh, tài năng, có ý chí, em hoàn toàn có được một cuộc sống tốt, một gia đình mỹ mãn. Cũng như bao nhiêu người khác, chỉ cần em luôn cởi mở vui vẻ, vậy việc gì em cứ phải ép mình tìm những việc buồn phiền. Nghiêm Tiểu thì nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, đôi mắt đen lay láy mở to không chớp, bỗng nhiên lắc đầu bi thương nói. Nếu trong lòng anh có hình bóng của em, thì hãy nói cho em biết. Chỉ cần nghĩ đến em dù chỉ một chút thôi, em cũng chịu. Còn nếu như hoàn toàn không có thì em sẽ bỏ cuộc. Hạ Tưởng không biết nên trả lời Nghiêm Tiểu thì như thế nào. Các cô gái bên cạnh hắn không phải ít, cho nên cũng không muốn có thêm một gánh nặng nữa. Lên giường thì dễ, xuống giường lại rất khó, phát sinh tình cảm dễ, dứt tình khó khăn. Hắn dễ dàng không để xảy ra mối quan hệ với phụ nữ, là vì không muốn trong tình cảnh không có tình cảm phát sinh quan hệ thân xác. Lại không phù hợp với quy tắc làm người của hắn. Nhưng nói đến Nghiêm Tiểu thì, không thể phủ nhận hắn cũng có chút tình ý, dù sao đã quen biết nhau lâu, lại từng có vài lần không rõ ràng, trong lòng hắn tình cảm đối với Nghiêm Tiểu thì cũng là một kiểu cảm xúc không thể nói một cách rõ ràng. Chỉ có thể là thích, nhưng không phải yêu, hơn nữa cũng đủ để hắn đối xử với cô như đối với Cổ Ngọc, trong lòng thấy thương tiếc, tình nguyện yêu thương. Đôi khi sự mềm lòng bất chợt vui có khả năng sẽ mang lại hối hận lâu dài. Hạ Tưởng giơ tay vỗ vỗ lên lưng Nghiêm Tiểu thì. Em không cần phải tạo cho mình một trở ngại tâm lý, đối với em, anh. Anh đừng nói nữa, hãy để cho em có được những hồi tưởng tốt đẹp về anh. Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên giơ tay che kín miệng Hạ Tưởng, bàn tay cô nhỏ bé trắng mịn mà lạnh giá, chạm nhẹ ở bờ môi Hạ Tưởng, khiến hắn thất thần, cảm nhận được sự dịu dàng còn sót lại và cả mùi hương thoang thoảng. Như hương hoa hồng. Nghiêm Tiểu thì đã đi một lúc lâu rồi, Hạ Tưởng mới nhấc bước quay về, tâm tư trầm lắng. Tuy rằng thời gian Tết Dương lịch ở thành phố Yến không lâu, Hạ Tưởng vẫn có gặp Hồ Tăng Chu một lần. Lần gặp mặt này với Hồ Tăng Chu tỏ ra vô cùng thân mật, hai người trò chuyện khá vui vẻ, cả hai nói hết chuyện từ Nam chí Bắc, đủ mọi chuyện trên đời. Đương nhiên cũng không thể thiếu buổi tụ họp với các cộng sự ở quận Hạ Mã, Giang Thiên, Trang Thanh Vân, Biện Tú Linh, Phó Hiểu Bân, Hoàng Kiến Quân, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Tuy rằng Hạ Tưởng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng ai ai cũng đồng thuận gọi hắn là lãnh đạo cũ, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Giang Thiên sốt sắng nhất, y cảm động trước sự giúp đỡ của Hạ Tưởng đối với y, uống đến khi say mềm. Cục thế quận Hạ Mã vẫn được coi là ổn định, dưới sự giúp đỡ rất nhiều từ nhóm cán bộ cũ dưới quyền Hạ Tưởng mà Giang Thiên đã nắm chặt thế cục, quận Hạ Mã có thể tự tin mà bước những bước vững chắc tiến tới. Đồng thời tiếp tục duy trì khiêm tốn như lúc Hạ Tưởng còn chủ quản, phong cách thiết thực rõ ràng. Lý Hàm không tham gia cuộc gặp mặt, nghe nói hắn trở về quê. Trước khi đi, Hạ Tưởng vẫn gặp mặt Mai Thái Bình một lần. Mai Thái Bình vẫn bộ dạng cũ, dường như không vì chuyện đẩy mạnh xây dựng mới nông nghiệp mà xa lánh Hạ Tưởng, vẫn đùa giỡn như trước kia, còn muốn Hạ Tưởng ra tay tác hợp Mai Hiểu Mộc và Nghiêm Tiểu thì, Hạ Tưởng từ chối ý kiến không tiếp lời của Mai Thái Bình. Mà quay qua nói về thế cục của thành phố Lang và thế cục tỉnh Yến sau thời đại Diệp Thạch Sinh. Mai Thái Bình cũng không có tiết lộ nhiều tin tức, trước khi sự việc được quyết định chắc chắn, phán đoán thế nào đều là dư thừa, chủ yếu cũng là lần bổ nhiệm này do Bộ Chính trị thảo luận quyết định, cuối cùng là ủy viên thường vụ đánh nhịp, Mai Thái Bình vẫn chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị, không có tư cách tham gia thảo luận. Nói đến ủy viên Bộ Chính trị, Mai Thái Bình mỉm cười. Kỳ thật tôi cũng không có nhiều khát vọng gì, trước khi lui xuống mà có thể đảm nhiệm chức ủy viên Bộ Chính trị một nhiệm kỳ là được rồi. Tính ra tôi đến tỉnh Yến đã được một thời gian rồi, cũng nên điều động thôi. Trong lòng Hạ Tưởng khẽ rùng mình. Trưởng ban Mai nên tiến lên một bước, vị trí phó bí thư tỉnh ủy cũng khá.
Cứ ở tại tỉnh Yến này cũng không ý nghĩa mấy, tôi muốn về Bắc Kinh rồi. Không biết là Mai Thái Bình thật lòng nói vậy hay chỉ là thuận miệng nói thế thôi, tuy nhiên Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt của y, lại có vẻ hứng thú, ý tứ hàm xúc. Nhận thấy vành kinh tế Bắc Kinh lớn có thể sau Tết Dương lịch lên chương trình, Mai Thái Bình lúc này nghĩ quay về Bắc Kinh, chỉ sợ không phải là chủ ý của ông ta. Đúng lúc cần phải đứng vững vàng ở tỉnh Yến này, bây giờ trở về chẳng phải đã giao lại cơ hội hiếm quý này trao vào tay người khác. Tuy nhiên Mai Thái Bình không nói thêm, Hạ Tưởng cũng không hỏi lại. Kỳ nghỉ vừa qua, Hạ Tưởng liền đi làm ngay sau khi về tới thành phố Lang. Vừa lên tới văn phòng, thì từ cục công an thành phố truyền đến một tin khiến ai ai cũng phải giật mình, mặt sẹo trốn thoát thành công khỏi trại tạm giam, hiện tại không rõ tung tích. Chương 831, biến số, ai nắm giữ cuộc đời chìm nổi. Hạ Tưởng giận tím mặt. Một tên Dương Bân chết thì đã đành, còn để mặt sẹo trốn thoát, còn cho rằng mặt sẹo là Sophie có thể bày ra một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo sao. Nếu như nói không có bàn tay con người thì dù nói thế nào Hạ Tưởng cũng không thể tin nổi, cho dù cả trại tạm giam đều là một lũ ăn hại cũng không thể để cho tên mặt sẹo còn đang mang cả xiềng chân còng tay thành công trốn thoát. Hạ Tưởng biết rõ, nếu không phải do bàn tay của Nga Ni Trần thì là do Lộ Hồng Chiêm đứng sau. Hung hăng quá mức, hung hăng đến mức coi cục công an thành phố hệt như sân sau nhà mình, hung hăng đến mức hoàn toàn bất chấp pháp luật và mạng người, Hạ Tưởng ruột gan sôi sùng sục. Hắn biết có người cố ý thả mặt sẹo, chính là muốn khiến hắn gặp nguy hiểm. Mặt sẹo gãy mất mấy cái xương sườn, dập sống mũi chỉ mới được mấy ngày, nhanh nhất cũng chỉ hồi phục được 1/3 sức lực, về cơ bản vẫn trong tình trạng dở sống dở chết mà có thể trốn thoát sao. Mối nghi ngờ cố ý thả người đã quá rõ ràng, căn bản chính là sự khiêu khích trắng trợn. Trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, đối phương cố ý thả mặt sẹo chính là không muốn để hắn yên. Chính là muốn đặt một quả bom hẹn giờ ở bên hắn, để hắn từng giờ từng khắc sống trong nguy hiểm, tạo áp lực tinh thần, khiến hắn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Thủ đoạn vô cùng tàn độc. Ngay lập tức mở cuộc họp hội ý bí thư, Lộ Hồng Chiêm vừa bước vào cửa đã bị Ngả Thành Văn mắng một trận xối xả vào mặt. Lộ Hồng Chiêm cũng không vừa, đợi sau khi Ngả Thành Văn mắng xong, trước tiên là tự phê bình, nói mình không làm tốt công tác canh phòng, sau đó chuyển ngay chủ đề. Mặt sẹo chạy trốn là lúc phó cục trưởng biểu lý đang trực ban, tôi đi thị sát phân cục ở thị xã Ngũ Đường. Thị xã Ngũ Đường tuy rằng cũng thuộc quyền quản lý của thành phố Lang nhưng lại là một vùng đất lệ thuộc, nằm giữa Bắc Kinh và Thiên Tân. Muốn tới thị xã Ngũ Đường đầu tiên phải ra khỏi địa giới thành phố Lang, đồng thời cũng là địa giới tỉnh, từ địa giới Bắc Kinh đi lên hơn 10 km thì lại đi vào khu vực tỉnh Yến, đó mới là phạm vi quản lý thị xã Ngũ Đường. Thị xã Ngũ Đường cách Bắc Kinh không tới 30 km, mất nửa giờ đi ô tô. Lý do của Lộ Hồng Chiêm rất đầy đủ, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị cẩn thận từ trước, chỉ một câu nói liền khiến Ngả Thành Văn thiếu chút nữa không nói nổi lời nào. Cũng đúng, biểu lý tuy là phó cục trưởng thường trực nhưng lại là công an chuyển nghề, lại chưa từng làm công việc trinh sát hình sự, so với người cả đời làm nghề điều tra phá án như Lộ Hồng Chiêm, dù là về phương pháp hay cách sắp xếp đều có phần thua kém. Cổ Hướng Quốc không nói gì, ánh mắt lại có ý trêu tức và đắc ý. Hạ Tưởng nhìn Lộ Hồng Chiêm một cái đầy hàm ý, bình thản mỉa mai một câu. Cục trưởng Lộ, việc Dương Bân chạy trốn bị bắn chết còn chưa đưa ra được kết luận, bây giờ lại xảy ra việc mặt sẹo trốn thoát, rốt cuộc cục công an thành phố đã quản lý một cách khoa học, đoàn kết một lòng, hay là năm bè bảy mảng, mạnh ai nấy làm. Phó thị trưởng Hạ, anh. Lộ Hồng Chiêm vốn ngầm đắc ý vì khiến Ngả Thành Văn không nói nổi lời nào, biểu lý là người của bí thư Ngả, chính trong lúc biểu lý trực ban thì mặt sẹo trốn thoát, muốn trách nên trách biểu lý mới đúng, không ngờ Hạ Tưởng lại mở miệng châm chọc cạnh khóe, khiến y khó bề trả lời. Xin Phó Thị trưởng Hạ nhận xét một cách khách quan và công bằng, đừng nên mang cái nhìn thành kiến mà công kích cảnh sát của Cục Công an thành phố và năng lực làm việc của bản thân tôi. Khách quan công bằng sẽ có thôi. Đợi sau khi điều tra rõ chân tướng sự việc sẽ nói với ông một cách công bằng. Hạ Tưởng thản nhiên nói một câu. Tôi cho rằng cần thiết phải thành lập một tổ điều tra độc lập, điều động lực lượng từ Sở Công an tỉnh, tiến hành điều tra độc lập dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành ủy, Cục trưởng Lộ có ý kiến gì không? Lần trước tổ điều tra của Sở Công an tỉnh đến thành phố Lang điều tra việc Dương Bân bị bắn chết, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Chỉ rút ra được một kết luận tương tự như của Cục Công an thành phố, trước Tết Dương lịch đã rút về thành phố Yến.
Lộ Hồng Chiêm cậy rằng lực lượng trung cấp trong cục công an thành phố đều là người của y, bàn tay Hạ Tưởng đã chạm tới cục công an thành phố nhưng vẫn chưa nắm được lực lượng chủ chốt, y không hề lo ngại lực lượng bên ngoài có thể điều tra ra căn nguyên gì, liền nói. Tôi đồng ý cả hai tay, hoàn toàn không có ý kiến gì, cũng mong sớm trả lại sự trong sạch cho đồng chí biểu lý. Với hàm ý việc mặt sẹo trốn thoát không có liên quan gì tới y, cho dù quy kết trách nhiệm thì cũng là một mình biểu lý gánh vác. Ngả Thành Văn khoát tay. Tôi đề nghị đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ điều tra, mọi người có ý kiến gì không? Cổ Hướng Quốc không có ý kiến, biết rằng Ngả Thành Văn đã nổi giận, Lộ Hồng Chiêm cũng không có ý kiến, vì trong bốn người ngồi đó chỉ có Hạ Tưởng là thích hợp nhất. Gần đây hình thành nhận thức chung, do Hạ Tưởng lấy danh nghĩa thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mời lực lượng cảnh sát từ sở công an tỉnh tham gia điều tra việc mặt sẹo chạy trốn. Sau cuộc họp, Ngả Thành Văn cố tình giữ Hạ Tưởng lại, trịnh trọng nói vài câu, tỏ thái độ rất bất mãn đối với những việc làm của Lộ Hồng Chiêm trong thời gian gần đây, hy vọng Hạ Tưởng có thể nắm bắt cơ hội đánh phủ đầu Lộ Hồng Chiêm, y chắc chắn sẽ ủng hộ hết mức có thể. Hạ Tưởng hiểu rõ Ngả Thành Văn cũng bị Lộ Hồng Chiêm và Cổ Hướng Quốc gây hấn chọc giận không ít lần. Trở lại văn phòng, lặng im suy nghĩ một lát, Hạ Tưởng gọi điện cho Tống Chiêu Độ, đề nghị muốn mượn lực lượng của Sở Công an tỉnh. Nhưng đồng thời cũng nêu ra yêu cầu muốn Sở Công an tỉnh sắp xếp lịch phi thuộc phân cục quận Hạ Mã vào tổ điều tra cùng đến thành phố Lang. Tống Chiêu Độ đã nhận lời, sau khi biết được môi trường chính trị hiểm ác ở thành phố Lang, y lại thoải mái cười. Bây giờ nghĩ lại, ném cậu đến thành phố Lang thật là một hành động sáng suốt, môi trường chính trị phức tạp, tình hình kinh tế nghiêm trọng, nếu cố gắng vượt qua được cửa ải khó khăn hiện nay sẽ mở ra một tiền đồ tươi sáng. Có điều, quyền lực của phó thị trưởng thường trực vẫn có phần hạn chế, muốn đả kích thế lực đen tối nhất định phải là người nắm quyền cao nhất mới được. Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, hắn không phải là người nắm quyền lực cao nhất, muốn đả kích thế lực đen tối sẽ gặp muôn vàn khó khăn, ngay cả là người nắm quyền cao nhất, nếu như không nắm giữ được lực lượng công an thì cũng không có cách nào ra đòn quyết định. Đời sau khi người đứng đầu thành phố trực thuộc trẻ tuổi nhất nhậm chức muốn triển khai hành động đả kích thế lực đen tối cũng là sau khi đưa cục trưởng công an vẫn luôn đi theo y đến làm cục trưởng bên cạnh y thì mới triển khai một loạt các hành động mạnh mẽ, cứng rắn với các thế lực đen tối. Mà nghe đồn cục trưởng công an đi theo y trước đó đã từng vì đả kích thế lực đen tối mà vợ con đã bị xã hội đen bắt cóc, sát hại thảm thương. Hạ Tưởng sở dĩ không đưa người nhà đến thành phố Lang cũng là tuyên bố chỉ một thân một mình không sợ mạng sống bị uy hiếp, mà hắn áp dụng những sách lược hoàn toàn khác với những phương pháp ở thành phố Yến. Thứ nhất là đối chọi trực tiếp một bước cũng không nhún nhường, thứ hai là cương quyết lấy bạo lực trị bạo lực, chính là không để Nga Ni Trần cho rằng hắn nhát gan, để thế lực đen nuôi ảo tưởng có thể thu phục được hắn. Điều hắn muốn chính là không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chắc chắn phải khiến đối phương chịu tổn thất. Đối phương thực sự cảm thấy đau, nhưng phản kích cũng rất nhanh, đầu tiên là bắn chết Dương Bân, giờ lại để mặt sẹo trốn thoát, có thể nói đối phương tuy rằng vừa bị thua nhưng vẫn vô cùng tự tin, hơn nữa vẫn xếp đặt đâu ra đấy. Đúng vậy, ai cũng không dễ dàng chịu thua, huống hồ lại là trong tình thế hai bên thế lực tương đương nhau. Không, nói một cách công bằng, thực lực của đối phương thực ra còn có phần mạnh hơn, bởi vì lực lượng ngầm của Nga Ni Trần phải công nhận là vô cùng hùng mạnh. Hạ Tưởng nhờ Tống Chiêu Độ lấy danh nghĩa tổ điều tra của Sở Công an tỉnh điều lịch phi đến thành phố Lang, là một nước cờ chiến lược của hắn, mong rằng kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, từ đó mở ra cục diện tiếp theo. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, chỉ đợi tổ công an của Sở Công an tỉnh tập hợp đủ, nếu không có gì thay đổi có lẽ sau 3 ngày sẽ tới thành phố Lang. Sau khi hết giờ làm, Hạ Tưởng một mình về đến nhà, thấy trong nhà ngổn ngang không khỏi thản nhiên mà cười. Trước kia cho là phó tiên tiên bày bừa, không ngờ chính bản thân mình cũng không ngăn nắp, gọn gàng, chung quy đàn ông vẫn là đàn ông, trong nhà không có phụ nữ thực sự không giống một ngôi nhà. Không biết tại sao, đột nhiên lại nhớ tới Dương Bối và Vệ Tân. Dương Bối và Vệ Tân là hai người con gái có mối quan hệ phức tạp nhất với hắn trong kiếp trước, để lại cho hắn những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Dương Bối nông cạn nhưng hay thay đổi, vừa tốt nghiệp liền nói lời chia tay, không hề lưu luyến. Đã từng khiến hắn đau lòng một thời gian, dù hắn cũng biết rõ tình yêu và những lời thề non hẹn biển thời đại học đều sẽ mờ nhạt theo thời gian và sự ngăn trở của khoảng cách, trở thành chuyện của quá khứ. Nhưng khi đó hắn cũng đã thực sự rung động trước Dương Bối, bất luận có phải là sự nông nổi của tuổi trẻ hay không hay là khi yêu lần đầu không hiểu tình yêu là gì,
thực sự cũng đã từng vì thế mà xót xa một khoảng thời gian. Sau này lại gặp Vệ Tân, không dễ thay lòng như Dương Bối, tình yêu của Vệ Tân dai dẳng mà say đắm, cố chấp mà quan tâm, giống như một tấm lưới kín như bưng mà vây lấy Hạ Tưởng ở bên trong. Cũng là Hạ Tưởng không biết nắm giữ hạnh phúc mình đang có, cũng có thể hắn quá yêu tiền bạc, càng có thể là hắn phạm phải lỗi lầm mà tất cả mọi người thường mắc phải, ngày ngày hưởng thụ mà không biết, đã quen với tình yêu vẹn toàn của Vệ Tân, quen với sự tồn tại của cô ấy nên không biết trân trọng sự hy sinh của cô. Kết quả là khi Vệ Tân mong muốn có được một danh phận mà mãi không có được, cuối cùng cô đã phẫn uất bỏ đi. Sau khi Vệ Tân bỏ đi, Hạ Tưởng mới cảm nhận được hóa ra trong cuộc đời hắn Vệ Tân quan trọng giống như không khí, nhưng giống như thứ quý giá nhất mà con người lại rất dễ bỏ quên nhất, đối với mỗi người ánh sáng và không khí là quan trọng nhất thì lại luôn luôn bị mọi người vô tình lãng quên đi. Sự ra đi của Vệ Tân, khi đó Hạ Tưởng không muốn thừa nhận, bây giờ nghĩ lại, lại bỗng nhiên cảm thấy đau nhói trong tim. Đúng vậy, hắn thực sự rất xót xa. Sự chờ đợi và hy sinh trong mấy năm trời của một người con gái, toàn bộ tuổi thanh xuân và hy sinh của một người con gái, hắn lại tùy tiện phung phí mà không biết quý trọng, hắn thật đáng hận, đáng trách biết bao. Nhưng kiếp này gặp nhau lần nữa, Hạ Tưởng cố ý giữ khoảng cách với Vệ Tân là thực sự không muốn làm tổn thương cô ấy một lần nữa. Mà sau khi tái sinh hắn cũng không tìm Vệ Tân ngay lập tức, thực ra từ sâu thẳm trong lòng sợ rằng gặp lại Vệ Tân, hắn không có mặt mũi nào đối diện với những hy sinh của Vệ Tân dành cho mình. Chỉ có điều sự đời vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của con người, hắn vẫn cứ gặp lại Vệ Tân như định mệnh, mà Vệ Tân cũng không thoát khỏi quán tính mãnh liệt của đời người, vẫn cứ yêu hắn như trước, khiến hắn không kịp định liệu, lại không thể làm gì được. Ngồi trên ghế sofa suy nghĩ hồi lâu, Hạ Tưởng vẫn không biết nên giải quyết mối quan hệ với Vệ Tân như thế nào, đúng lúc đang định lên giường ngủ thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Vệ Tân đã đến thành phố Lang. Ai cũng không ngờ rằng Vệ Tân lại tới thành phố Lang vào buổi tối, đón được Vệ Tân, Hạ Tưởng liền nghĩ đến việc Phó Tiên Tiên gặp chuyện ở khách sạn, cuối cùng vẫn đưa cô ấy tới ở nhà mình. Vị trí tòa nhà ủy viên thường vụ của hắn vô cùng vắng vẻ, vừa an toàn vừa bí mật, không có nhiều người ra vào, cũng không có người bàn tán, quan trọng nhất là không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Vệ Tân lại gầy hơn đôi chút. Dáng người cô vốn dĩ đã mảnh mai giờ lại mặc áo lông và quần bò lại càng thấy rõ hơn dáng người thắt đáy lưng ong. Không giống với gương mặt tròn của Dương Bối, gương mặt Vệ Tân gầy dài, đúng tiêu chuẩn hình trái xoan, nếu như cô đẫy đà hơn một chút thì còn có phần xinh đẹp hơn cả Hứa Tình, nhưng bây giờ gầy guộc hơn lại thấy hơi hốc hác. Vệ Tân không mang theo hành lý gì, sau khi đi theo Hạ Tưởng vào nhà, thoáng ngập ngừng. Này, một mình anh ở trong cả căn phòng lớn như vậy không thấy buồn sao? Cha, bừa bộn quá, lười thật đấy. Sao lại quăng tất bẩn lung tung thế này? Trời ơi, quần lót mà lại giặt chung với áo khoác sao? Thực ra thành ủy đã sắp xếp cho Hạ Tưởng một nhân viên làm việc vặt trong nhà nhưng Hạ Tưởng chưa để cô ta đến dọn dẹp. Vệ Tân vừa vào nhà, thay giày, rửa tay sau đó cởi áo khoác liền bắt đầu giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Vệ Tân mặc một chiếc áo lông bó sát người, khi dọn dẹp nhà cửa thì vô cùng dịu dàng, cực kỳ nữ tính. Cúi người dọn dẹp càng thấy rõ hơn nét phong tình đằm thắm. Hạ Tưởng thầm nghĩ, Vệ Tân cũng không còn trẻ, vào thời điểm này ở kiếp sau, hai người đã quen và yêu nhau, và lại còn sống chung mà bây giờ ở kiếp này vẫn như gần như xa. Vệ Tân làm việc rất nhanh nhẹ, chỉ trong nửa giờ căn nhà như bừng sáng, cô vỗ vỗ bàn tay, lại mặc tạp dề vào làm cơm cho Hạ Tưởng. Đồ ăn thức uống trong tủ lạnh không hề ít. Hạ Tưởng một mình không nấu cơm nhưng thành ủy vẫn đưa đến theo tiêu chuẩn nên không thiếu thứ gì. Vệ Tân hệt như một người vợ nhỏ bé đảm đang, chu đáo, dáng vẻ bận rộn đi tới đi lui, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hạ Tưởng, có lúc như thời gian xoay chuyển, Hạ Tưởng nghĩ về kiếp sau, không biết đã bao lần hắn ngồi trên sofa nhìn Vệ Tân bận rộn đi ra đi vào căn bếp, khi đó chỉ thấy rằng đó là lẽ đương nhiên, không hề trân trọng niềm xúc động không dễ có được. Hôm nay lại khác. Trong lòng hắn đột nhiên dâng trào một cảm giác hạnh phúc sâu sắc. Nhìn bóng dáng Vệ Tân, bỗng gần trong gang tấc, thoát lại xa tận chân trời, kiếp trước kiếp này dường như chồng chéo lên nhau, và đôi mắt Hạ Tưởng đã ươn ướt tự khi nào. Vệ Tân là người con gái mà kiếp trước kiếp này hắn đối xử tệ bạc nhất, cũng là một khía cạnh tầm thường của bản thân mà hắn không muốn nhìn thẳng vào nhất. Vệ Tân là một tấm gương, phản chiếu sự thiếu sót của hắn, khiến Hạ Tưởng thấy được phần ích kỷ trong con người mình. Bê thức ăn lên bàn, Vệ Tân vô tình nhìn Hạ Tưởng một cái,
thấy hắn đang mê đắm nhìn cô như bị hút hồn, cô ấy không khỏi đỏ mặt, trong lòng sao động, không biết tại sao trong lòng tự nhiên có một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. Có thể vào bếp vì người đàn ông mình yêu, chăm lo việc nhà cho anh ta, giúp anh ta thu dọn căn nhà bề bộn chính là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ biết yêu. Dù nói vệ tân giàu có hơn, biểu hiện tình cảm phong phú hơn đa số những phụ nữ khác nhưng bản chất cô ấy vẫn là một người phụ nữ truyền thống, cho rằng phụ nữ nên làm cơm, thu xếp việc nhà cho đàn ông, giải quyết hết thảy mọi việc cho họ chứ không phải ăn không ngồi rồi, chỉ biết hư vinh và sống an nhàn sung sướng. Lấy vợ phải lấy người hiền thục, người đàn ông khôn ngoan khi chọn vợ chắc chắn sẽ đặt tiêu chí thảo hiền lên hàng đầu. Khi ăn cơm, vệ tân gắp món Hà Tưởng thích ăn nhất vào bát của hắn, nói cũng lạ. Dù là kiếp trước hay kiếp này vệ tân đều chưa bao giờ hỏi hắn thích ăn món gì nhưng lần nào cũng đều có thể làm những món ăn hắn thích nhất, Hạ Tường không khỏi xúc động giạt rào. Vệ tân, em đúng là một người con gái tốt hiếm có, mong rằng em có thể tìm được một người đàn ông tốt biết trân trọng em cả đời. Vệ tân cười, trong nụ cười có nét cô đơn. Người có thể trân trọng em có rất nhiều nhưng có thể trân trọng trái tim em thì rất ít. Trong lúc nói chuyện, vệ tân kể về mục đích của cô khi đến thành phố Lang là muốn tìm cơ hội kinh doanh ở đây, vì ngành thông tin điện tử ở thành phố Lang tương đối phát triển, chủ yếu là do khá gần Bắc Kinh và Thiên Tân, đất đai và nhân công lại rẻ hơn nhiều so với Bắc Kinh và Thiên Tân, có lợi thế tương đối lớn. Bắc Kinh có không ít tập đoàn điện tử quy mô lớn đều có phân xưởng ở thành phố Lang, so với thành phố Yến còn có lợi thế về địa lý. Vệ tân chính là từ Thiên Tân đến thành phố Lang. Sau khi khảo sát xong ở Bắc Kinh thì lại đến Thiên Tân ở vài ngày, sau cùng mới đặt chân đến thành phố Lang, đã làm đủ các công tác chuẩn bị. Đồng thời cô ấy cũng đã thảo luận với Liên Nhược Hạm cũng ủng hộ cô ấy tới thành phố Lang đầu tư ngành thông tin điện tử hoặc ngành thương mại điện tử. Ăn xong, vệ tân nói muốn nghỉ ở khách sạn, Hạ Tưởng lại nói. Cứ ở đây là được rồi, dù sao cũng có phòng, đương nhiên điều kiện đầu tiên là em thấy yên tâm về anh. Vốn dĩ câu sau là lời nói vô ý, vệ tân nghe xong liền bỗng nhiên đỏ mặt, nhìn Hạ Tưởng vài lần, có chút thẹn thùng mà nói một câu. Em từ trước tới nay chưa từng lo về anh. Có phải cô ấy hiểu lầm không nhỉ? Hạ Tưởng cười cười, lắc lắc đầu. Ngày mai sẽ dặn Tiêu Ngũ đưa em đi khảo sát thành phố Lang, khi nào cần anh tới cứ gọi điện thoại. Vệ tân ngủ rất ngon giấc, cả buổi tối không có động tĩnh gì, Hạ Tưởng biết dáng vẻ cô ấy khi ngủ say rất bình thản. Rất đáng yêu. Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Tưởng ngủ dậy, vệ tân đã làm xong bữa sáng. Lại một lần nữa khiến Hạ Tưởng cảm động, có một người phụ nữ chu đáo ở bên cạnh thật tuyệt vời. Sau khi đi làm, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ dặn anh ta phải đi cùng vệ tân khảo sát thành phố Lang, nhất định phải đảm bảo an toàn cho vệ tân không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Giờ đây Hạ Tưởng không thể chịu nổi việc để vệ tân gặp phải bất cứ bất trắc gì. Nếu không hắn có thể sẽ phát điên lên. Đồng thời cũng yêu cầu Tiêu Ngũ nhanh chóng sắp xếp Chu Hổ, Tôn Hiện Vĩ và Lý Hồng Giang đến thành phố Lang thảo luận việc đầu tư làng đại học. Buổi trưa, cơ quan thành ủy bỗng xôn xao, có một người phụ nữ bế một đứa bé muốn tìm bí thư ngả, sau khi bị người ta chặn lại liền khóc lóc không chịu đi, cuối cùng kinh động đến phó thị trưởng Hạ. Phó thị trưởng Hạ bảo Thang Hóa Lai ra dẫn người phụ nữ vào. Sau khi gặp được bí thư ngả đã nói ra việc năm đó vu cáo hãm hại Lý Tài Nguyên là giả, là do cô rơi vào đường cùng nên làm việc ngu ngốc, giờ đây cô đã nghĩ thông suốt muốn trả lại sự trong sạch cho Lý Tài Nguyên, còn đưa ra giấy giám định quan hệ cha con. Sau khi ngả Thành Văn nghe xong chân tướng sự việc vô cùng xúc động, luôn miệng ca ngợi Lý Tài Nguyên là một người đàn ông khoan dung, là một đồng chí tốt, và hứa với người phụ nữ sẽ mở cuộc họp nghiên cứu vấn đề xử phạt đồng chí Lý Tài Nguyên. Dành lại công bằng cho anh ta. Người phụ nữ cảm ơn hết lời, sau đó cô ấy lại tới văn phòng của Hạ Tưởng. Trước tiên là gặp mặt Lý Tài Nguyên, hai người nghẹn ngào không nói lời nào, sau cùng nói chuyện cả một hồi lâu, Lý Tài Nguyên lại dẫn cô ta tới gõ cửa văn phòng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đứng dậy đón chào, giây phút Ngụy Hồng Thanh bước vào văn phòng, hắn không khỏi ngây người sửng sốt, trước mắt là một người phụ nữ trung niên với gương mặt tiều tụy hốc hác. Tuy rằng đã cố gắng ăn mặc sạch sẽ với bộ quần áo cũ nát, nhưng góc áo bạc phếch, kiểu dáng cũ kỹ cùng với miếng vá nhỏ bé đều không thoát khỏi đôi mắt Hạ Tưởng. Sự khó chịu trong cách ăn mặc còn dễ che giấu nhưng Ngụy Hồng Thanh bằng tuổi hắn, năm nay mới 30 tuổi, người phụ nữ 30 tuổi như cô ấy lại già nua như đã 40. Tuy rằng đầu tóc trải rất gọn gàng, thoáng có vẻ như năm xưa cô ấy rất thích trưng diện,
nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt và nỗi đau khổ trong ánh mắt khiến Hạ Tưởng từ nơi sâu thẳm cõi lòng phát ra một tiếng thở dài. Năm tháng đúng là đôi tay quỷ dữ, khiến người ta sống chết, khiến người ta gió thảm mưa sầu. Người phụ nữ đứng trước mặt và Ngụy Hồng Thanh trong tưởng tượng của hắn khác nhau rất xa, một lần nữa khiến hắn cảm thấy nỗi bất lực khi cảnh còn người mất. Có lẽ là do Vệ Tân, Hạ Tưởng gần đây có thêm nhiều suy nghĩ, nhưng điều hắn không biết chính là sự xuất hiện của Ngụy Hồng Thanh mang theo tin tức về Dương Bối, mà tình cảnh Dương Bối hiện nay cùng với gia đình cô ấy bây giờ vô tình sẽ khiến cuộc đấu tranh của hắn ở thành phố Lang có thêm biến số to lớn không thể đoán trước. Chương 832, thời cơ, sắp phá vỡ thế cục. Ngụy Hồng Thanh đang bồng đứa trẻ, một cậu bé 3 tuổi, đôi mắt đen láy long lanh, hiếu kỳ nhìn Hạ Tưởng từ đầu đến chân. Cô ấy không dám tin mà nhìn người đàn ông phong thái phi phàm, điềm tĩnh chín chắn đang đứng trước mặt lại là một Hạ Tưởng vô cùng bình thường ở trong lớp năm đó sao. Bây giờ đường đường là phó thị trưởng thường trực, là chức vụ rất cao. Sau khi Hạ Tưởng nhậm chức phó thị trưởng thường trực cũng từng xuất hiện trên TV vài lần, nhưng nhà nghèo đến mức đến một chiếc TV cũng không có, Ngụy Hồng Thanh căn bản là chưa từng xem tin tức. Đương nhiên cô cũng từng nghe nói phó thị trưởng thường trực tên là Hạ Tưởng, vốn dĩ không nghĩ gì nhiều, cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi, không ngờ thật sự đúng là Hạ Tưởng, bạn học cùng lớp của cô. Ngụy Hồng Thanh xúc động đến mức không nói được lời nào. Cũng đúng, muôn ngàn lời nói chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tuy rằng là bạn học nhưng sau khi bước vào đời, địa vị dần dần có sự chênh lệch, giữa mọi người sẽ không bao giờ có tình bạn trong sáng như xưa nữa. Cô ấy bây giờ ở tầng lớp thấp nhất của xã hội còn Hạ Tưởng lại đang giữ chức phó thị trưởng thường trực quyền cao chức trọng, địa vị cách biệt một trời một vực, vì thế tuy rằng Hạ Tưởng là một trong những nam sinh thân thiết nhất với cô năm đó, lại khiến cô không thể có nổi dù là một chút cảm giác thân thiết. Hạ Tưởng tới trước mặt Ngụy Hồng Thanh, hơi xúc động nói. Hồng Thanh, cậu, gặp khó khăn trong cuộc sống, tại sao lại không đến tìm mình? Đừng nghĩ mình là phó thị trưởng thì sẽ xa cách bạn học, mình vẫn là một Hạ Tưởng hơi ngại ngùng, có phần hướng nội năm xưa mà thôi. Hạ Tưởng. Hồng Thanh nhớ về thời gian học đại học. Hạ Tưởng. Cô chỉ gọi một tiếng đã bật khóc, trong tiếng khóc có nỗi đau khổ và bất lực, có những gian khó trong cuộc sống, còn cả sự tố cáo của những bất công. Hạ Tưởng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Ngụy Hồng Thanh, năm đó hắn cũng từng có cảm tình với cô, bởi vì cô hoạt bát hơn Dương Bối, cô như một chú chim sơn ca trong vườn trường, thích ca hát, thường xuyên vừa đi vừa hát, nhưng sự vui vẻ cô từng có không chống chọi được sương gió của tháng năm, Ngụy Hồng Thanh làm sao còn được dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ năm xưa. Chờ Ngụy Hồng Thanh khóc đủ rồi Hạ Tưởng mới đỡ cô ấy ngồi xuống, không có chút nào dáng vẻ phách lối của một phó thị trưởng. Đích thân rót nước cho cô ấy còn lấy kẹo ra cho Ngụy Lương, con của Ngụy Hồng Thanh. Chẳng bao lâu, bầu không khí liền dễ chịu hơn rất nhiều, Ngụy Hồng Thanh cũng lấy lại được bình tĩnh, câu được câu mất kể với Hạ Tưởng về cảnh ngộ của cô ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngụy Hồng Thanh được điều đến Ủy ban xây dựng thành phố Lang công tác, phụ trách quản lý tài liệu, công việc cũng được coi là nhàn rỗi, không có quyền hạn gì, cũng không có tiền đồ gì quá rộng mở. Cô không có chỗ dựa nào. Được điều đến Ủy ban xây dựng làm việc cũng là nhờ vào mối quan hệ với Lý Tài Nguyên. Thoáng một cái 3 năm trôi qua, Ngụy Hồng Thanh vẫn còn độc thân, không kết hôn, vẫn chưa tìm được người thích hợp. Sau đó trong một cơ hội ngẫu nhiên cô quen một người Nhật Bản ở thành phố Lang thì không thiếu, có những người đến từ Bắc Kinh, Thiên Tân, có những người là nhân viên quản lý phía Nhật Bản của công ty liên doanh Sơn Occupy Trung Nhật. Người Nhật Bản đó đối xử với cô rất tốt, cô chìm đắm trong tình yêu. Tưởng rằng cuối cùng cũng tìm được người đàn ông để nương tựa cả đời, không ngờ trong một đêm bỗng xảy ra biến cố. Ngụy Hồng Thanh tuy rằng tư tưởng có đổi mới nhưng thực chất vẫn mang quan niệm truyền thống, khi yêu người Nhật Bản đó vẫn chưa từng đồng ý quan hệ về thể xác với đối phương, giữ mình như ngọc. Ai ngờ trong một buổi tối khi cô đang vội tới nơi hẹn với người Nhật Bản đó lại nhận được điện thoại của đối phương nói có việc đột xuất không tới được, cô liền một mình quay về, chẳng ngờ trên đường về bị người ta kéo vào một nhà xưởng bỏ hoang. Sau khi bị cưỡng bức, cô vốn định báo cảnh sát nhưng một người quý trọng danh dự như chính tính mạng mình như cô ấy không muốn bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, đành nín nhịn tất cả, cắn răng nuốt quả đắng chịu khổ sở. Cô vốn còn do dự có nên nói với người Nhật Bản đó không thì lại được cho biết người Nhật Bản đó bị triệu hồi về nước gấp, không biết lúc nào mới quay lại thành phố Lang. Càng khiến cô không thể ngờ tới chính là cô đã mang thai, vốn dĩ cũng muốn bỏ cái thai nhưng nhất thời hồ đồ. Cô lại muốn sinh đứa trẻ ra.
Kết quả không cần nói cũng biết, bởi vì chưa kết hôn đã có con tạo ảnh hưởng không tốt đến cơ quan, cô bị đuổi việc, mà cha mẹ với quan niệm truyền thống không thể hiểu cho lựa chọn của cô, đuổi cô ra khỏi nhà, kết quả Ngụy Hồng Thanh một mình nuôi con, lại không có công việc chính thức, sống khổ sống sở, vô cùng vất vả. Hạ Tưởng dường như đã hiểu ra điều gì, liếc nhìn Lý Tài Nguyên một cái, Lý Tài Nguyên khẽ gật đầu, càng khẳng định phỏng đoán của Hạ Tưởng, hắn liền hỏi thẳng. Hồng Thanh, cậu nói thật đi, cậu không báo cảnh sát, lại còn muốn sinh đứa trẻ ra, có phải là vì cậu biết người cưỡng bức mình chính là người Nhật Bản đó? Ngụy Hồng Thanh thoáng sửng sốt, dòng lệ chợt trào ra, nhìn Hạ Tưởng rồi lại nhìn Lý Tài Nguyên, cuối cùng thì gật đầu. Mùi hương cơ thể của y, mình mãi mãi không thể quên được. Từ trước đến nay vẫn là phụ nữ si tình nam nhi thay lòng đổi dạ quả nhiên không sai, mà người đáng thương hẳn cũng có phần đáng trách cũng không sai. Hạ Tưởng không có cách gì khuyên giải, an ủi Ngụy Hồng Thanh, còn cho rằng cô ấy gặp phải nỗi bất hạnh lớn như thế đều bắt nguồn từ lựa chọn của bản thân cô, khiến hắn không có gì để nói. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng còn có thể giải oan cho Ngụy Hồng Thanh, không ngờ là cô tự nguyện chịu đựng, khiến cho lòng sốt sắng của hắn đặt không đúng chỗ nên đành không nhắc tới nữa. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, huống hồ đối phương lại là một người Nhật Bản, đã không còn ở Trung Quốc nữa, có thể làm gì được y? Hạ Tưởng liền hỏi thêm một câu. Sau khi y về nước thì không có một chút tin tức gì sao? Ngụy Hồng Thanh muốn nói gì đó, một lúc sau mới nói nhỏ. Y hiện nay ở ngay tại thành phố Lang. Hạ Tưởng sửng sốt. Y tên gì? Tại sao cậu không đi tìm y? Y tên Sato. Hiện nay là chủ tịch phía Nhật Bản của công ty Sun Occupy, mình không có chút bằng chứng nào làm sao dám đi tìm y. Có lẽ y sớm đã quên mình rồi, hậu quả một mình gánh chịu là đủ rồi, hà tất phải liên lụy thêm người khác. Đúng là phụ nữ, Hạ Tưởng thầm lắc đầu, nếu như một người Trung Quốc cưỡng bức Ngụy Hồng Thanh mà không chịu trách nhiệm hắn có thể trực tiếp tới tìm y, nói với y, một là cưới Ngụy Hồng Thanh, hai là chịu tội. Nhưng đối phương lại là một người Nhật Bản. Hơn nữa còn là chủ tịch phía Nhật Bản của công ty liên doanh lớn nhất thành phố Lang, việc sẽ khó xử lý. Bởi vì công ty Sun Occupy là nguồn vốn nước ngoài lớn nhất mà thành phố Lang thu hút được, cũng là công ty góp vốn kinh doanh hiệu quả nhất hiện nay, mang lại lợi nhuận và tiền thuế lớn, thêm vào thói quen cố hữu nhẫn nhịn bạn bè quốc tế của người trong nước, muốn thay Ngụy Hồng Thanh đòi lại công bằng thật sự rất khó khăn. Hạ Tưởng thở dài. Có khó khăn gì trong cuộc sống cần mình giúp đỡ không? Mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu giải quyết, nếu như cậu muốn lấy lại công bằng, nói thật, không hề dễ dàng, chỉ có thể từ từ đợi thời cơ thích hợp. Dù nói đã nhậm chức được hơn một tháng Hạ Tưởng vẫn chưa từng gặp mặt chủ tịch phía Nhật Bản của công ty Sun Occupy, đối phương cũng chưa đến ra mắt hắn, có thể thấy chức phó thị trưởng thường trực này trong mắt đối phương cũng chẳng có trọng lượng là bao. Nhưng điều Hạ Tưởng hiểu rất rõ chính là, kiếp sau đã từng vì vấn đề phóng xạ của nước Sơn. Công ty Sun Occupy bị đẩy lên đứng mũi chịu sào, thời gian đó có nguồn tin lưu truyền rộng rãi chính là tranh luận liên quan đến hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC trong nước sơn. Để bảo vệ môi trường và giảm mức độ ảnh hưởng đến cơ thể người xuống mức thấp nhất, đáng lẽ trong tiêu chuẩn quốc gia về nước sơn mới được đặt ra dự định là 100 gram VOC, nhưng ở thời điểm quyết định cuối cùng, người có quyền lực nhất trong ngành là công ty Occupy đã lên tiếng. Cho rằng tiêu chuẩn quá cao không thể sản xuất được và vì đủ loại nguyên nhân mà không ai biết, tiêu chuẩn quốc gia buộc phải chịu sức ép từ công ty Occupy, nâng tiêu chuẩn quốc gia lên 200 gram VOC, cũng vì thế mà dẫn đến một loạt những tranh cãi về tiêu chuẩn. Trên thực tế, tiêu chuẩn VOC trong các xưởng sản xuất sơn của Âu Mỹ đã sớm khống chế ở dưới mức 50 gram, sơn dùng cho trẻ em còn ít hơn, gần như là 0 gram. Bởi vậy dẫn đến một cuộc thảo luận quy mô lớn, đương nhiên. Vì người tiêu dùng nghe các con số tiêu chuẩn như vịt nghe sấm, lại không nghiên cứu chuyên sâu, cuối cùng vẫn là một kết quả chẳng ra sao nhưng vấn đề Sun Occupy cũng vì thế mà lộ ra phần nào. Vừa lúc lại vì cả cảnh ngộ của Ngụy Hồng Thanh, Hạ Tưởng liền quyết định có thời gian sẽ gặp Sato một buổi rõ ràng, một là trực tiếp hiểu thêm về con người y, hai là ngầm tìm hiểu xem sự thật về công ty Sun Occupy thực sự có dã tâm hay không, ba là tìm kiếm thời cơ thích hợp, đòi lại công bằng cho Ngụy Hồng Thanh. Đã giải phóng gần 60 năm rồi, còn để cho người Nhật ăn ngang nói ngược ở Trung Quốc, còn dám cưỡng bức phụ nữ Trung Quốc, hơn nữa còn là bạn học của hắn, Hạ Tưởng không khỏi đùng đùng giận dữ. Mà câu nói của Lý Tài Nguyên càng giúp hắn hiểu rõ thêm về Sato, Lý Tài Nguyên nói. Phó thị trưởng Hạ,
theo tôi biết, quan hệ của Sato và Nga Ni Trần rất tốt, hai người qua lại cực kỳ thân thiết, tất cả các công trình của Nga Ni Trần đều dùng sơn Occupy, hơn nữa tôi còn nghe nói y luôn có ý với chị em Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, mỗi lần nhìn thấy họ đều nhìn không rời mắt. Một câu nói mà ngay lập tức khiến ánh mắt Ngụy Hồng Thanh chợt u tối, cúi đầu không nói gì. Hạ Tưởng đập bàn. Hừ, xem ra cần phải dành thời gian gặp mặt ông Sato này một lần mới được. Sau đó, Hạ Tưởng dặn Thang Hóa Lai sắp xếp một công việc cho Ngụy Hồng Thanh, yêu cầu làm việc trong cơ quan hành chính, công việc nhàn hạ, thu nhập cao. Vì người bạn học đáng thương, Hạ Tưởng cũng đi cửa sau chiếu cố một chút, hơn nữa dù gì hắn cũng là phó thị trưởng thường trực, sắp xếp một chỗ làm là việc trong tầm tay. Hắn lại lấy 3.000 tệ đưa cho mẹ con Ngụy Hồng Thanh, xem ra cuộc sống của mẹ con họ thật sự rất vất vả, đáng tiếc Hạ Tưởng thường không mang theo nhiều tiền trong người, nếu không hắn cho họ 30.000 tệ cũng không chút do dự. Ngụy Hồng Thanh muốn nói điều gì đó, lại nói không nên lời chỉ rơi nước mắt cảm động. Hạ Tưởng cũng không nói những lời nói khách sáo kẻ cả, trước mặt bạn học cũ hắn thể hiện mặt chân thật trong con người mình. Đừng nói những chuyện khác, chỉ dựa vào tình bạn 4 năm học cùng nhau của chúng ta mình cũng có trách nhiệm bảo vệ cậu. Đáng tiếc là gặp cậu quá muộn, Hồng Thanh mong rằng cậu có thể kiên cường hơn nữa, nếu như đến khi cần cậu ra làm chứng cậu có thể dũng cảm đối mặt không? Ngụy Hồng Thanh cúi đầu, do dự một chút. Mình sẽ suy nghĩ thêm. Hạ Tưởng hơi thất vọng, tuy nhiên cũng không thúc ép cô quá, bỗng nhiên liền nhớ tới Dương Bối. Có phải Dương Bối cũng ở thành phố Lang? Ngụy Hồng Thanh gật đầu. Đúng thế, mình cũng nghe nói các cậu đã chia tay. Cô ấy lại cúi đầu xuống. Bối Bối nói, mình không được kể hoàn cảnh hiện nay của cô ấy với cậu. Bây giờ cô ấy sống không được tốt lắm, cưới một người đàn ông hơn cô rất nhiều tuổi. Người đàn ông đó đối xử với cô ấy không tốt, thường xuyên đánh mắng, cô ấy chẳng có cách gì, quả đắng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Chúng mình đúng là những người bất hạnh. Hạ Tưởng không khỏi xúc động, Dương Bối và hắn tuy nói đã từng có tình cảm với nhau nhưng cũng chỉ là mối tình mơ mộng duy mỹ thời đại học mà thôi. Nếu như kiếp này không gặp lại, những việc trôi qua cũng không hối tiếc gì. Chẳng ngờ gặp nhau ở huyện Bá, còn hiểu lầm rắc rối một phen, vài năm sau gặp lại nhau ở thành phố Lang. Lại nghe nói cô đã thành vợ người ta, hơn nữa còn sống rất khổ sở, trong lòng hắn cũng không nói cụ thể được là cảm giác gì. Phó thị trưởng Hạ cũng là quan tâm tới cuộc sống của bạn học cũ, Dương Bối dặn cô không nói thì cô liền không nói, sao lại ương bướng như vậy? Cô ấy đã sống khổ sở như vậy, để phó thị trưởng Hạ biết rõ một chút rồi hắn nói, có lẽ phó thị trưởng Hạ có thể xử lý được hoàn cảnh khó khăn của cô ấy. Cô phải nghĩ cho cô ấy, cứ nói hết sự thật với phó thị trưởng Hạ. Lý Tài Nguyên cũng không hiểu rõ lắm mối quan hệ giữa Dương Bối và Hạ Tưởng, chỉ nghĩ là bạn học thông thường, xuất phát từ lòng tốt liền khuyên Ngụy Hồng Thanh một câu. Ngụy Hồng Thanh thấy vẻ mặt chân thành của Hạ Tưởng, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói ra sự thực. Bối Bối 3 năm trước đã đến thành phố Lang, cô ấy phát triển ở phía Nam không được thuận lợi, liền tới thành phố Lang tìm mình, vừa đúng lúc đó Sơn Occupy thông báo tuyển dụng, cô ấy đến xin việc liền được nhận vào làm thư ký hành chính. Sau đó mẹ cô ấy mắc bệnh nặng cần rất nhiều tiền, cô ấy không có tiền để chữa bệnh cho mẹ, cuối cùng đã nhờ người giới thiệu để cưới một người giàu có. Người đó cho cô rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi kết hôn liên tục đánh mắng cô ấy, bệnh của mẹ cô ngày nào cũng cần số tiền điều trị rất lớn, vì mẹ, cô ấy chỉ có thể chịu đựng. Hạ Tưởng nắm chặt nắm tay, không ngờ rằng hiện nay tình cảnh của Dương Bối lại thê thảm như vậy, khiến hắn trong lòng như lửa đốt, vội hỏi. Cô ấy lấy ai? Trần Đại Đầu. Ngụy Hồng Thanh sợ Hạ Tưởng không biết Trần Đại Đầu là ai, liền nói thêm một câu. Chính là anh trai của Nga Ni Trần. Tiễn Ngụy Hồng Thanh xong, Hạ Tưởng một mình ở trong văn phòng đi đi lại lại, suy nghĩ rất lâu, rất nhiều chuyện cũ trước kia ùa về, trong lòng dao động không yên, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, gần một tiếng đồng hồ không hề ra khỏi văn phòng một bước. Thành phố Lang. Không những liên tục xảy ra tranh chấp về quyền lợi chính trị, kinh tế phức tạp, thay đổi không ngừng, lại còn liên lụy đến những chuyện xưa kia của hắn, còn có cả bạn học cũ và mối tình đầu, thật đúng là một chốn thị phi. Nhưng, Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, đứng trước khó khăn điều hắn luôn tin tưởng chính là giải pháp luôn nhiều hơn khó khăn, tuy rằng khó khăn luôn ở trước giải pháp, nhưng dù sao vẫn có thể tìm được cách giải quyết. Hành sự tại nhân, tất cả mọi chuyện đều do con người tạo ra. Xử lý được người sẽ giải quyết được tất cả những rắc rối.
Vốn dĩ giữa hắn và Nga Ni Trần do có lập trường khác biệt mà trở nên đối đầu, bây giờ xem ra lại trộn lẫn thêm cả những nhân tố cá nhân. Mà Dương Bối lại lấy anh trai Nga Ni Trần, một người đàn ông hơn 50 tuổi, trong lòng Hạ Tưởng không biết nên buồn hay nên giận, hoặc có lẽ là nên giận cô ấy không biết phấn đấu hay thương cho sự bất hạnh của cô ấy. Hoặc là tất cả đều có, trong lòng hắn pha trộn đủ loại cảm xúc, đời người chính là một vở kịch dài, bạn không biết người tiếp theo ra sân khấu sẽ là ai, mà người ta sẽ hóa trang như thế nào. Có thể là niềm vui bất ngờ, cũng có thể là nỗi hoảng sợ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Hạ Tưởng chủ động gọi điện thoại cho Nga Ni Trần. Chủ tịch Trần, tôi có việc muốn hỏi thăm ông một chút, có tiện nói chuyện không? Nên nói là, chính từ sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang, đây là lần đầu tiên chủ động gọi điện cho Nga Ni Trần. Nga Ni Trần đang nói chuyện với Trần Đại Đầu trong văn phòng, không ngờ lại nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, khiến y chột dạ, hơi nói lắp. Xin chào ngài, Phó Thị trưởng Hạ có việc gì chỉ bảo, xin ngài cứ nói. Vừa nói xong, Nga Ni Trần liền thấy hối hận, chột dạ gì chứ. Trong cuộc đối đầu với Hạ Tưởng, y cũng chưa thua, nền móng của y vẫn còn vô cùng kiên cố, Hạ Tưởng muốn làm lung lay nó, không hề dễ dàng như vậy. Hạ Tưởng lại không để ý đến việc Nga Ni Trần nói lắp, mà đã hỏi một câu khiến Nga Ni Trần không thể ngờ tới. Chủ tịch Trần, ông quen Sato không? Có quen, bạn cũng mà, sao vậy? Phó Thị trưởng Hạ cũng muốn hẹn ông ta nói chuyện sao? Nga Ni Trần khó lòng hiểu nổi tại sao Hạ Tưởng đột nhiên lại quan tâm tới chủ tịch phía Nhật Bản của Sơn Occupy. Không có việc gì, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Hạ Tưởng cười ha hả. Nghe nói ông có một người anh tên Trần Đại Đầu. Đúng vậy, Phó Thị trưởng Hạ có chỉ thị gì, chẳng lẽ lại đang điều tra hộ khẩu? Nga Ni Trần nói với giọng nửa đùa nửa có ý thăm dò. Không phải thế, ha ha, hôm nay có người bạn tới chơi, vô tình có nói Trần Đại Đầu là anh của Chủ tịch Trần, tôi liền muốn chứng thực một chút. Hạ Tưởng có ý chỉ nói một nửa, chỉ đến thế, để cho Nga Ni Trần tự tưởng tượng. Quả nhiên, sau khi gác máy, Nga Ni Trần thấy vô cùng khó hiểu, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói. Anh à, gần đây anh có gây chuyện gì không? Trần Đại Đầu vội vàng lắc đầu. Không có, anh từ trước đến nay luôn hiền lành, chú cũng biết anh chưa từng gây chuyện gì ở bên ngoài. Sao thế? Nga Ni Trần lắc đầu, không nói gì, trong lòng lại hoài nghi lo lắng. Y hiểu rõ những kẻ làm quan, nhất cử nhất động đều có hàm ý sâu sắc, đặc biệt là Hạ Tưởng lại càng sâu sắc không lường được, hắn vô duyên vô cớ mà lại hỏi tới Sato và Trần Đại Đầu sao? Chắc chắn không thể, nếu như hỏi về Sato thì còn có thể hiểu được. Dù sao Sato cũng là một người có ảnh hưởng, bỗng dưng lại hỏi về Trần Đại Đầu khiến Nga Ni Trần trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Hạ Tưởng muốn bắt đầu ra tay từ Trần Đại Đầu. Trần Đại Đầu quả thực có không ít chuyện để người ta bới móc. Y nhìn Trần Đại Đầu một cái, biết người anh này của mình đầu óc thường không suy nghĩ gì nhiều, tính tình có phần đơn giản nhưng thô bạo, nếu thực sự muốn ra tay từ phía y thật đúng là khó lòng đề phòng. Một cuộc điện thoại của Hạ Tưởng khiến Nga Ni Trần như gặp đối thủ lớn. Y nghĩ trước tính sau một hồi rồi nghiêm túc dặn dò Trần Đại Đầu vài câu, bảo gã sau này đừng nên ra ngoài nhiều, cứ ở trong nhà, giảm tiếp xúc với người lạ, càng không được ra ngoài uống rượu rồi gây chuyện. Trần Đại Đầu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nga Ni Trần liền tỏ vẻ nhất nhất làm theo. Nga Ni Trần thật sự vẫn không yên tâm, bởi vì y biết Trần Đại Đầu thích uống rượu, hễ uống là say, say rồi là hỏng việc. Liền gọi điện dặn dò thuộc hạ gần đây phải trông chừng Trần Đại Đầu chặt một chút, để phòng nghiêm ngặt việc gã uống rượu gây rối. Tuy rằng từ trước đến nay Trần Đại Đầu không gây chuyện ở bên ngoài nhưng hay ở nhà đánh vợ. Vệ tân ở thành phố Lang hai ngày, đã rút ra được kết luận, nơi đây rất phù hợp để đầu tư ngành thông tin điện tử, quyết định trở về thành phố Yến tổ chức kinh tế cơ bản trước tiên là làm báo cáo mang tính khả thi, sau đó tiến hành một loạt các khảo sát, phân tích, sau cùng tổng kết số vốn đầu tư. Hạ Tưởng bảo Tiêu Ngũ tiễn Vệ Tân đi, Vệ Tân vừa đi khỏi, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm vì trong hai ngày qua Vệ Tân ở trong nhà khiến hắn luôn có cảm giác hoảng hốt, dường như quay trở lại thời gian sống cùng với Vệ Tân, liền khiến hắn lo lắng ngộ nhỡ nhất thời ngựa quen đường cũ, chẳng phải là lên giường thì dễ xuống giường mới khó sao. Chủ yếu là việc mặt sẹo trốn thoát, hắn lo sẽ nguy hiểm tới sự an nguy của Vệ Tân bất cứ lúc nào, rời khỏi thành phố Lang vẫn là tốt hơn. Ngày hôm sau, có một tin từ tỉnh truyền đến,
tổ điều tra độc lập của Sở Công an tỉnh đã khởi hành tới thành phố Lang, dự tính buổi trưa sẽ đến nơi. Tổ điều tra do một trưởng phòng ở Sở Công an tỉnh tên là Vu Binh làm tổ trưởng, tổ phó là Lịch Phi, cục phó phân cục quận Hạ Mã ở thành phố Yến. Cuối cùng thì cơ hội cũng đến rồi, Hạ Tưởng nắm chặt nắm tay, dùng sức đấm một cái lên ghế sofa, hắn chờ mong hóa giải được cục diện bế tắc trước mắt từ rất lâu rồi, cuối cùng đã nhìn thấy một tia sáng. Điều càng khiến Hạ Tưởng không thể ngờ tới chính là tổ điều tra vẫn chưa đến lại có một tin tức giật gân được lan truyền đến từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, vụ án Đồ Quân đã có manh mối, sắp được xác định rõ, thành phố Lang mới được bình yên vài ngày giờ lại sắp có bão tố. Chương 833, kết quả, mạch nước ngầm bắt đầu hoạt động. Khi Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lý Ngôn Hoàng, còn có chút không thể tin được Lý Ngôn Hoàng lại tự mình gọi điện thoại tới, hắn nghĩ sẽ có được câu trả lời chính thức của Ủy ban Kỷ luật từ chỗ Ngã Thành Văn, không ngờ Lý Ngôn Hoàng lại nể mặt hắn. Phó thị trưởng Hạ, đã lâu không liên lạc, nghe nói cậu ở thành phố Lang triển khai công tác cũng không tệ lắm. Chúc mừng! Giọng nói của Lý Ngôn Hoàng nghe vô cùng thoải mái, câu đầu tiên không tính là câu mở đầu chính thức. Vừa mới cùng Tài Giang nói chuyện điện thoại, gần đây ông ta phải quay về Bắc Kinh một chuyến, nói rất muốn gặp cậu, cậu có thời gian thì gọi điện cho Tài Giang, có lẽ ông ấy có chuyện muốn dặn dò cậu. Lý Ngôn Hoàng nhắc đến Ngô Tài Giang trước là một ám chỉ, ý là y nể mặt nhà họ Ngô ra mới cùng hắn trò chuyện, những lời tiếp theo cũng là bởi vì phù hợp với ích lợi nhà họ Ngô mới cố ý nói đến. Hạ Tưởng ha hả cười, khách sáo nói vài câu, chợt lại nghe Lý Ngôn Hoàng nói. Vụ án Đồ Quân sau khi được Ủy ban Kỷ luật điều tra lấy chứng cứ đã báo lên tỉnh ủy. Ý kiến của Ủy ban Kỷ luật tỉnh là giữ lại chức đảng viên để xem xét, cắt đi chức vụ ủy viên thường vụ thành ủy và đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Lang theo đó bãi miễn chức vụ phó thị trưởng. Lập tức sẽ tổ chức hội nghị công tác bí thư, không nói nhiều nữa, cậu tự định liệu là được rồi. Cách chức nhưng không khai trừ đảng viên, cũng không nhắc tới truy cứu trách nhiệm hình sự, quả thật trong lòng Hạ Tưởng đã hiểu rõ. Trước mắt đã là kết quả tốt nhất, muốn loại bỏ Đồ Quân là không thể nào, bà ta có hậu thuẫn cứng rắn mạnh mẽ, chủ yếu là Dương Bân vừa chết, Thường Quốc Khánh mất tích, chứng cứ cuối cùng cũng không còn nên Đồ Quân đã không thất bại thảm hại. Bảo lưu chức vụ đảng viên thì còn có khả năng làm lại từ đầu. Đấu tranh chính trị là như thế, đối thủ vồ đến quả thật cũng rất nhanh lại bắt được điểm yếu mới khiến Đồ Quân một phen thở hổn hển. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng đã khá vừa lòng với kết quả hiện tại. Tin là Lý Ngôn Hoàng đã cố gắng hết sức mình, nếu không y cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho mình để tiết lộ tin tức trước. Hạ Tưởng do dự một lát, vẫn chủ động tìm đến Ngã Thành Văn nói về kết luận của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Trên cơ bản Lý Ngôn Hoàng tiết lộ tin tức, tin rằng đã được thông qua ở hội nghị bí thư, trong hội nghị thường vụ cũng sẽ không có gì thay đổi nữa, vài ngày sau tỉnh ủy sẽ chính thức công bố ra ngoài. Đồng thời còn có thể tuyên bố người nhậm chức phó thị trưởng ủy viên thường vụ thành ủy mới. Ngã Thành Văn sau khi nghe xong, khẽ gật đầu với Hạ Tưởng nói. Đã là kết quả tốt nhất rồi, phó thị trưởng Hạ, đối thủ của chúng ta vẫn vô cùng hùng mạnh, phải tỉnh táo không thể có một chút lơ là. Sau đó còn nói tới ứng cử viên mới cho chức phó thị trưởng ủy viên thường vụ. Ngã Thành Văn và Hạ Tưởng đều nhất trí, hoặc là đề bạt Thiệu Đinh ngay trong thành ủy, hoặc là tỉnh ủy điều người đến. Khả năng lớn nhất là tỉnh ủy sẽ điều người đến. Vào giữa trưa, tổ điều tra đã đến thành phố Lang, cùng lúc đó tin tức có liên quan đến vụ án Đồ Quân bắt đầu lén lút lan truyền trong tòa nhà thành ủy. Cổ Hướng Quốc sau khi nghe được tin tức đã liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng vẫn là tức giận đến quăng cả điện thoại, ngồi xuống buồn bực một hồi lại gọi điện thoại cho Lộ Hồng Chiêm, bảo Lộ Hồng Chiêm đặc biệt chiếu cố một chút đến tổ điều tra Sở Công an tỉnh, đừng cho tổ điều tra tiếp xúc với bất cứ những gì có giá trị. Hạ Tưởng đại diện thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng biểu lý, anh Thành ra mặt tiếp đón tổ điều tra. Vu Binh là trưởng phòng hình sự Sở Công an, cho y ra mặt, chứng tỏ Sở Công an tỉnh rất coi trọng điều tra vụ án mặt sẹo trốn thoát. Vu Binh 45 tuổi tuy rằng là xuất thân hình sự nhưng bộ dạng rất trắng trẻo, hơi có vẻ như bạch diện thư sinh, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, thân thiết mà bắt tay với Hạ Tưởng, thái độ rất tốt. Không tốt không được. Vu Binh biết rất rõ quan hệ giữa Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng. Vốn dĩ Sở Công an tỉnh muốn điều một phó giám đốc sở dẫn đội đến nhưng Tống Chiêu Độ chỉ đích danh để y dẫn đội, là sự tín nhiệm của phó chủ tịch tỉnh Tống đối với y, y liền vô cùng kích động, ra sức làm ra thành tích cho lãnh đạo vừa lòng. Lịch Phi vừa thấy Hạ Tưởng liền vui mừng mà bắt chặt tay, Hạ Tưởng đi rồi,
những ngày tháng mà y ở quận Hạ Mã coi như cũng tạm ổn, Hoàng Kiến Quân cũng rất chiếu cố y, tuy nhiên bởi vì Hạ Tưởng không còn ở đó, y cứ cảm thấy thiếu đi một chút nhiệt tình, vẫn cảm thấy ở bên cạnh Hạ Tưởng có tiền đồ, có động lực cho nên khi vừa thấy Hạ Tưởng liền rất kích động. Hạ Tưởng và Lịch Phi bắt tay. Thế nào, có hứng thú đến thành phố Lang khuấy động hay không? Một lời mà hai nghĩa, ý chỉ tổ điều tra bây giờ, lại là ám chỉ về sau có khả năng để Lịch Phi đến thành phố Lang, cũng không biết Lịch Phi có nghe hiểu hay không, dù sao cũng rất vui mừng mà gật đầu. Lãnh đạo nói cái gì thì là cái đó. Trong phòng họp, biểu lý cùng anh Thành đã báo cáo tỉ mỉ về quá trình mặt sẹo bỏ chạy với tổ điều tra. Biểu lý có chút huệ oải không phấn chấn, phỏng chừng là đã bị ngả thành văn phê bình. Tuy nhiên lúc trình bày việc mặt sẹo bỏ chạy vẫn nói rất nghiêm túc. Sau khi mặt sẹo chuyển đến trại tạm giam, bởi vì gã là người bị thương nên có một gian riêng, một hôm chuẩn bị trích thuốc gã đã nhân cơ hội bắt cóc y tá, chạy ra bên ngoài và được người bên ngoài tiếp ứng, thuận lợi ngồi xe chạy trốn. Cảnh sát điều động lực lượng vây vắt, cuối cùng vẫn để gã tẩu thoát. Hiện tại toàn bộ thành phố đều đóng chốt, đang bày ra thiên la địa võng lùng bắt mặt sẹo quy án. Quá trình chạy trốn hơi ly kỳ nhưng quả thật là đã xảy ra. Biểu lý cũng thừa nhận sự quản lý trong trại tạm giam còn tồn tại lỗ hổng. Lúc ấy y đang trực ở Cục Công an thành phố, hiện tại giám đốc trại tạm giam Đằng Vĩnh cũng tạm thời đình chỉ công tác chịu sự điều tra, đồng thời biểu lý cũng giải vây cho Đằng Vĩnh, nói là bình thường trại tạm giam đã quen lơi lỏng, cho rằng không có ai dám chạy trốn, sự kiện mặt sẹo đã cho toàn bộ trại tạm giam một tiếng chuông cảnh báo. Biểu lý lại thừa nhận sai sót với Hạ Tưởng, tỏ vẻ sẽ nhận bất cứ xử phạt gì từ thành ủy, nhưng có một điều, nhất định phải chờ sau khi y tự tay bắt được mặt sẹo, cho dù cách chức ngay tại chỗ y cũng chấp nhận. Không chỉ là biểu lý, anh Thành cũng hận mặt sẹo thấu xương. Anh Thành nói bổ sung thêm, trên cơ bản có thể kết luận trại tạm giam có nội gian. Vu Binh có góc độ nhìn vấn đề rất chuẩn xác, y đưa ra ba ý kiến, một là sẽ điều tra nội bộ cả trại tạm giam. Từ lộ trình chạy trốn của mặt sẹo ở trại tạm giam xem gã đi qua phòng những người nào, làm như thế nào mà thuận lợi bắt cóc con tin trốn ra khỏi phòng y tế, dọc theo đường đi đã gặp ai v.v. Đại khái là có thể phán định mức độ quen thuộc trại tạm giam của gã. Hai là, mặt sẹo làm sao cùng người tiếp ứng bên ngoài ước định thời gian, vì sao cảnh sát gác ở bên ngoài trước đó không có phát hiện chiếc xe khả nghi. Ba là, mặt sẹo chạy trốn có mục đích chủ yếu là gì, là chạy trối chết, hay là trả thù xã hội. Phải phái cảnh sát âm thầm bảo vệ sự an toàn cho phó thị trưởng Hạ, đồng thời liệt danh sách tất cả những người có liên quan đến mặt sẹo ở thành phố Lang rồi phái người đi theo dõi. Điều cuối cùng, có thể bắt tay từ Tứ Tiểu Long, bọn họ chắc chắn biết mặt sẹo có những điểm dừng chân nào ở thành phố này. Về phần biểu lý và anh Thành là phải gánh vác trách nhiệm, Vu Binh cũng không nhắc đến, y đến là để độc lập điều tra vấn đề mặt sẹo chạy trốn có thông đồng với người trong nội bộ Cục Công an thành phố Lang hay không, chứ không phải truy cứu trách nhiệm xử phạt nội bộ trong Cục Công an thành phố, y sẽ không đi quá giới hạn. Buổi chiều, nhóm người Vu Binh đi đến Cục Công an thành phố tiến hành bước đầu tiếp xúc và lấy lời khai, Lộ Hồng Chiêm đứng ra phát biểu trước nhóm đảng bộ Cục Công an thành phố, hoan nghênh các đồng chí của tổ điều tra đến Cục Công an thành phố điều tra lấy chứng cứ, yêu cầu các đồng chí toàn cục phải phục tùng. Cố gắng phối hợp công tác với tổ điều tra, muốn sức ra sức, cần người cho người, không được có bất cứ thoái thác, trì hoãn nào. Ít nhất, Lộ Hồng Chiêm ở mặt ngoài là có coi trọng tổ điều tra. Ngày hôm sau, tổ điều tra tiến hành công tác khẩn trương và bận rộn, nhưng Lịch Phi cũng không có đi theo tổ điều tra đến trại tạm giam lấy chứng cứ tại hiện trường mà là đi cùng với Tiêu Ngũ, tìm hiểu kỹ càng về hiện trạng thành phố Lang, và còn làm theo chỉ thị của Hạ Tưởng, âm thầm điều tra thăm viếng. Vào lúc giữa trưa, từ tỉnh ủy truyền đến kết quả xử lý Đồ Quân, tỉnh ủy quyết định đồng chí Đồ Quân bởi vì vấn đề kinh tế không thể đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lang, cho giữ lại chức đảng viên để xem xét một năm, đồng thời đề cử đồng chí Trần Chí Tiệp làm ủy viên thành ủy, ủy viên thường vụ thành phố Lang. Thành ủy thành phố Lang lập tức mở hội nghị toàn thể, tuyên bố sẽ hoàn toàn phục tùng quyết định của tỉnh ủy, cũng đệ trình hội đồng nhân dân thành phố cách chức phó thị trưởng của Đồ Quân. Đề danh đồng chí Trần Chí Tiệp làm phó thị trưởng. Từ đó, sự kiện Đồ Quân chính thức kết thúc, là dấu hiệu rất bất lợi cho Cổ Hướng Quốc, hoàn toàn mất đi khả năng nắm giữ và điều khiển trong Ủy ban Nhân dân thành phố, và cũng không còn người tích cực dẫn đầu. Mà việc đề danh Trần Chí Tiệp cũng dự báo sức ảnh hưởng của tỉnh ủy đối với thành phố Lang mở rộng thêm một bước.
Bởi vì Trần Chí Tiệp là một trong những thân tín ít ỏi của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng hơi mừng rỡ, bởi vì lần này tỉnh ủy đề danh, đã không có một chút tin tức gì lan truyền ra trước đó, ngay cả hắn cũng không đoán được là ai sẽ tới thành phố Lang nhậm chức, nếu chẳng may là Phạm Duệ Hằng đề danh hoặc là Trung ương lại nhúng tay xếp đặt một gã giống như Cổ Hướng Quốc thì chẳng phải công sức sẽ đổ sông đổ biển sao. Cũng may, Tống Chiêu Độ đã bắt được cơ hội đúng lúc, Hạ Tưởng thở phào nhẹ nhõm. Trần Chí Tiệp đến sẽ tăng thêm quyền phát ngôn của hắn ở hội nghị thường vụ, khiến địa vị của hắn càng thêm vững chắc. Đồng thời, ở bên trong Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có đồng minh vững chắc. Trần Chí Tiệp năm nay 38 tuổi, vốn là Phó trưởng Ban Thư ký Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trước kia đảm nhiệm qua chức Chủ tịch huyện, Bí thư huyện ủy, sau khi làm Bí thư huyện ủy thì trực tiếp tiến vào Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm nhiệm chức Phó trưởng Ban Thư ký, vẫn cùng Tống Chiêu Độ quan hệ chặt chẽ. Cũng rất được Tống Chiêu Độ khen ngợi. Hạ Tưởng và Trần Chí Tiệp không quá quen thuộc nhưng đều biết nhau, cũng gặp qua hai lần, ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm giác y là một người có tính cách hướng nội, cực kỳ có chủ kiến, không dễ tiếp xúc, có cá tính, nhưng có một điều, nếu y đã nhận thức đúng về một người rồi sẽ rất khó thay đổi cái nhìn. May là y cũng rất yêu thích Hạ Tưởng cũng là nghe được từ miệng Tống Nhất Phàm, Trần Chí Tiệp có vài lần đến nhà họ Tống, có nhắc tới hắn. Cứ luôn miệng khen ngợi hắn. Tuy nhiên Tống Nhất Phàm không thích Trần Chí Tiệp, cho rằng y rất cứng nhắc, không thú vị. Hạ Tưởng rất vui sướng nhưng cũng không khỏi bùi ngùi, thành phố Lang non trẻ đều là các ủy viên thường vụ trẻ tuổi, trên cơ bản là trại tập trung những người có thực lực, tất cả đều có là hậu thuẫn mạnh mẽ, lai lịch không tầm thường. Cũng phải thôi, không có chỗ dựa hùng mạnh vững chắc thì làm sao có khả năng một nhóm cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ tuổi lại tập họp cùng một chỗ. Tan họp xong, Cổ Hướng Quốc không nói lời nào trở về văn phòng, Hạ Tưởng quay về văn phòng của mình vừa lúc phải đi qua văn phòng Cổ Hướng Quốc, liền nghe được tiếng gọi điện thoại bên trong, dường như là gọi cho Bắc Kinh. Hạ Tưởng đương nhiên không tiện nghe lén nên lắc đầu mỉm cười quay về văn phòng. Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng nói lúng túng của Lý Tài Nguyên. "A, Bí thư Ngả đã đến, xin mời vào. Phó thị trưởng Hạ, Bí thư Ngả tới rồi." Ngả Thành Văn đích thân tới. Hạ Tưởng phải đi ra nghênh đón, vội đứng dậy đi ra bên ngoài, mới vừa đi đến gian ngoài, Ngả Thành Văn đã đi lên, y cười ha hả. "Khách khí cái gì, tôi chỉ là đến xem qua chứ không có chuyện gì đâu." Khi nói chuyện, Ngả Thành Văn quay đầu lại nhìn Lý Tài Nguyên một cái. "Tài Nguyên, vấn đề của cậu tôi đã dặn dò đồng chí Hiểu Lượng xử lý rồi, tin là không đến hai ngày là có thể bãi bỏ xử phạt đối với cậu." Lý Tài Nguyên vốn đã bị xử phạt hơn một năm. Rốt cục chính miệng Bí thư Ngả nói ra có thể bãi bỏ mọi xử phạt nên không khỏi mừng rỡ. "Cảm ơn Bí thư Ngả, cảm ơn lãnh đạo thành ủy." Hiếm khi Ngả Thành Văn kiên nhẫn nói với Lý Tài Nguyên, cười nói. "Người cậu cần cảm tạ nhất phải là Phó thị trưởng Hạ, nếu anh ta không tuệ nhãn thức châu tinh mắt biết nhìn người, thì bây giờ cậu vẫn là Minh Châu Mông Trần Ngọc Quý bị bụi che lấp." Liên tiếp dùng hai câu thành ngữ để hình dung Lý Tài Nguyên. Khiến cho y thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Hạ Tưởng nhìn Ngả Thành Văn đầy thâm ý, trong lòng hắn hiểu rõ, hành động này của Ngả Thành Văn hôm nay có liên quan đến việc y nghe được tin tức từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh và việc bổ nhiệm trong tỉnh ủy trước đó. Quả nhiên, vừa vào văn phòng Ngả Thành Văn đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ mặt cười tủm tỉm. "Hơi không ngờ đấy, Phó thị trưởng Hạ, tôi tưởng rằng là Bắc Kinh sẽ điều tới một người nhận chức Phó thị trưởng. Không ngờ quyền chủ động bị tỉnh ủy giành mất, cậu biết tin tức gì bên trong không? Còn nữa, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lý và cậu có quan hệ cũng không tồi phải không?" Tuy rằng nói hơi trực tiếp nhưng vẻ mặt Ngả Thành Văn cười tủm tỉm, tỏ vẻ như là nói chuyện phiếm chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng khiến Hạ Tưởng không có cách nào khác, đành phải cười đáp. "Tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ trước quyết định của tỉnh ủy, còn tưởng rằng sau vài ngày mới chọn được người, không ngờ đã cùng lúc tuyên bố. Chủ nhiệm Lý và tôi có gặp mặt một lần, cũng cùng nhau ăn cơm, ngoài ra thì không còn gì thân thiết hơn." Ngả Thành Văn vẫn tươi cười, tuy rằng bán tín bán nghi lời Hạ Tưởng vừa nói nhưng cũng biết với quan hệ giữa mình và Hạ Tưởng nếu lại hỏi kỹ thêm sẽ không thích hợp, liền ha hả cười, tỏ vẻ thoải mái mà nói. "Đồng chí Trần Chí Tiệp có kinh nghiệm công tác phong phú, đến thành phố Lang đảm nhiệm chức phó thị trưởng ủy viên thường vụ là chứng tỏ ánh mắt tỉnh ủy nhìn xa trông rộng." Vừa nói kiểu quan xong, lại đi vào việc chính. "Tôi nghe nói, Phó thị trưởng Hạ cũng quen biết Trần Chí Tiệp. Nói bóng nói gió là để tìm hiểu nội tình,
Hạ Tưởng cười thầm, Ngả Thành Văn cũng muốn biết quan hệ giữa hắn và Trần Chí Tiệp, từ đó tự định liệu trong lòng để bắt đầu đặt lại lập trường trong thành ủy, hắn hơi chần chừ, nhưng vẫn nói. Cũng coi như quen biết. Coi như cho Ngả Thành Văn một câu trả lời lấp lửng, cụ thể Ngả Thành Văn có cảm nghĩ thế nào thì mặc ông ta. Ngả Thành Văn thấy Hạ Tưởng nói khá nghiêm túc nên cũng không miễn cưỡng, sau khi nói vài câu tán gẫu thì làm bộ như nhớ tới gì đó, liền nói. Đúng rồi, nhớ trước kia nghe ai từng nói, để tôi nghĩ xem, đúng rồi, dường như là Phó Thị trưởng Thụy trong lúc vô tình có nhắc đến mặt sẹo trước kia có nương nhờ Nga Ni Trần. Nga Ni Trần chê mặt sẹo trước kia ở phía Nam từng theo người khác, sợ gã không trung thành nên không thu nhận và giúp đỡ gã. Tuy nhiên mặt sẹo và Trần Đại Đầu quan hệ không tồi. Trần Đại Đầu thích uống rượu, mặt sẹo cũng thích uống rượu, hai người từ tiệc rượu và thành bạn rượu. Ngả Thành Văn cũng không phải là do vô tình nói ra mà là y có ý ám chỉ, cung cấp cho Hạ Tưởng một manh mối cực kỳ quý báu. Ngả Thành Văn đi đã lâu, Hạ Tưởng mới bừng tỉnh từ trong sự khiếp sợ, Ngả Thành Văn hay thật, đúng là một lão cáo già, giờ là lúc nào rồi mà còn cất giấu một manh mối quan trọng, phải chờ tới thời khắc quan trọng mới nửa che nửa đậy mà vạch trần ra. Phải thừa nhận y quả thật là một chính khách vô cùng ưu tú. Đồng thời cũng phải thừa nhận Ngả Thành Văn đã mở ra một cánh cửa lớn cho tổ điều tra. Nghe được thư ký Lưu Lâm Nham thuật lại Ngả Thành Văn đích thân đến văn phòng Hạ Tưởng nói chuyện, Cổ Hướng Quốc không tỏ thái độ gì mà phất tay bảo thư ký đi ra ngoài, y đóng chặt cửa phòng, liên tục hút thuốc lá, sắc mặt tối tăm rất đáng sợ. Hạ Tưởng có thủ đoạn nhiều vô kể, mới chỉ là một phó thị trưởng thường trực, xếp hàng thứ 5 trong thành ủy. Có thể tung hoành ngang dọc, nhanh chóng mở ra cục diện, chẳng những lật đổ Đồ Quân, chèn ép Lộ Hồng Chiêm, chỉ trong vài chiêu đã làm cho Nga Ni Trần không có sức trả đòn, hắn quả thực thông minh như yêu nghiệt, xảo quyệt như cáo, hắn dựa vào cái gì? Đúng rồi, Hạ Tưởng dựa vào cái gì? Nhưng Cổ Hướng Quốc càng hiểu rõ một điều là, mặc kệ Hạ Tưởng dựa vào cái gì, hắn đã đạt được bước đầu thắng lợi ở thành phố Lang, đồng thời cũng sắp đứng vững bước chân. Trần Chí Tiệp nhậm chức thì quyền phát ngôn của Hạ Tưởng ở thành ủy sẽ lớn hơn, đồng thời sức ảnh hưởng của hắn ở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ càng ngày càng tăng. Trần Chí Tiệp là người của Tống Chiêu Độ, trước mắt Tống Chiêu Độ là hậu thuẫn lớn nhất của Hạ Tưởng tại tỉnh Yến, Cổ Hướng Quốc trong lòng biết rất rõ. Vốn dĩ phía Bắc Kinh đã nói với y có thể Bắc Kinh sẽ điều một người đến làm phó thị trưởng ủy viên thường vụ, còn có thể cùng gã một lòng, không ngờ tỉnh Yến đứng vững trước áp lực từ Bắc Kinh. Nhanh chóng quyết định ứng cử viên, khiến ý nguyện của gã thất bại. Cổ Hướng Quốc như có một cảm giác bị chật sống lưng, hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh thiếu chút là vặn cả cổ. Chỉ có điều cho dù nổi giận cũng phải chôn ở trong lòng, không được thể hiện ra ngoài, nếu không sẽ thành bất mãn với quyết định của tỉnh ủy, chính là không biết làm quan. Vừa tuyên bố bổ nhiệm Trần Chí Tiệp, Cổ Hướng Quốc liền lập tức gọi điện thoại đến Bắc Kinh, biết được ở thời khắc mấu chốt là do Diệp Thạch Sinh sắp xếp chúng nghị. Tán thành quyết định đề danh của Tống Chiêu Độ, ngay cả mặt mũi của Mai Thái Bình và Phạm Duệ Hằng cũng không nể, thái độ vô cùng kiên quyết, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì từ trước tới nay quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và Tống Chiêu Độ cũng không mấy thân thiết, hai người rất ít khi cùng nhau hợp tác, nhưng trong việc chọn người làm phó thị trưởng ủy viên thường vụ thành phố Lang lại một sáng một tối, phối hợp rất ăn ý. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh trước giờ chưa từng hỗ trợ Tống Chiêu Độ, khiến cho tất cả mọi người rất kinh ngạc. Không rõ từ khi nào Bí Thư Diệp và Phó Chủ tịch tỉnh Tống bỗng nhiên lại thân với nhau. Cổ Hướng Quốc lại có thể mơ hồ đoán ra, e rằng là do Hạ Tưởng đã chu toàn từ bên trong. Vốn trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy, việc đề danh Thôi Hướng được Phạm Duệ Hằng, Mai Thái Bình, Mã Tiêu và gần nửa sổ ủy viên thường vụ ủng hộ, mà Tống Chiêu Độ đề danh Trần Chí Tiệp chỉ được ba người Vương Bằng Phi, Hồ Tăng Chu, Trương Sán Dương ủng hộ, Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu trung lập. Vẫn không tỏ thái độ gì. Trước mắt thấy tình thế của Tống Chiêu Độ cực kỳ bất lợi, ở thời khắc cuối cùng Diệp Thạch Sinh bỗng ra sức ủng hộ Trần Chí Tiệp, hơn nữa thái độ không có gì để nghi ngờ, trực tiếp chống lại áp lực từ khắp nơi. Thái độ Diệp Thạch Sinh chưa từng cứng rắn, mạnh mẽ như vậy. Diệp Thạch Sinh vừa tỏ thái độ, Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu đều phụ họa theo lời đề nghị của Tống Chiêu Độ, và thuận lợi thông qua việc đề cử. Chương 834, Giao Chiến. Cẩn thận từng bước. Cổ Hướng Quốc biết rõ, mối quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và Hạ Tưởng khi thân khi xa, trước khi rời khỏi tỉnh Yến, việc đề danh Trần Chí Tiệp xem như món quà cuối cùng dành cho Hạ Tưởng. Bất lực cộng thêm với phẫn nộ, thành phố Lang không hề dễ dàng gì mới tạo dựng được cục thế cân bằng,
việc Hạ Tưởng đến liền mang theo chiều hướng sụp đổ. Bước tiếp theo nên đánh phủ đầu Hạ Tưởng như thế nào? Nên ra tay từ vấn đề tác phong sinh hoạt hay phương diện kinh tế, hay là dùng con đường khác? Bỗng nhiên lại nhớ tới cơn giận của Ma Dương Thiên, dường như y còn có một diệu kế để đối phó với Hạ Tưởng, sao lại không để Ma Dương Thiên ra tay, y chỉ cần xúi bẩy là xong. Nghĩ đến đây, Cổ Hướng Quốc đang định gọi điện thoại cho Ma Dương Thiên, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn số máy gọi đến, đúng là Ma Dương Thiên. Không thể chờ đợi được. Không lệch với suy đoán của Cổ Hướng Quốc, Ma Dương Thiên gọi điện thoại tới, chính là đã nghĩ ra cách với đối phó với Hạ Tưởng. Tuy nhiên sau khi Cổ Hướng Quốc nghe Ma Dương Thiên nói xong, sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Phó thị trưởng Ma, cách này quá độc ác, có nên cân nhắc sử dụng cách nào nhẹ nhàng hơn không? Ma Dương Thiên cười lạnh lùng nói. Không đánh nhanh thắng nhanh, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ thành họa lớn. Hơn nữa những việc liên quan đến chính trị vốn dĩ là một mất một còn, Hạ Tưởng xử lý đồ quân, lại bắt nạt ma phàm, còn làm đảo lộn thế cục công an thành phố Lang. Hiện giờ anh bị hắn làm cho thất bại liên tiếp, còn không có sức đánh trả, cứ tiếp tục như vậy chức thị trưởng chẳng mấy chốc mà bị tước mất. Cổ Hướng Quốc trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói một câu. Được, sẽ làm theo cách mà phó thị trưởng Ma nói. Đúng như Hạ Tưởng đoán, việc điều tra của tổ điều tra ở thành phố Lang không hề suôn sẻ, đã điều tra mấy chục công an cảnh sát, vẫn chưa rút ra được một kết luận có giá trị, đồng thời cũng không có phát hiện gì mới, dường như đã rơi vào bế tắc. Hơn nữa hai ngày đã trôi qua, cho dù thành phố Lang canh phòng nghiêm ngặt mọi nơi, mặt sẹo lại hệt như vô cớ biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại. Nhưng cùng lúc đó, việc Lịch Phi và Tiêu Ngũ Thầm lần theo dấu vết và điều tra đã thu được kết quả không nhỏ. Thứ nhất là xác định được nơi ở của Trần Đại Đầu, thứ hai là Trần Đại Đầu gần đây chỉ ở trong nhà, vô cùng hiền lành. Còn nữa, Lịch Phi còn tìm ra một chút manh mối, chính là gần đây luôn có một nhân vật thần bí đi loanh quanh ở khu nhà của Trần Đại Đầu, khi thì giống như đi dạo hóng gió, khi thì lại như rình mò gì đó. Dựa theo kinh nghiệm theo dõi dày dặn của Lịch Phi và Tiêu Ngũ, hai người chỉ tốn thêm một ngày liền khẳng định Trần Đại Đầu chắc chắn có vấn đề. Ngày thứ ba, tổ điều tra đột nhiên chất vấn, chỉ ra Phó Cục trưởng Long Khổng có trách nhiệm không thể trốn tránh trong sự việc mặt sẹo trốn thoát, có chứng cứ chứng minh, tất cả các trại tạm giam dưới quyền Phó Cục trưởng Long Khổng người phụ trách quản lý các trại giam đều tồn tại những lỗ hổng quản lý ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là trại giam Tiểu Cương nơi giam giữ mặt sẹo. Phó Cục trưởng Long dù biết rõ trại tạm giam Tiểu Cương có khả năng tồn tại lỗ hổng, mà mặt sẹo là nhân vật cực kỳ nguy hiểm còn cố ý sắp xếp cho giam mặt sẹo tại trại tạm giam Tiểu Cương. Nghi ngờ có người cố ý sắp xếp, đằng sau có mục đích xấu xa mờ ám. Kết luận vừa được đưa ra, mọi người liền xôn xao, Lộ Hồng Chiêm vô cùng tức giận, đập bàn đứng dậy. Long Khổng là thuộc hạ trung thành nhất, cũng là đồng minh thân thiết nhất của y ở Cục Công an thành phố, khi tổ điều tra chưa có chứng cứ chuẩn xác, chỉ dựa vào tin đồn vu vơ liền ra kết luận nghi ngờ Long Khổng cố ý thả người đã khiến y giận phát điên, không thể chấp nhận kết luận đầy tính võ đoán và vô trách nhiệm của tổ điều tra. Lộ Hồng Chiêm cũng biết rõ, đằng sau chắc chắn là có tác động của Hạ Tưởng, y quyết định đòi lại công bằng, trả lại trong sạch cho Long Khổng. Trong cuộc họp ba bên do tổ điều tra tổ chức, Lộ Hồng Chiêm đại diện Cục Công an thành phố, Hạ Tưởng đại diện thành ủy, tổ điều tra đại diện cho Sở Công an tỉnh, Long Khổng là đương sự cũng tham gia cuộc họp. Long Khổng là cục phó Cục Công an thành phố, diện mạo thật sự là hơi xấu, không nói đến vẻ mặt dữ tợn, lại còn béo ị. Điều khiến người ta ấn tượng nhất chính là chiếc nốt ruồi to trên mặt, từ nốt ruồi còn mọc ra mấy sợi lông dài, thật sự khiến người ta nhìn là thấy ngán. Tuy nhiên thế lại rất phù hợp với thân phận của y, hễ nhìn là thấy giống hệt một tên lính canh ngục hung hãn thời cổ đại. Hạ Tưởng rất ít khi trông mặt mà bắt hình dong, nhưng chỉ liếc nhìn Long Khổng, thật sự là không muốn nhìn thêm lần nữa. Có những người xấu xí nhưng không khiến người ta thấy ghét. Có những người xấu lại xấu đến mức khiến người ta thấy chán ngán, có lẽ do chất chứa sự quái ác trong lòng lâu ngày, cùng với vẻ dữ tợn trên gương mặt y, sẽ khiến người ta chỉ nhìn thêm mấy lần cũng cảm thấy gớm ghiếc. Tục ngữ có câu ngoại hình phản ánh con người, một chút cũng không sai. Một người thường ngày hung ác, người mà trong lòng ngày ngày nghĩ tới những chuyện xấu xa và làm việc xấu, dần dà chắc chắn mặt mày sẽ trở nên khó coi, khiến người ta không thể có nổi chút thiện cảm. Cuộc họp ba bên được tổ chức ở thành ủy. Đầu tiên là Vu Binh phát biểu, ánh mắt Vu Binh tối sầm nhìn Long Khổng một cái, cũng bộc lộ phần nào sự căm ghét,
xem ra có lúc xấu xí cũng khiến người ta ghét, cũng hết cách rồi. Trong tay Vũ Binh là một tập tài liệu dày cộp, y chậm rãi rút một tập ở phía trên, cầm trong tay, trông dáng vẻ rất máy móc, đúng lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng y sẽ nói một tràng những lời khách sáo thì y lại nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống, bất ngờ hỏi một câu. Phó Cục trưởng Long, anh có quen Lộ Phi không? Long Khổng là trợ thủ đắc lực nhất của Lộ Hồng Chiêm ở Cục Công an thành phố, từ trước đến nay luôn được Lộ Hồng Chiêm tín nhiệm nhất. Tuy rằng ở Cục Công an thành phố tên tuổi y không phải thuộc top 10 hàng đầu nhưng quyền lực thì không nhỏ, cơ bản là ai cũng phải nể mặt y. Mà trại tạm giam do y quản lý lại là chỗ béo bở, tất cả các phạm nhân đều phải qua tay y, đương nhiên sẽ không thể thiếu vô vàn lợi ích. Câu hỏi của Vũ Binh quá đột ngột, khiến Long Khổng sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, lắc đầu nói. Không quen, chỉ là đã từng nghe đến tên y, biết rằng y là tội phạm truy nã. Y là tội phạm truy nã, tại sao lại không canh gác cẩn mật hơn? Tại sao lại chọn nơi có vấn đề nhiều nhất, canh phòng lỏng léo nhất như trại tạm giam Tiểu Cương? Vũ Binh tiếp tục truy hỏi, giọng điệu đột nhiên gay gắt hơn rất nhiều. Vũ Binh không có quyền quản lý trực tiếp với Long Khổng, nhưng là tổ trưởng tổ điều tra, y có quyền đại diện cho Sở Công an tỉnh chất vấn và xét hỏi. Thanh âm của y đột nhiên cao vút, quả thực khiến Long Khổng giật nảy mình. Lộ Hồng Chiêm thấy Vũ Binh đột nhiên hỏi vặn, liền muốn yểm trợ cho Long Khổng, sợ rằng Long Khổng nếu chẳng may nói sai một câu chẳng phải là hỏng việc sao. Không ngờ y còn chưa kịp mở miệng, đã bị ánh mắt như cười như không hạ tưởng chiếu vào, chợt giật mình, bất giác ngậm miệng lại. Sau khi ngậm miệng liền hối hận, sao lại vẫn có phần e sợ hạ tưởng. Sợ hắn gì chứ, quả thực là ngu ngốc. Tuy nhiên hối hận cũng đã muộn, Long Khổng đã trả lời câu hỏi. Điều này, chủ yếu là lúc đó xét đến khoảng cách từ trại tạm giam Tiểu Cương đến Cục Công an thành phố là gần nhất, đồng thời điều kiện y tế cũng tốt hơn một chút, cho nên so sánh tổng hợp lại trên nhiều phương diện mới quyết định chọn trại tạm giam Tiểu Cương, không hề có dụng ý gì đặc biệt, tổ trưởng Vu đa nghi rồi. Lộ Phi là tội phạm giết người quan trọng, qua tay y có hai mạng người, lơ đễnh, không chú trọng, không để tâm vào vấn đề quản lý y là chỉ thị của Cục trưởng Lộ hay là sơ suất của Phó Cục trưởng Long. Vũ Binh tiếp tục truy hỏi, giọng điệu càng thêm gay gắt. Trại tạm giam Tiểu Cương là một trại tạm giam cũ xây dựng từ những năm 80, nhiều năm không được tu sửa, các mục hạ tầng không đầy đủ. Khi nãy Phó Cục trưởng Long còn nói điều kiện y tế tốt hơn một chút, nhưng theo tôi biết, thiết bị vệ sinh của trại tạm giam Tiểu Cương vô cùng kém, có thể nói là kém nhất trong tất cả các trại tạm giam của thành phố, thêm nữa trại tạm giam Tiểu Cương đã từng nhiều lần xảy ra việc phạm nhân bỏ trốn. Tất cả cho thấy việc Lộ Phi bỏ trốn dường như là một việc có bàn tay con người dày công cấu kết sắp đặt một cách tỉ mỉ. Lộ Hồng Chiêm ném, bốp, một tiếng tập tài liệu trong tay lên bàn, vô cùng tức giận. Kết luận của Tổ trưởng Vu đưa ra quá duy tâm, cũng quá khinh suất, chỉ dựa vào một suy đoán qua loa đã rút ra kết luận có bàn tay con người thả Lộ Phi ra, tôi không thể chấp nhận kết quả điều tra. Thái độ rất cương quyết, cũng chẳng nể mặt gì Vu Binh. Vu Binh cũng không tức giận. Lấy lại sự bình tĩnh trên gương mặt, dùng mắt ra hiệu ngầm với Lịch Phi một chút, Lịch Phi hiểu ý, nghiêm túc nói. Kết luận của Tổ trưởng Vu tuyệt đối không phải là dựa vào phỏng đoán, mà có chứng cứ rõ ràng. Không thể nào, Lộ Hồng Chiêm thoáng chốc kinh ngạc đến ngây người, thiếu chút nữa không kìm nổi mà đứng bật dậy cãi vã với Lịch Phi, sao có thể có chứng cứ rõ ràng. Sự việc rõ ràng được làm rất kín kẽ, mặt sẹo Lộ Phi lại không hề xa lưới. Tổ điều tra lại chưa tìm đến được cơ mật trung tâm, những nhân vật then chốt của Cục Công an thành phố đều là người của y, trừ khi có người bán đứng, nếu không tổ điều tra chuyện mặt sẹo bỏ trốn gì đó, cơ bản là làm những chuyện vớ vẩn. Lộ Hồng Chiêm vô cùng tin tưởng người của y, không thể nào có người đứng lên bán đứng hắn vào thời điểm then chốt, hơn nữa bán đứng y cũng không có lợi lộc gì, bây giờ y vẫn là người hữu danh hữu thực đứng đầu Cục Công an thành phố, nắm chặt quyền chủ động. Lịch Phi không đếm xỉa tới thái độ kinh ngạc của Lộ Hồng Chiêm, mà lấy ra mấy bản khẩu cung, đưa cho từng người hạ tưởng, Lộ Hồng Chiêm và Long Khổng. Mời mấy vị lãnh đạo xem qua, dựa vào kết quả điều tra của tổ điều tra, có một cảnh sát chính miệng thừa nhận, trong vấn đề sắp xếp cho mặt sẹo ở trại tạm giam cụ thể nào, quả thật là có gợi ý ngầm trước đó của lãnh đạo cấp trên, sau lại tiếp tục chỉ thị một loạt các vấn đề nghiêm trọng là phải trông coi lỏng lẻo mặt sẹo. Ở đây chỉ đưa ra một vài bản khẩu cung của vài cảnh sát có liên quan, trước tiên mời Cục trưởng Lộ và Phó Cục trưởng Long xem qua, tổ điều tra còn có nhiều chứng cứ hơn,
chút nữa sẽ trực tiếp nộp lên Sở Công an tỉnh và Thành ủy thành phố Lang. Lộ Hồng Chiêm thoáng sợ hãi, y cố nén nỗi sợ trong lòng, có phần căng thẳng mà liếc nhìn Long Khổng. Long Khổng vô cùng khó lý giải, rõ ràng là cũng không tin tổ điều tra làm sao có thể đột nhiên có được chứng cứ liên quan, rõ ràng bọn họ trong 3 ngày điều tra không thu được gì, làm sao có thể có chuyện ngoài ý muốn này. Không tin thì không tin, nhận lấy tờ khẩu cung, vừa liếc qua, nét mặt Lộ Hồng Chiêm bỗng tái mét, tuy nhiên vẫn có thể giữ được phần nào bình tĩnh, không tới mức thất thố ngay tại chỗ. Còn Long Khổng nói cho cùng không bình tĩnh được như Lộ Hồng Chiêm, cả hai tay y đang hơi run run, chẳng những vẻ mặt nhợt nhạt, mà mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Mặc dù khẩu cung không thể coi là chứng cứ chính thức, hơn nữa những cái tên ở bản khẩu cung cũng đã giải quyết, nhưng sự thực trong đó lại chính là y nghe theo sự sai khiến của Lộ Hồng Chiêm, một tay bày kế, việc mặt sẹo trốn thoát từ đầu đến cuối dù không phải chi tiết đến mức từng mắt xích bị vạch ra, nhưng đối với người tự mình tham gia từng bước trong kế hoạch như Long Khổng, chẳng khác gì bị lột sạch quần áo ngay trước mặt tất cả mọi người. Tất cả những việc riêng tư đều bị bại lộ ngay trước mặt đã khiến y cảm thấy lạnh hết sống lưng, mồ hôi túa ra khắp trán, thoáng chốc mất hết hồn vía. Chỉ nhìn hai mắt Long Khổng là đủ biết, bản khẩu cung này nhất định là chính xác, không hề có một chút nào ngụy tạo, những việc được kể ra trong đó đều là sự thật. Nhưng, sao lại có thể như vậy? Làm sao lại có thể để tổ điều tra ra chân tướng? Rõ ràng mấy viên cảnh sát quản lý đều là tâm phúc của y, đều đã làm việc với y nhiều năm, không thể dễ dàng phản bội y. Nhưng sự thực bày ra trước mắt, lại không khỏi khiến y vò miệng đắng ngắt, trong lòng chột dạ, đôi chân run rẩy, vốn tưởng rằng sự việc đã làm kín kẽ mà Lộ Hồng Chiêm cũng luôn miệng đảm bảo tuyệt đối không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ai biết rằng mới có mấy ngày đã bị bại lộ, rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở khâu nào. Bây giờ có truy cứu sai sót ở đâu cũng đã không thể cứu vãn được, bây giờ vấn đề mấu chốt là nên che giấu hành vi phạm tội, đùn đẩy trách nhiệm như thế nào, bởi vì trong lòng Long Khổng rất rõ, chỉ có việc này thôi cũng đủ khiến y không ngóc đầu lên nổi. Cách chức còn là nhẹ, ít nhất cũng phải phạt mấy năm. Y cảm thấy đôi môi khô khốc, hai con mắt cay xè, đôi mắt vô hồn nhìn Lộ Hồng Chiêm một cái, không nói nổi một lời. Tuy rằng trong lòng Lộ Hồng Chiêm cũng đang hoang mang nhưng vẫn thầm mắng Long Khổng một câu. Đồ ngu, giờ không phải là lúc lộ ra sợ hãi, điều phải làm bây giờ là cương quyết không nhận tội. Dù hắn ta có chứng cứ đầy đủ đến đâu, chỉ cần không có cảnh sát nào dám đứng ra làm chứng thì sẽ không công nhận tính chân thực của bản khẩu cung, sợ cái gì. Trong địa phận thành phố Lang, một trưởng phòng Sở Công an tỉnh không có quyền quản lý trực tiếp bọn họ thì còn có thể làm gì được y, đường đường là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính trị pháp luật. Lý lẽ của y không phải tự dưng mà có, chỉ cần trong phạm vi quyền hạn của y, chỉ cần y quyết định là xong, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới chuyện đánh đổ y trong hệ thống công an và chính trị, pháp luật. Lộ Hồng Chiêm bỗng nhiên lấy lại được tự tin, y ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu sang một bên, dửng dưng nói. Khẩu cung không thể chứng minh điều gì, có thể là khi say ăn nói linh tinh, có thể là do bị ép cung, cũng có thể là xui khiến nhận tội, thậm chí là khẩu cung giả, cần có người làm chứng mới chứng minh được. Y đánh cuộc rằng chỉ cần y còn ở thành phố Lang, còn là nhân vật số 1 ở cục công an thành phố, dù tổ điều tra làm thế nào lấy được khẩu cung, thì chắc chắn không thể có người dám ra mặt làm chứng. Lộ Hồng Chiêm rất không khách khí. Ngang với việc trực tiếp nghi ngờ kết quả điều tra của tổ điều tra không hợp pháp, phu binh lạnh mặt. Cục trưởng Lộ nói như thế là có ý gì? Lẽ nào lại có ý nghi ngờ tính khách quan công bằng của tổ điều tra Sở Công an tỉnh? Lộ Hồng Chiêm một bước cũng không nhường. Tôi tôn trọng ý kiến của tổ điều tra, nhưng chỉ dựa vào một bản khẩu cung không rõ lai lịch đã đưa ra kết luận lãnh đạo cục cố ý cho mặt sẹo chạy thoát, rõ ràng là tùy tiện vô trách nhiệm, tôi không thể chấp nhận được. Lịch Phi lạnh lùng cười một tiếng. Cục trưởng Lộ đừng vội, bản khẩu cung tôi đưa ra khi nãy chỉ liệt kê vài viên cảnh sát bị nghi ngờ giúp đỡ mặt sẹo chạy trốn, dường như trên đó chưa thể hiện rõ rằng chịu sự sai khiến của ai, càng không chỉ đích danh là lãnh đạo cục công an thành phố, ngài vừa rồi chủ động nói ra là lãnh đạo cục, chẳng lẽ trong lòng đều đã rõ. Lộ Hồng Chiêm sừng sốt, không hề ý thức được vừa rồi khi nói lại để lỡ lời, nghĩ kỹ lại thì đúng như thế, nên không khỏi thầm kinh hãi. Đều tại Hạ Tưởng ngồi bên cạnh không kêu một tiếng, khiến y lúc nào cũng đề phòng Hạ Tưởng bất chợt hỏi vặn hoặc đưa ra chứng cứ gì khiến người ta khó lòng đề phòng, chẳng ngờ trong lúc lo lắng nhất thời, thiếu chút nữa đã không đánh mà khai.
Y vội ho khan một tiếng, che đậy sự ngại ngùng. Tôi nhất thời mau miệng, là nói nhầm, đại ý của tôi là, kết luận bất kể cán bộ cảnh sát chịu sự xúi dục hay tự mình chú ý cho mặt sẹo chạy thoát là chưa cân nhắc cẩn thận, tôi không thể chấp nhận lời chỉ giáo không đúng sự thật của tổ điều tra. Khi nói, y còn có vẻ cố ý nhìn Hạ Tưởng một cái. Thái độ Hạ Tưởng không thèm đếm xỉa gì, đối với việc tranh cãi khi nãy dường như không muốn phát biểu ý kiến, chỉ là tay cầm bản khẩu cung, vẻ mặt trầm tư, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì. Mời Phó Thị trưởng Hạ phân xử. Lộ Hồng Chiêm trong lòng tức giận, y có thể đoán ra chắc chắn có bàn tay Hạ Tưởng trong đó, nếu không tổ điều tra không thể trong thời gian ngắn tìm được hướng điều tra đúng, lại còn tìm ra những người có trách nhiệm liên quan. Hiện giờ Hạ Tưởng tỏ vẻ khoanh tay đứng nhìn liền khiến trong lòng y rất không thoải mái. Hạ Tưởng đặt bản khẩu cung lên bàn, gõ nhẹ hai cái. Kết luận của tổ điều tra Sở Công an tỉnh rất tỉ mỉ xác thực, là phát hiện quan trọng, tôi cho rằng Cục Công an thành phố nên kết hợp cùng tổ điều tra tìm chứng cứ, kiểm soát những người có trách nhiệm liên quan, tiến hành thêm một bước tìm chứng cứ. Mặt sẹo là hung thủ giết người, thong dong trốn thoát khỏi trại tạm giam, không tìm ra người chịu trách nhiệm, không điều tra ra chân tướng, thì không thể giải thích với nhân dân thành phố Lang, không có cách nào giải thích cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng chỉ dựa vào ý kiến một chiều của tổ điều tra liền thẩm tra cảnh sát liên quan sẽ khiến phần lớn các nhân viên cảnh sát của Cục Công an thành phố xót xa. Lộ Hồng Chiêm đấu lý, điều y muốn là phải lật ngược kết luận của tổ điều tra, không muốn để tổ điều tra can thiệp sâu hơn vào công việc nội bộ của Cục Công an thành phố Lang. Việc điều tra cán bộ có trách nhiệm liên quan của Cục Công an thành phố, do Cục phái người ra mặt là được rồi, các đồng chí của tổ điều tra không cần hao tâm tổn trí. Hạ Tưởng nhẹ nhàng khoát tay, cương quyết không chút nghi ngờ nói. Đồng chí Hồng Chiêm không còn tin sự công bằng chính trực của các đồng chí ở Sở Công an tỉnh nữa. Muốn đẩy các đồng chí của tổ điều tra ra bên ngoài, là bởi vì Cục Công an thành phố có bí mật không thể để lộ, hay là có nguyên nhân nào khác không tiện nói ra. Lộ Hồng Chiêm lại lên cơn giận, y giận không phải vì lời nói bóng gió của Hạ Tưởng, cũng không phải vì kết quả điều tra ném đá dấu tay của tổ điều tra. Mà vì Hạ Tưởng rõ ràng tỏ thái độ không quan tâm, nhưng vừa cất lời là thể hiện mạnh mẽ thái độ không tin tưởng Cục Công an thành phố và gạt bỏ y. Mấu chốt nhất chính là Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, ngồi ngay ngắn bất động, y nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng thấy Hạ Tưởng không vừa mắt, cho rằng Hạ Tưởng cố ý lên mặt giả vờ giả vịt liền tức giận nói. Được, coi như tôi công nhận kết luận của tổ điều tra, nhưng về những cảnh sát có liên quan vẫn phải do nội bộ Cục Công an thành phố tự mình xử lý. Hàm ý là Sở Công an tỉnh không có quyền lãnh đạo trực tiếp đối với Cục Công an thành phố Lang, huống chi Vu Binh chỉ là một trưởng phòng, nói đến cấp bậc không thể cao hơn chức phó giám đốc sở của Lộ Hồng Chiêm. Trong việc bổ nhiệm của y, chỉ có nhân vật số một Sở Công an tỉnh mới có quyền đề nghị. Do đó, y coi thường Vu Binh cũng là điều dễ hiểu. Hạ Tưởng chẳng thể hiện ý kiến mà nhìn Lộ Hồng Chiêm một cái, ban đầu không nói gì, trong lòng nghĩ Lộ Hồng Chiêm có lẽ đang lùi một bước để tiến hai bước. Ban đầu mơ hồ thừa nhận kết luận của tổ điều tra, sau đó toàn quyền tiếp nhận quyền điều tra, sau cùng vẫn là tiến hành điều tra nội bộ không công khai, chắc chắn sẽ lại dẫn đến một kết cục chẳng ra sao, sao có thể để Lộ Hồng Chiêm dùng thủ đoạn nắn bóp để hóa giải. Nếu Cục trưởng Lộ đã chấp nhận kết luận của tổ điều tra thì nên cùng tổ điều tra cảnh sát vi phạm kỷ luật, nếu không sẽ bị nghi ngờ là bao che. Tôi nghĩ ý của Sở Công an tỉnh cũng là để tổ điều tra đốc thúc Cục Công an thành phố. Hạ Tưởng bình thản nói. Còn có ý kiến gì, có thể trực tiếp phản ánh với giám đốc Sở Mã. Lộ Hồng Chiêm thấy thái độ cương quyết của Hạ Tưởng, không chịu nhượng bộ, tự cao cho rằng giám đốc Sở Mã đánh giá cao hắn. Bởi vì lần trước lý luận đôi của Hạ Tưởng được giám đốc Sở Mã cực khen ngợi, còn chuẩn bị phổ biến trong phạm vi toàn tỉnh, nghe nói còn có ý để hắn đến Sở Công an tỉnh làm công tác báo cáo, y liền lạnh lùng hừ một tiếng. Bây giờ tôi sẽ xin ý kiến giám đốc Sở Mã. Nếu như giám đốc Sở Mã đồng ý, Phó Thị trưởng Hạ còn có điều gì muốn nói? Giám đốc Sở Mã đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Hạ Tưởng gật đầu, ra vẻ tùy y muốn làm gì cũng được. Trong lòng hắn biết rõ, Lộ Hồng Chiêm không tìm giám đốc Sở Mã, sợ rằng giám đốc Sở Mã cũng muốn tìm hắn, bởi vì có một việc đã được giấu kín sắp bị bại lộ. Chương 835, khẩn cấp, dư luận xôn xao. Lộ Hồng Chiêm rút điện thoại ra. Đang định tự mình gọi điện thoại cho giám đốc Sở Mã ngay trước mặt Hạ Tưởng và Vu Binh, không ngờ di động vừa mở ra đã đổ chuông,
khiến y giật mình, vừa nhìn thấy cuộc gọi đến liền vui mừng khôn xiết, nói với Hạ Tưởng một câu dường như có ý khoe khoang. Giám đốc Sở Mã đích thân gọi tới. Lộ Hồng Chiêm nào biết rằng, cuộc điện thoại mà hắn sắp nghe, là cuộc gọi thiếu chút nữa khiến y thân bại danh liệt. Hạ Tưởng không tỏ thái độ gì, chỉ phất phất tay, có ý bảo Lộ Hồng Chiêm cứ nghe máy. Lộ Hồng Chiêm liền vô cùng đắc ý nghe điện thoại. Xin chào giám đốc Sở Mã, tôi vừa định gọi điện cho ngài, ngài đã gọi tới, thật trùng hợp, tôi có việc cần báo cáo với ngài. Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của Mã Kiệt. Đồng chí Lộ Hồng Chiêm, mời anh lập tức đến Sở Công an tỉnh họp, việc khẩn cấp, lập tức lên đường. Lộ Hồng Chiêm thoáng chốc liền sợ ngây người, chưa hề nghe nói gần đây có cuộc họp quan trọng nào, liền hỏi thêm một câu. Giám đốc Sở Mã, họp gì cơ ạ? Cứ đến rồi anh sẽ biết. Mã Kiệt nói cụt lủn rồi dập máy luôn. Bây giờ thì họp hành gì? Lộ Hồng Chiêm suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, y đương nhiên không biết, một cơn bão táp nữa lại đang hình thành, hơn nữa còn chỉ thiếu chút nữa là khiến y lật thuyền. Sắc mặt Lộ Hồng Chiêm cực kỳ tệ, y cũng không ngốc, đương nhiên thấy rõ trong lời nói của giám đốc Sở Mã ẩn chứa cơn giận đang được kìm nén, đã xảy ra chuyện gì? Giám đốc Sở Mã tại sao lại nổi giận với y? Trong lòng y thấp thỏm, lo lắng không yên mà nhìn Hạ Tưởng và Vu Binh, nhưng lại không thấy được bất kỳ chuyển biến cảm xúc nào từ trên gương mặt hai người. Đều là những người có tài diễn kịch, đều thản nhiên như không, Lộ Hồng Chiêm mặt mày có phần ủ rột, vốn định nở mày nở mặt một chút thì bị mắng một trận phủ đầu, lại còn ngay trước mặt tất cả mọi người, trên gương mặt y thể hiện có phần không nhịn được, ngượng ngùng nói. Tôi phải tới thành phố Yến họp, việc điều tra đợi sau khi tôi quay về sẽ quyết định lại. Sở Công an tỉnh có lệnh không thể không nghe, Lộ Hồng Chiêm lập tức gọi tài xế, lên ô tô lên đường. Lúc sắp đi còn đặc biệt dặn dò Long Khổng vài câu, bảo anh ta trước khi y về không được nói bất kỳ điều gì, phải kiên định lập trường, không được dao động, không được để bị vài câu nói của người khác hù dọa. Long Khổng gật đầu đồng ý, vẻ mặt kiên quyết, Lộ Hồng Chiêm thì trong lòng thấy bất an, y luôn cảm thấy tính nết Long Khổng tuy rằng đối đãi với cảnh sát và phạm nhân vô cùng hung hãn nhưng trên thực tế là một kẻ miệng hùm gan sứa. Ở trước mặt cấp trên vô cùng sợ hãi nên phải dặn dò thêm một lượt, trịnh trọng cảnh cáo y nói nhiều chắc chắn hỏng việc, hễ bị người ta bắt thóp sẽ không chỉ đơn giản là mất chức, không chừng còn có thể bị ngồi tù, cho nên nhất định phải giữ mồm giữ miệng. Lộ Hồng Chiêm vừa đi, trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Lang Lưu Khải liền nhận được điện thoại của ban tuyên giáo tỉnh ủy, là Mã Tiêu đích thân gọi tới, nói cho Lưu Khải với giọng điệu vô cùng gay gắt. Những gì liên quan đến cái gọi là lý luận song khởi của Lộ Hồng Chiêm đều phải kiểm soát nghiêm ngặt, không cho phép có bất kỳ hình thức tuyên truyền nào với giới truyền thông địa phương ở thành phố Lang, bao gồm cả ở nội bộ cục công an thành phố cũng không được nhắc đến nữa. Tóm lại là dùng hết khả năng làm giảm ảnh hưởng, nếu có một đơn vị truyền thông nào đưa tin, ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ thông báo phê bình, hơn nữa báo cáo lên tỉnh ủy căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của tình hình, tiến hành xử phạt. Lưu Khải vẫn chưa hiểu rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, đặt điện thoại xuống y liền đi tới văn phòng của Ngả Thành Văn báo cáo một chút. Vừa đến văn phòng bí thư đã thấy bí thư Ngả đang nghe điện thoại, chỉ nghe thấy Ngả Thành Văn nói với giọng cung kính. Vâng, vâng, tinh thần chỉ đạo của trưởng ban thư ký tôi nhất định sẽ truyền đạt tới toàn thể các thành viên của thành ủy, phải chăm chỉ học tập thận trọng nhận thức, nhất định phải kiểm soát sự việc trong phạm vi có thể. Gác điện thoại xuống. Ngả Thành Văn thấy Lưu Khải bước vào, vô cùng tức giận nói. Ông Lộ thật chẳng ra sao, bịa ra cái thứ lý luận xong khởi khỉ gió gì, còn nhất quyết muốn báo lên Sở Công an tỉnh. Kết quả rõ hay, giám đốc Sở Công an tỉnh Mã còn rất thích, sau khi sửa đầu sửa đuôi thì biến thành lý luận của ông ta, chuẩn bị phổ biến rộng rãi ra toàn tỉnh, lại được tổng biên tập cố của báo Tân Hoa xã viết thành tài liệu tham khảo nội bộ, đưa lên Trung ương. Kết quả thì thế nào? Bộ trưởng Ngô xem xong liền giận tím mặt, tuyên bố là công khai tuyên chiến với phóng viên, là sự chà đạp nặng nề lên quyền lợi của phóng viên, sẽ tạo thành thế đối lập giữa cảnh sát và phóng viên, là bóp chết tính công bằng chính trực của tin tức. Ngả Thành Văn đùng đùng giận dữ, lòng đầy căm phẫn mà thuật lại nguyên si lời của trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi, dụng ý không cần nói cũng biết, chính là thể hiện thái độ cực kỳ bất mãn với kiểu vô cớ sinh sự của Lộ Hồng Chiêm. Đồng thời cũng là để Lưu Khải biết lập trường rõ ràng của y, chính là kiên quyết chấp hành quyết định của tỉnh ủy. Bộ trưởng Ngô chẳng những phê duyệt, còn báo cáo lên Trung ương, các lãnh đạo Trung ương có liên quan cũng đã phê duyệt, yêu cầu cần phải giữ thái độ khiêm tốn thận trọng,
ngăn chặn lời đồn thổi không đúng. Lưu Khải có mối quan hệ thân thiết với Cổ Hướng Quốc, quan hệ với Lộ Hồng Chiêm từ trước đến nay cũng rất tốt, còn với Ngả Thành Văn thì không hợp ý lắm. Y vốn định tới dò hỏi rõ ràng tình hình, còn chưa kịp mở miệng, Ngả Thành Văn liền lên lớp cho một bài sống động và nghiêm khắc, khiến trong nháy mắt y thấy lòng mình u ám, biết việc lớn không tốt rồi, sự việc đã kinh động đến lãnh đạo Trung ương, Lộ Hồng Chiêm còn có thể có cái kết tốt đẹp. Thêm nữa Ngả Thành Văn từ lâu đã không ưa Lộ Hồng Chiêm, lúc này xảy ra sự cố, ngoài việc hả hê vui sướng trên nỗi đau của người khác, chắc chắn sẽ còn thừa cơ hãm hại. Lưu Khải vốn định xin ý kiến Ngả Thành Văn xem nên làm như thế nào, đủ rồi, vừa thấy thái độ của bí thư Ngả thì không cần hỏi nữa, chắc chắn là nghiêm khắc tuân theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, hơn nữa xem ra không chỉ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có chỉ thị, trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng đã gọi tới, việc đã bị làm to lên rồi. Đối với những chỉ thị trước kia của tỉnh ủy, rất ít khi thấy bí thư Ngả chấp hành nghiêm túc như thế, đều là nói một đằng làm một nẻo. Nhưng xem ra liên quan tới vấn đề tiền đồ của Lộ Hồng Chiêm, bí thư Ngả lập tức thể hiện lập trường, không chút do dự hùa theo tỉnh ủy. Nói trắng ra là, không phải tự nhiên liền nghe lời của tỉnh ủy, là bởi vì lời của tỉnh ủy có lợi cho việc đả kích đối thủ chính trị. Trong lòng Lưu Khải thầm nghĩ, chính khách dù sao cũng là chính khách, quyền lợi là trên hết, lập trường và nguyên tắc là tấm màn che mà bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng để thay đổi, còn quyền lợi mới là vấn đề muôn thuở. Bước ra khỏi văn phòng của Ngả Thành Văn, Lưu Khải còn nhớ lại chỉ thị mang hàm ý sâu sắc của Ngả Thành Văn. Lập tức mở cuộc họp toàn thể cán bộ, tuyên bố tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy và ban tuyên giáo tỉnh ủy, thiết thực thực hiện quan niệm phát triển khoa học, yêu cầu toàn thể cán bộ tăng cường xây dựng tác phong tư tưởng, đề phòng sự bành trướng của chủ nghĩa cá nhân. Đúng là thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, Lưu Khải lắc đầu thở dài, chuẩn bị tìm thị trưởng Cổ nói vài câu. Xem làm thế nào để cứu vãn chút ảnh hưởng cho ông Lộ. Ông Lộ gần đây đen đủi, toàn gặp phải những chuyện không như ý, vốn dĩ còn mang một án kỷ luật cảnh cáo, đừng nên vì việc này mà lại bị lật đổ, như thế thì thật không đáng. Lưu Khải đến tìm Cổ Hướng Quốc, lại bị thư ký Lưu Lâm Nham của Cổ Hướng Quốc ngăn ở bên ngoài. Lưu Lâm Nham gầy yếu là thư ký thứ hai của Cổ Hướng Quốc, người thư ký đầu vì một chuyện nhỏ đắc tội Cổ Hướng Quốc, bị Cổ Hướng Quốc đẩy tới một thị trấn xa xôi. Anh ta sau khi trở thành thư ký của Cổ Hướng Quốc, luôn luôn cẩn thận dè dặt, sợ rằng sẽ lại có một kết cục không ra gì. Tính tình Cổ Hướng Quốc tuy rằng vốn dĩ không được tốt, nhưng ở cạnh y một thời gian dài, Lưu Lâm Nham cũng có thể coi là có được chút bí quyết. Tuy nhiên gần đây tính tình Cổ Hướng Quốc vô cùng quái đản, chẳng biết tại sao cũng nổi giận không nói, còn thường xuyên có những hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ví dụ như hôm nay dặn anh ta, trừ phi là bí thư Ngả đích thân tới. Những người khác đến đều không gặp, đóng chặt cửa phòng một cách bí mật, ở trong đó gọi điện thoại, không hề thoải mái như trước kia một chút nào. Lưu Khải không cần vào cũng có thể đoán ra Cổ Hướng Quốc có lẽ đang dò hỏi tình hình ở khắp nơi, cũng không nói gì thêm, quay lưng bước đi. Cổ Hướng Quốc quả thực sau khi nghe tin Lộ Hồng Chiêm khẩn cấp tới Sở Công an tỉnh họp, lòng chợt suy tư, biết có thể có chuyện không hay đã xảy ra, còn chưa kịp hỏi rõ ràng đã nhận được điện thoại phía thủ đô. Sau khi biết được Lộ Hồng Chiêm vô tình rơi vào vòng xoáy, Cổ Hướng Quốc vô cùng sợ hãi hoang mang, vội vàng nghe ngóng khắp nơi xem sự tình nghiêm trọng đến đâu, rốt cuộc sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì. Sau khi gọi điện thoại một lượt mới nhớ ra phải gọi cho Lộ Hồng Chiêm, nhắc y bình tĩnh, chớ hoang mang, chuyện không lớn, chắc hẳn vẫn còn có đường xoay sở. Đã gọi vài cuộc, di động của Lộ Hồng Chiêm vẫn báo máy bận. Đúng lúc bồn chồn thì nhận được thông báo, khẩn cấp triệu tập hội nghị thường vụ. Truyền đạt tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy. Hội nghị thường vụ hôm nay là lần họp có số người tham gia ít nhất trong lịch sử thành phố Lang, ủy viên thường vụ nhiệm kỳ mới Trần Chí Tiệp còn chưa chính thức nhậm chức, Lộ Hồng Chiêm tới thành phố Yến họp, điều bất ngờ là, Hạ Tưởng cũng vắng mặt trong hội nghị thường vụ. Ngả Thành Văn giải thích do có việc đột xuất nên xin phép nghỉ, Cổ Hướng Quốc cũng không nghĩ nhiều, bởi vì y vẫn chưa liên kết vụ việc của Lộ Hồng Chiêm với Hạ Tưởng lại với nhau. Càng không biết Hạ Tưởng tranh thủ lúc Lộ Hồng Chiêm rời khỏi, đang tiến hành một kế hoạch lớn nào đó một cách rầm rộ. Nếu Cổ Hướng Quốc biết Hạ Tưởng hiện giờ đang làm gì, y chắc chắn sẽ lập tức gián đoạn hội nghị thường vụ. Trước tiên sẽ đi ngăn cản Hạ Tưởng, chỉ tiếc rằng y đã chậm một bước, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra hối cũng không kịp, bởi vì y không biết tổ điều tra đang nắm giữ chứng cứ gì, càng không biết trước khi Lộ Hồng Chiêm khẩn cấp kịp tới thành phố Yến. Tổ điều tra đang họp cuộc họp quan trọng gì với Hạ Tưởng.
Hội nghị thường vụ diễn ra rất thuận lợi, thời gian cũng không dài, sau khi tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy và ban tuyên giáo tỉnh ủy được truyền đạt, Ngả Thành Văn còn phát biểu một bài diễn văn thật hùng hồn. Trong lòng tất cả các ủy viên thường vụ đều tự biết, song vẫn rất kinh ngạc. Người luôn ngoài mặt ủng hộ trong lòng chống đối các chỉ thị của tỉnh ủy như Bí Thư Ngả, hôm nay lại diễn một vẻ chỉ thị của tỉnh ủy bảo sao nghe vậy, rất rõ ràng, đó là nhu cầu chính trị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu Hạ Tường thấy cảnh này cũng sẽ cảm khái, hiểu rõ ra nhiều lập trường trong chính trị từ trước đến nay đều là sản phẩm của nhu cầu chính trị. Nói thật, nếu thư tỉnh ủy tỉnh Yến đủ cương quyết, dám đối đầu với sức ép của Trung ương, muốn bắt bí thành phố lang thật ra cũng không phải là khó, lôi kéo một bên, chèn ép một bên, cuối cùng đẩy phía bị đánh tơi bời không còn sức chống trả ra ngoài, xếp người của mình vào sẽ có thể từng bước nắm trọn thành phố lang trong tay. Nhưng từ trước đến nay chưa từng làm như thế, e rằng có lẽ do Diệp Thạch Sinh không để tâm đến thành phố lang, Phạm Duệ Hằng cũng thấy rằng thành phố lang không có gì tốt, mới thờ ơ không muốn hao tâm tổn sức bài binh bố trận. Việc không thu được lợi lộc gì, lại hao công tốn sức, còn phải mạo hiểm đắc tội với một số nhân vật quan trọng ở thủ đô, ai lại dỗi hơi tự chuốc phiền hà như thế. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tỉnh ủy có thể chịu đựng thành phố lang trong suốt nhiều năm qua và mối quan hệ giữa hai bên chỉ ở mức vừa phải. Hiện nay thành phố lang sắp trở thành thành phố thí điểm đi đầu trong vành kinh tế Bắc Kinh lớn, tỉnh ủy vẫn chưa coi trọng đúng mức vấn đề này, nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu. Diệp Thạch Sinh sắp rời ghế, đã không còn quan tâm tới những việc của tỉnh Yến. Phạm Duệ Hằng chuẩn bị nhậm chức bí thư tỉnh ủy, hiện nay y muốn đi một con đường chắc chắn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ có thể đợi tới sau khi y lên nắm giữ quyền lực nhất nhì, mới có thể xây dựng tác phong lãnh đạo của y ở toàn tỉnh. Có người chọn lúc này đưa Hạ Tưởng tới thành phố lang, cũng là nhắm đúng thời cơ, đúng lúc thiếu hụt để Hạ Tưởng hưởng lợi từ trong rối ren. Đương nhiên, Hạ Tưởng có thể hưởng lợi từ trong rối ren hay không chỉ là một khả năng. Có thể Hạ Tưởng sẽ bị thất bại nặng nề ở thành phố lang, chưa biết chừng còn làm tổn hại đến tiền đồ chính trị. Sự tôi luyện trên trường chính trị rất thảm khốc, vượt qua được thì tương lai rạng ngời, không vượt qua được thì từ đó không ngóc đầu lên được. Hạ Tưởng lại không phải người có phúc là con ông cháu cha, không có một ông bố có tài hô phong hoán vũ, hắn có được thành tích chính trị là nhờ bản lĩnh của chính mình, xảy ra chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác, không ai đỡ cho, không thể so với Khâu Tự Phong, Mai Thái Bình. Chuyện tốt xấu gì cũng có người nâng đỡ. Ngay như Phó Tiên Phong, tuy rằng thất bại ở thành phố Yến, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày có thể gây dựng lại được. Nhưng nếu hắn thất bại nặng nề như Phó Tiên Phong, cơ bản là vĩnh biệt sự nghiệp chính trị, trồng cây chăm cỏ cả đời, nói gì đến chuyện vì nước vì dân, nói gì đến chuyện chứa chan hoài bão, nói gì đến chuyện thâu tóm thiên hạ. Một người nếu không chiến thắng trong cuộc chiến chính trị, thì chuyện muốn thực hiện tư tưởng chấp chính của mình là một chuyện vô cùng nực cười. Người thất bại trên mặt trận chính trị, có nghĩ đến tận chung với Tổ quốc, với nhân dân, nhưng không có quyền lực trong tay thì cũng chỉ là lời nói suông, là suy nghĩ viển vông mà thôi. Sau khi hội nghị thường vụ kết thúc, Lưu Nhất Lâm Trần Trừ bước tới văn phòng của Hạ Tưởng, gặp Lý Tài Nguyên ở đó, liền hỏi Hạ Tưởng đi đâu rồi gần đây cô thường không thấy Hạ Tưởng, cụ thể là bận việc gì, cô rất tò mò. Bởi vì theo những bước tiến của Hạ Tưởng ở thành phố lang càng ngày càng xa, cô đã có thể kết luận, thế cục thành phố lang đã chuyển biến theo từng bước đi của Hạ Tưởng, và trở nên khó bề đoán định, nhưng đồng thời dường như cũng có chiều hướng càng ngày càng rõ nét. Lý Tài Nguyên do dự một lát, vẫn cứ không nói lời nói thật, mặc dù y biết quan hệ của Lưu Nhất Lâm và Hạ Tưởng cũng coi là tốt, nhưng cũng chưa thân thiết tới mức giải thích đi đâu làm gì. Phó thị trưởng Hạ và các đồng chí tổ điều tra đi cùng nhau. Cụ thể là đang bận việc gì tôi cũng không rõ lắm. Lưu Nhất Lâm là người phụ nữ thông minh vô cùng, Lộ Hồng Chiêm tới Sở Công an tỉnh họp, tỉnh ủy đã truyền đạt tinh thần chỉ đạo xuống, đồng thời còn có tổ điều tra của Sở Công an tỉnh ở thành phố lang, mà lúc này Hạ Tưởng lại vắng mặt trong hội nghị thường vụ việc trước nay chưa từng có, tất cả dấu hiệu cho thấy, toàn bộ mọi chuyện thực ra đều hướng về một người Lộ Hồng Chiêm. Lại liên tưởng đến trước đây không lâu khi Hạ Tưởng vừa mới nắm giữ 1/3 quyền lực tài chính của thành phố, sau việc đó Hạ Tưởng ngỏ ý cảm ơn cô, còn mời cô dùng cơm, cô vui vẻ đến nơi hẹn, cũng cảm thấy đã gần gũi với Hạ Tưởng hơn rất nhiều. Cô cũng hiểu rõ, Hạ Tưởng đang triển khai bước đi thứ hai của mình, nắm giữ sức mạnh của Cục Công an thành phố. Nói thật, sự trẻ trung và tuấn tú của Hạ Tưởng khiến Lưu Nhất Lâm ngưỡng mộ, nhưng năng lực của Hạ Tưởng càng khiến cô khâm phục hơn.
Tuy rằng trên con đường tiến về phía trước Hạ Tưởng cũng gặp phải thất bại, nhưng sau đó hắn vẫn luôn có thể giải quyết dễ dàng, có sự điềm tĩnh và cơ trí vượt xa so với tuổi. Đương nhiên, điều quan trọng hơn chính là thái độ bình tĩnh đối phó và không kiêu, không nóng vội. Khác với ý nghĩ của Lưu Nhất Lâm là, sau khi tan họp, sau khi Cổ Hướng Quốc trở lại văn phòng một lần nữa, đột nhiên luôn cảm thấy rằng có gì đó không ổn, lại không nói cụ thể được là không ổn ở điểm nào. Sau khi lòng vòng trong phòng vài vòng, bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, Hạ Tưởng vắng mặt trong hội nghị thường vụ, rốt cuộc hắn đã đi đâu? Hôm nay cơ hội để xem chuyện hay sao lại có thể vắng mặt hắn? Trừ phi là hắn có việc cần tận dụng thời cơ để hãm hại phải làm. Nghĩ đến thế, y lại định gọi điện cho Lộ Hồng Chiêm, còn chưa kịp gọi đã lại nhận được điện thoại từ thủ đô. Tại sao Lộ Hồng Chiêm lại đi thành phố Yến? Câu hỏi đột ngột đến khiến Cổ Hướng Quốc trầm tư. Sở công an tỉnh triệu tập cuộc họp, ông ấy nhất định phải đi. Nhất định phải đi, ngu dốt thật, đây là cái điệu hổ ly sơn. Giọng điệu trong điện thoại đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Tổ điều tra của sở công an tỉnh vẫn còn ở thành phố Lang, việc mặt sẹo trốn thoát vẫn chưa điều tra rõ, lại có sóng gió nổi lên, Lộ Hồng Chiêm bây giờ đến sở công an tỉnh ngoại trừ bị giáo huấn, phải gánh tội cho người khác thì còn có chuyện gì tốt. Cho dù phải gánh tội thay, gánh muộn mấy ngày thì có sao, cứ nhất định phải vội vàng hấp tấp mà đến đó ngay bây giờ, cũng không để ý đến sự ổn định của hậu phương lớn nữa hả? Hướng Quốc, sự tinh thông chính trị của ông đi đâu rồi hả? Tôi sớm đã nói, thả mặt sẹo ra là hạ sách, ông lại không tin, giờ lại thêm một sơ hở lớn nữa rơi vào tay đối thủ, tôi xem ông xử lý thế nào. Cổ Hướng Quốc kinh hãi, sau khi liên kết một chuỗi các sự việc với nhau, lập tức sợ hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hỏng rồi, đúng là mắc mưu rồi, quả nhiên là cái điệu hổ ly sơn. Y vội vàng gọi điện cho Lộ Hồng Chiêm, lần này có tín hiệu, liền hỏi ngay. Ông Lộ, đến đâu rồi? Khẩn trương quay về thành phố Lang, tình hình cấp bách. Giọng Lộ Hồng Chiêm rất chán nản. Đã đến thành phố Yến rồi, đã chạm trán các đồng chí ở sở công an tỉnh, không kịp quay về nữa rồi. Ngừng một chút, giống như nhớ ra điều gì. Quên không nói, khi nãy trên đường vội vàng chỉ lo báo cáo tình hình, Phó Thị trưởng Hạ hiện đang cùng tổ điều tra chuyện mặt sẹo. Tất nhiên là tôi biết hắn đang làm gì, không phải là bọn họ vẫn chưa tìm ra chứng cứ sao. Trong lòng Cổ Hướng Quốc như thiêu như đốt, cứ luôn cảm thấy đằng sau việc Hạ Tưởng vắng mặt trong cuộc họp là có âm mưu gì đó rất nguy hiểm. Có vẻ như, cũng đã điều tra ra một chút. Lộ Hồng Chiêm đã đến thành phố Yến, bình tĩnh lại. Đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, trong lòng không hiểu tại sao mà bắt đầu hoảng loạn. Khi tôi đi, bọn họ vừa đưa ra mấy bản khẩu cung, gần như đã chạm gần đến chân tướng sự việc. Nghe Lộ Hồng Chiêm kể lại, Cổ Hướng Quốc thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Cái gì, tình hình nghiêm trọng như thế mà ông không nói sớm? Ông muốn hại chết người ta à? Ông Lộ ơi ông Lộ, sự nhanh nhạy chính trị của ông để đâu rồi? Quăng điện thoại xuống. Cổ Hướng Quốc lập tức gọi điện thoại cho Long Khổng, tắt máy, sự cảm chẳng lành trong lòng càng lúc càng rõ rệt, lại gọi điện cho Biểu Lý và Anh Thành, tổng đài báo rằng không thể liên lạc được. Sau cùng lại gọi cho Hạ Tưởng, cũng đang tắt máy. Hỏng việc rồi, tình hình cực kỳ xấu, chẳng lẽ Long Khổng đã nhận tội rồi? Cổ Hướng Quốc lại nghĩ, không đúng, nếu muốn thẩm tra Long Khổng, Hạ Tưởng không có quyền thẩm vấn, tổ điều tra càng không có quyền đó. Ngoại trừ ủy ban kỷ luật thành phố đứng ra, chiếu theo pháp luật bắt giam Long Khổng. Đúng, ủy ban kỷ luật thành phố, Cổ Hướng Quốc cũng không để ý tới chức danh thị trưởng gì nữa, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vô cùng lo lắng vội vã tự mình đến văn phòng của Lữ Nhất Khả, cũng không buồn để ý phép lịch sự gõ cửa, đẩy thẳng cửa đi vào trong. Chủ nhiệm Lữ có ở đây không? Thư ký của Lữ Nhất Khả có lẽ là lần đầu nhìn thấy người luôn điềm tĩnh như thị trưởng Cổ cũng có lúc thất thố, liền sửng sốt. Chủ nhiệm Lữ dự xong hội nghị thường vụ đã vội vàng ra ngoài, chưa quay về văn phòng. Chương 836, bắt gọn, sóng to gió lớn. Cổ Hướng Quốc trong nháy mắt giống như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh buốt từ đầu đến chân, cũng không biết quay về văn phòng như thế nào nữa. Ngồi im trên ghế hồi lâu không hề cử động. Chừng mười mấy phút trôi qua mới hoàn hồn, muốn gọi một cuộc điện thoại nữa cho Lộ Hồng Chiêm, làm thế nào để đắp phá cho tốt, lại thấy điện thoại Lộ Hồng Chiêm cũng không gọi được. Bão táp, một cơn bão lớn đến bất thình lình mà vô cùng đúng lúc, quét sạch từ trên xuống dưới khiến người ta choáng váng đầu óc, không xác định nổi phương hướng.
Hạ Tưởng rốt cuộc đang ở đâu, lại đang làm gì? Cổ Hướng Quốc gần như không dám nghĩ đến hậu quả, cũng không muốn nghĩ Hạ Tưởng giờ đang đắc ý vênh váo như thế nào. Hạ Tưởng lại không hề đắc ý quá trớn như Cổ Hướng Quốc suy đoán, nhưng trong lòng thì chắc chắn đang vui sướng giạt rào. Hắn giờ đang ở cùng Lữ Nhất Khả, Vũ Binh và Lịch Phi, ở trong sân của tòa nhà chuyên bắt giam cán bộ chính trị đảng viên nằm ở khu đông bắc của Ủy ban Kỷ luật thành phố, đang thảo luận tình tiết vụ án. Trong một căn phòng bày biện sơ sài, Long Khổng ngồi ở phía dưới, đối diện với hai nhân viên thụ lý vụ án của Ủy ban Kỷ luật. Y rúng gió, run rẩy nhận lấy một điếu thuốc, hít liền hai hơi, dường như đang nhớ lại điều gì. Một lát sau, không đợi nhân viên thụ lý án mở miệng đã nói. Tôi khai hết, khai tất cả, mong được hưởng lượng khoan hồng. Hai nhân viên thụ lý vụ án nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc, bọn họ từng thụ lý vô số vụ án, đã từng gặp đủ loại, kẻ thì ngoan cố chống đối, đứa thì mặt dày mày dạn, có đứa nghênh ngang vênh váo, cũng từng gặp kẻ khóc lóc sướt mướt, nói chung về cơ bản trong lòng đều đã ước chừng, không thể vừa bắt đầu đã nhận tội. Bọn họ cũng sớm đã nghe nói tới danh tiếng Long Khổng, một người vô cùng hung hãn. Toàn bộ phạm nhân trong thành phố nghe đến tên y đều sợ hãi, run rẩy, còn nghĩ rằng sẽ phải đấu trí một trận cam go, chẳng ngờ câu nói đầu tiên đã muốn nhận tội, hung thần độc ác Long Khổng cũng chẳng có chút bản lĩnh nào như thế sao. Long Khổng cũng không phải không có bản lĩnh, chủ yếu là sau khi y biết rất rõ hàng loạt sự việc xảy ra, thấy được kế sách chặt chẽ mà từng bước dồn đối thủ vào chân tường của Hạ Tưởng, y đã biết chống cự là vô ích. Chắc chắn đối phương đã nắm được chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa hành động nhanh chóng mà quyết đoán, trực tiếp đưa lên Ủy ban Kỷ luật thành phố, bây giờ Lộ Hồng Chiêm cũng đã bị mời tới Sở Công an tỉnh rồi, y đã biết, lúc này cách tốt nhất chính là chủ động thẳng thắn, giành quyền chủ động, tranh thủ lập công. Mặt sẹo ẩn nấp ngay trong thành phố lang. Ngay câu đầu tiên Long Khổng đã nói điều quan trọng nhất. Trong một phòng họp khác, Hạ Tưởng bàn giao tất cả chứng cứ trong tay cho Lữ Nhất Khả. Những việc còn lại giao lại cho chủ nhiệm Lữ tiếp quản. Các đồng chí của tổ điều tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lúc này, tôi thay mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có lời cảm ơn với thành tích của các đồng chí tổ điều tra. Vũ Binh vui mừng hớn hở, y vừa xuất chiêu đã giải quyết nhanh gọn vấn đề nan giải, hơn nữa Hạ Tưởng đã làm báo cáo với thị trưởng tỉnh Tống, thể hiện sự khẳng định đối với công việc của y, đồng thời thị trưởng tỉnh Tống cũng vô cùng hài lòng với kết quả, khiến y vui mừng rạng rỡ, thấy rằng chuyến đi này cũng không tệ. Tuy rằng nhờ có sự giúp đỡ của Hạ Tưởng mới xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng quả thực đã thể hiện được y có khả năng hơn người, xuất chiêu phi phàm, hơn nữa hiện nay Lộ Hồng Chiêm lại phải chịu phê bình nghiêm khắc của Sở Công an tỉnh. Chiến tích lần này thực sự quá vang dội khiến Vũ Binh vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng không ngớt khâm phục kế sách bài binh bố trận chặt chẽ của Hạ Tưởng. Bởi vì toàn bộ việc này, gần như tất cả đều do một tay Hạ Tưởng vạch đường chỉ lối, nếu như chỉ dựa vào năng lực của tổ điều tra. Quả thực là bị bịt đen đôi mắt, đừng nói đến việc điều tra ra chân tướng sự việc, căn bản là không thể gặt hái được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên việc tiến triển đến mức hiện nay, cũng khiến Vũ Binh hiểu rõ Hạ Tưởng mưu tính đề nghị tổ điều tra tới thành phố Lang thực ra là đòn đánh lạc hướng, để tổ điều tra thu hút sự chú ý của Lộ Hồng Chiêm ở chính diện, sau đó bảo Lịch Phi và Tiêu Ngũ âm thầm ra tay. Trong số những người đi loanh quanh khu nhà của Trần Đại Đầu, qua điều tra loại trừ tỉ mỉ, xác định trong đó có người của Nga Ni Trần, cũng có cảnh sát đúng như lời xưa của ổ cảnh sát lưu manh liền cử anh thành âm thầm khống chế vài người. Sau khi thẩm vấn suốt đêm cuối cùng cũng bắt được mấy người mở miệng, lần theo đầu mối, nắm chắc đầu mối tin cậy nhất. Thực tế lúc tổ điều tra vừa đến, Hạ Tưởng đã ngầm tiết lộ với y, việc mặt sẹo trốn thoát chắc chắn là việc có bàn tay người dày công lập kế hoạch từ trước. Người tình nghi nhất chính là Long Khổng phó cục trưởng phụ trách quản lý tất cả các trại tạm giam của thành phố, cũng là đồng minh đắc lực nhất của Lộ Hồng Chiêm. Sau khi Vũ Binh nghe báo cáo tình tiết vụ án, phân tích rút ra từ việc tổng hợp lại tình hình thực tế của thành phố Lang, cũng cho rằng kết luận của Hạ Tưởng phù hợp với sự thật khách quan, liền đồng ý với Hạ Tưởng bề ngoài ra vẻ sai tổ điều tra rầm rộ điều tra nhưng không tìm được gì, đồng thời để Lịch Phi ngầm theo dõi, sau cùng kết hợp lại, một chiêu là nắm được chứng cứ quan trọng nhất. Mặc dù đã có chứng cứ, nhưng muốn bắt Long Khổng cúi đầu khuất phục cũng không hề dễ dàng, dù sao Lộ Hồng Chiêm cũng là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong hệ thống chính trị pháp luật, chỉ cần y còn ở thành phố Lang một ngày, muốn động đến người trong Cục Công an thành phố chắc chắn sẽ gặp phải muôn trùng khó khăn. Thậm chí có thể không chút khoa trương mà nói, Lộ Hồng Chiêm là ông trùm,
chỉ cần y còn đứng vững, tất cả mọi người đều không dám đứng ra làm chứng, cho dù dám, cũng có khả năng vào đúng thời khắc then chốt lại phản cung, vết xe đổ của Dương Bân vẫn còn rõ mồn một, ai lại không sợ hãi. Chẳng gì quan trọng bằng mạng sống. Ai ngờ chuyện khiến Vũ Binh càng chết lặng người kinh ngạc đã xảy ra, Lộ Hồng Chiêm bỗng nhiên bị sở công an tỉnh triệu tập khẩn cấp. Hay một chiêu điệu hổ ly sơn tài tình, một đòn ra tay rất đúng lúc. Ngay sau đó, dưới sự phối hợp của các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật, khi thành ủy đang tổ chức hội nghị thường vụ đã khống chế Long Khổng. Lại đúng là tài năng che đậy kín kẽ, càng khiến Vũ Binh vô cùng khâm phục kế sách chính xác từng ly của Hạ Tưởng, tất cả đều là những bước từ từ tiến lên, không lộ chút sơ hở. Sau khi hội nghị thường vụ kết thúc, Sở Công an tỉnh đã gọi điện tới, nói rằng Lộ Hồng Chiêm đã kịp tới thành phố Yến, đồng thời chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lữ Nhất Khả cũng đích thân tới trợ giúp Hạ Tưởng, một loạt các bước sắp xếp đến nay xem như đã hoàn thành. Vũ Binh làm công an đã mười mấy năm nay, những kế sách của Hạ Tưởng vừa có tính toán chính trị, lại vừa tính toán tỉ mỉ khiến y được mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi, âm thầm thán phục Hạ Tưởng thật tài giỏi, tuổi còn trẻ, chiêu thức cao siêu, hơn nữa còn hành động dứt khoát, không hề nóng vội. Nếu là một người bạn, sẽ là một người bạn xứng đáng để kết giao. Nếu như là đối thủ, sẽ là một kình địch vô cùng đáng sợ. May mắn thay, Vũ Binh thầm vui mừng, y và Hạ Tưởng có khả năng trở thành bạn bè. Lữ Nhất Khả ngồi đối diện với Hạ Tưởng, cúi đầu xem biên bản thẩm vấn hồi lâu, khi ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chứng cứ rành rành, nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Lữ Nhất Khả biết rất rõ, kế hoạch của Hạ Tưởng chặt chẽ mà tuyệt đối không có sai sót, hơn nữa bên trên có sự phẫn nộ của Sở Công an tỉnh đối với Lộ Hồng Chiêm, dưới có lời khai của Long Khổng và khẩu cung của các cảnh sát liên quan. Ở giữa có sự ưng thuận của Bí thư Thành ủy Ngả Thành Văn, trong lòng y hiểu thái độ của Ngả Thành Văn, Hạ Tưởng đã nói ngọn ngành với y, Bí thư Ngả cũng ra sức ủng hộ việc làm to chuyện vụ việc mặt sẹo, thêm vào đó là thiện cảm của y vốn có đối với Hạ Tưởng và sự căm ghét Lộ Hồng Chiêm. Lần này bắt được thóp nhất định không chết không tha. Cuối cùng hội nghị đi đến thống nhất, Vũ Binh phụ trách việc báo cáo vụ án với Sở Công an tỉnh, Hạ Tưởng chịu trách nhiệm giải thích với Thành ủy. Lữ Nhất Khả có trách nhiệm cộng tác với Viện Kiểm sát khởi tố Long Khổng, tranh thủ khi Lộ Hồng Chiêm vắng mặt, nhanh chóng để chúng không kịp trở tay, khiến vụ án được giải quyết chắc chắn, triệt để. Hạ Tưởng lập tức báo cáo qua về tiến triển của sự việc với Tống Chiêu Độ, đề xuất để Lịch Phi tạm thời lưu lại thành phố Lang trợ giúp điều tra. Tống Chiêu Độ đã đồng ý, sau đó y liền thông báo cho Giám đốc Sở Công an tỉnh Mã Kiệt đương nhiên không có ý kiến. Sứ mệnh của tổ điều tra hoàn thành. Vũ Binh lập tức lên đường quay về thành phố Yến, để kéo chân Lộ Hồng Chiêm ở thành phố Yến. Vũ Binh vừa đi, nhân viên thụ lý án của Ủy ban Kỷ luật vào báo cáo. Chủ nhiệm Lữ, Long Khổng đã khai ra nơi ẩn nấp của mặt sẹo. Lữ Nhất Khả mừng rỡ, nhìn Hạ Tưởng một cái, Hạ Tưởng liền ra lệnh cho anh Thành. Lập tức tiến hành bắt giữ. Anh Thành nhận lệnh đi ngay, Lịch Phi cũng không chịu thua kém, xin được đi cùng, Hạ Tưởng cũng không ngăn cản. Vốn hắn cũng muốn đi, muốn tận mắt nhìn thấy mặt sẹo xa lưới, nhưng vì vẫn còn tình tiết vụ án phải thảo luận với Lữ Nhất Khả, đành phải để anh Thành và Lịch Phi cùng đi. Đúng lúc anh Thành và Lịch Phi lên đường, Cổ Hướng Quốc cũng ra tay. Y cấp tốc chỉ thị Cục Công an thành phố, yêu cầu trong thời gian Cục trưởng Lộ vắng mặt cũng phải làm tốt công việc của mình, không được phát biểu linh tinh, chỉ trích bừa bãi, nếu không xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải tự gánh lấy hậu quả. Đồng thời Cổ Hướng Quốc còn sai những người thân tín của y ở trong Cục Công an thành phố nhanh chóng điều tra rõ chân tướng sự việc, điều tra ra tung tích Long Khổng, mặt khác lập tức báo cho mặt sẹo rời đi, mau chóng ra khỏi thành phố Lang. Trong thời gian ngắn, thành phố Lang đang diễn ra một trận chiến không tiếng súng, đều đang tranh thủ từng phút từng giây, lúc này, ra tay sớm hơn một phút thậm chí có thể quyết định sống chết. Phía bắc thành phố Lang có một khu chung cư mới mở, tên là Tiểu khu Hướng Dương. Tiểu khu Hướng Dương là khu nhà cho người thu nhập thấp, hướng tới đối tượng bình dân, giá nhà không cao, ở nơi vắng vẻ, cách xa nội thành nhưng yên tĩnh và ít người qua lại. Tiểu khu Hướng Dương có vài chục khu phòng, các khu san sát, bởi vì là công trình cho người thu nhập thấp, bên trong không có bãi đỗ xe, cho nên sống ở đó có một cảm giác ức chế, cũng may không gian xanh cũng tạm ổn, hơn nữa rất có hơi thở cuộc sống. Ở phòng số 504 tầng 5. Mặt sẹo đang xách một chai rượu đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa một màn u tối mịt mùng, giống hệt như tâm trạng mặt sẹo, u tối, không có đến một tia sáng.
y ngửa cổ uống hết sạch rượu trong chai, sau đó giơ tay ném chai rượu xuống đất vỡ tan. Mẹ nó, sống kiểu gì thế này, ngày nào cũng khổ như chó, không có chút tự do nào, không có một chút vui thú gì, chẳng thà liều một ván, sống thì sống, chết thì chết. Căn phòng trống hơ trống hoác, còn chưa cả hoàn thiện, càng không có đồ gia dụng, cả căn phòng chỉ có một chiếc giường và vài cái ghế, vô cùng nhếch nhác. Một người đàn ông đầu to như cái đấu ngồi bên giường, uống say đến mức hai mắt lờ đờ, y cố mở to hai mắt, nhìn mặt sẹo một cái, giơ một ngón tay quơ quơ. Mặt sẹo, mày có thể sống sót mà thoát khỏi trại tạm giam là giỏi rồi, còn muốn thế nào nữa? Nếu không thì mày chắc chắn bị bắn chết. Được rồi, dù sao sống khổ mấy cũng còn hơn chết, còn mạng là còn có thể uống rượu, thế là sung sướng như thần tiên rồi. Một cánh tay mặt sẹo vẫn còn quấn băng, trước ngực cũng cuốn chi chít băng gạc, toàn thân vẫn hơi ủ rũ, hơn nữa nửa bên mặt vẫn còn tụ máu, dễ nhận thấy vết thương cũ chưa lành. Y quay người đến trước giường ngồi xuống. Nhổ nước bọt. Trong tất cả bạn bè của em, Trần đại ca đối xử với em tử tế nhất, nào, em kính đại ca một chén. Trên bàn bày thịt heo, lạc và một ít thức ăn nguội, còn có vài chai rượu trắng nồng độ cao, hai người đã uống hết hai chai, đều đã ngà ngà say. Trần đại đầu cùng ly với mặt sẹo, uống một hơi cạn sạch, bùi mùi nói. Đời người, mẹ kiếp, là một tấn bi kịch, khi mày không có tiền thì muốn có tiền, đợi đến lúc có tiền rồi. Mày lại không có sức khỏe, muốn chơi bời cái gì cũng không có sức, mày nói xem ông trời có phải thích đùa cợt con người không? Mặt sẹo vừa nghe, lập tức nháy mắt ra hiệu mà cười một tiếng dâm đãng. Đại ca, chị dâu thật xinh đẹp, lại trẻ trung, anh có diễm phúc thật đấy. Diễm phúc cái cục cứt. Trần đại đầu giơ tay ném vỡ chai rượu. Mẹ nó, loại đàn bà nhìn thế thôi mà đâu có tác dụng gì, tao chỉ là mua về một cái bình hoa cho người ngoài ngắm. Chứng tỏ tao đây vẫn còn năng lực, thực ra. Đang nói, y bỗng khóc tu tu. Không phải cô ấy chỉ để nhìn mà không có tác dụng gì, là. Chưa kịp nói hết, chuông điện thoại đã vang lên dồn dập, mặt sẹo lập tức thay đổi nét mặt, với lấy điện thoại nghe ngay lập tức, chỉ nghe vài câu y liền gác máy, nói nhỏ với Trần đại đầu. Không xong rồi, đã bại lộ, có kẻ đang đưa người đến đây. Vừa chỉ ra đằng sau. Đại ca. Anh nhảy đằng cửa sổ đi, em đã chuẩn bị xong xuôi dây thừng, chỗ chúng ta ở là chỗ khuất, anh men theo đường ống xuống thì không ai nhìn thấy. Làm thế nào mà bị lộ? Trần đại đầu còn hơi men, vẫn chưa ý thức được đầy đủ mức độ hiểm nguy của tình huống. Tao chạy rồi thì mày làm thế nào? Liều mạng, dù sao em cũng chịu đủ những ngày trốn chui trốn lủi rồi. Mặt sẹo rút một khẩu súng lục từ sau lưng ra. Bắn chết một đứa là hòa. Bắn được hai đứa là có lãi. Nếu như hạ tưởng đến, em sẽ tặng nó hết chỗ đạn này, nếu như có thể bắn chết nó, ha ha, thì em quả đã lãi lớn. Mẹ nó, hại em đến nông nỗi này, em còn chưa có cơ hội trả thù đây. Trần đại đầu trong đầu vẫn chính choáng hơi men nên chẳng biết sợ, không muốn đi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mặt sẹo, tao ở lại với mày. Trong lòng mặt sẹo dưng dưng xúc động. Dù biết lời Trần đại đầu nói là lời khi say, nhưng y vẫn hiểu rõ, lần này y khó thoát chết, đâu cần Trần đại đầu bỏ mạng cùng mình. Ha ha, cảm ơn ý tốt của đại ca, có điều mình làm mình chịu, em chết thì không sao, đại ca chết rồi, chị dâu sẽ phải sống cô quạnh, anh vẫn nên nhanh chóng chạy đi thôi. Thực ra làm hỏng việc chính là vì Trần đại đầu, nếu không phải Trần đại đầu ngu ngốc lớn mật nhất quyết muốn chịu thay cho mặt sẹo, hai người nhường nhau qua lại để lỡ thời gian. Mặt sẹo không chừng còn có thể ung dung chạy trốn. Nhưng Trần đại đầu cứ đòi làm người tốt, mặt sẹo lại nhất định bảo Trần đại đầu chạy mau, còn tự mình cột chắc dây thừng cho Trần đại đầu, quăng ra ngoài cửa sổ, cười ha hả. Đại ca, 20 năm sau, em lại là một hảo hán, chúng ta kiếp sau gặp lại. Vừa mới dứt lời đã nghe thấy một tiếng động lớn vọng lại, cửa ngoài đã bị người ta phá vỡ. Mặt sẹo trong phút lo lắng buông tay ra. Trần đại đầu liền nhảy ra ngoài cửa sổ, hét lên một tiếng, a, tiếp sau liền nghe thấy một tiếng, bịch. Mặt sẹo vốn không định để ý xem Trần đại đầu sống chết ra sao, do dự một lát vẫn thò đầu ra ngoài cửa sổ liếc nhìn, thấy Trần đại đầu đang bị treo lơ lửng giữa không trung, làm vỡ cửa sổ tầng 3, người bị hôn mê bất tỉnh có lẽ không đến nỗi chết mới yên tâm, vừa quay lại đã nhìn thấy bóng người lao đến, cảnh sát đã vây quanh một vòng. Liều thôi, mặt sẹo cắn răng. Tay giơ khẩu súng.
bắn chết một đứa là hòa, đánh chết hai đứa là có lãi, thằng nào vào đây sẽ chết. Cảnh sát bắt đầu phản kích, đồng thời kêu gọi Mặt Sẹo bỏ vũ khí xuống, hưởng lượng khoan hồng. Bây giờ Mặt Sẹo biết y có sống cũng phải chịu tội, liền bắn một hơi hết băng đạn, sau đó đến trước cửa sổ, thoáng ngần ngại một chút rồi lao thẳng xuống. Tầng 5, phía dưới lại là nền đất xi măng, Mặt Sẹo lao thẳng xuống đất, khuôn mặt nát bét ngay tại chỗ, coi như sắp chết cũng ứng với biệt danh Mặt Sẹo. Mặt Sẹo chết, nhưng bắt sống được Trần Đại Đầu đang bị treo giữa không trung. Hai chân Trần Đại Đầu treo trong không trung đập vào cửa sổ, làm vỡ cửa kính, cùng lúc hai chân cũng gãy nát xương, chỉ còn lại nửa mạng sống. Cái chết của Mặt Sẹo đã nằm trong dự tính, y là kẻ hung hãn độc ác, chưa chắc sẽ ngoan ngoãn chịu trói, chết cũng không đáng tiếc, chỉ tiếc là không bắt sống được y, có lẽ có thể điều tra thêm nhiều manh mối có giá trị. Nhưng không ngờ lại bắt được Trần Đại Đầu, Nga Ni Trần sẽ tức giận nhảy ngược rồi. Thành phố Lang, từ trên xuống dưới xem ra sắp giấy lên một cơn giông tố không nhỏ. Tin tức Mặt Sẹo bỏ mạng đồng thời bắt sống được Trần Đại Đầu truyền đến thành ủy đầu tiên, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Điều kinh ngạc không phải là cái chết của Mặt Sẹo có chết cũng chưa đền hết tội, không ai để ý đến y, là vì việc không ngờ liên lụy đến Trần Đại Đầu, mà Trần Đại Đầu là anh ruột của Nga Ni Trần, xử lý Trần Đại Đầu ra sao, làm thế nào để khắc phục hậu quả, làm sao để xử lý khéo léo sẽ là vấn đề vô cùng nan giải. Nếu như sự việc chỉ là ngầm liên lụy đến Nga Ni Trần còn dễ nói, bây giờ đã trực tiếp dính dáng đến y có thể dễ dàng bỏ qua sao? Anh ruột bị bắt, y có thể nuốt nỗi giận này ư? Ngay cả đến Ngả Thành Văn cũng nhíu mày, đấu tranh chính trị y không sợ, chỉ sợ sau khi Nga Ni Trần tức giận liền ngấm ngầm đánh lén, đừng thấy y đường đường là bí thư thành ủy, y cũng phải cẩn thận ra khỏi cửa bị xe đâm. Thế lực của Nga Ni Trần ở thành phố Lang rất hùng mạnh, quả thực không chỗ nào không nhúng tay vào, khiến người ta khó mà đề phòng. Không hợp tác với y, ít nhất ngoài mặt cũng phải giữ mối quan hệ bình thường. Một khi phá hỏng mối quan hệ cân bằng, nếu như Nga Ni Trần dốc sức, Ngả Thành Văn cũng không dám trực tiếp đối mặt. Nghe nói Nga Ni Trần từ trước đến nay coi trọng tình thân nhất, đã từng chính miệng nói, ai dám động đến con gái y sẽ lấy mạng người đó. Bây giờ Hạ Tưởng động đến anh ruột y sẽ xử lý thế nào? Hạ Tưởng sau khi biết được vô tình bắt được Trần Đại Đầu cũng hơi kinh hãi, ngay sau đó lại bình thường trở lại. Bắt được Trần Đại Đầu ở nơi ẩn náu của Mặt Sẹo, việc tốt, ít nhất có thể gây khó dễ Nga Ni Trần một phen. Hắn cũng chẳng sợ Nga Ni Trần nổi điên, trên thực tế, hắn còn sợ Nga Ni Trần không có thái độ gì bất thường. Việc của Nga Ni Trần tạm thời gác sang một bên, Mặt Sẹo đã chết, trước tiên đưa Trần Đại Đầu đến bệnh viện chữa trị. Lần đầu tiên Hạ Tưởng nhìn thấy Trần Đại Đầu, không ngờ rằng lại đúng lúc Trần Đại Đầu hôn mê bất tỉnh. Trần Đại Đầu toàn thân bê bết máu, mái tóc hoa râm đã phản chiếu dấu vết của tuổi già, đầu to như cái đấu, không đến nỗi xấu quá nhưng tuyệt đối không có tướng mạo oai vệ như Nga Ni Trần. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không ngờ rằng bến đỗ cuối cùng của cuộc đời Dương Bối lại là một kẻ không chịu nổi thế này. Việc khắc phục hậu quả giao cho anh Thành, Hạ Tưởng cùng Lữ Nhất Khả quay về thành ủy. Trước tiên là báo cáo cụ thể tình hình với Ngả Thành Văn. Ngả Thành Văn sau khi nghe xong giận tím mặt, bày tỏ phải nghiêm khắc xử lý phần tử biến chất trong ngành công an, tuyệt không nhân nhượng. Sau đó, lập tức mở cuộc họp văn phòng bí thư. Nhân viên tham dự cuộc họp ngoài Lữ Nhất Khả và Hạ Tưởng ra còn có Trương Anh Tịch và Lưu Nhất Lâm. Lưu Nhất Lâm tham dự cuộc họp văn phòng bí thư, chứng tỏ có vấn đề về nhân sự cần thảo luận. Tất cả mọi người đều hiểu, đòn đánh lần này Hạ Tưởng là nhằm vào điểm yếu của Cổ Hướng Quốc. Mà qua chuyện lần này cho dù Cục Công an thành phố Lang không có thay đổi to lớn thì cũng chắc chắn sẽ xảy ra chấn động kinh thiên động địa, thậm chí còn có khả năng lan đến toàn thành ủy, hơn nữa còn có thể kích động đòn phản hồi của Nga Ni Trần, hình thành một chuỗi các phản ứng dây chuyền. Chương 837, hoàn thành, đều ở trong tay. Cổ Hướng Quốc là người cuối cùng bước vào, y vừa đến cửa thì ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng ở trên người y. Điều này khiến y có cảm giác như bị một lực lượng nào đó đánh trúng, thiếu chút nữa là không bước tiếp được nữa. Thật áp lực, một áp lực cực lớn đập thẳng vào người y. Lộ Hồng Chiêm thì bị một cuộc điện thoại triệu tập lên tỉnh, gã đi không quá một giờ thì Long Khổng nhận tội, Mặt Sẹo thì chết, còn Trần Đại Đầu lại không ngờ bị bắt. Quả thật giống hệt như đèn kéo quân, làm cho người khác nhìn không kịp, đồng thời cũng lại làm cho người ta không thở nổi.
Cổ Hướng Quốc tỉnh táo lại và ý thức được khi Long Khổng không còn nữa thì đám lực lượng trung gian của Cục Công an thành phố cũng có khả năng sẽ bị phân hóa hết. Bởi vì sau khi bổ khuyết một lần nữa các ghế trống trong Cục Công an thành phố, trên cơ bản thì lực lượng trung tâm mà Lộ Hồng Chiêm nắm trong tay có lẽ bị tổn thất hơn phân nửa. Chỉ sợ điều này cũng là do Hạ Tưởng tỉ mỉ bày ra, việc này mới đích thực là nơi mũi kiếm chỉ vào. Lợi hại, thật lợi hại. Một người còn trẻ tuổi, mới 30 tuổi đã làm được một việc cay độc đến như vậy, kế sách lại ùn ùn tuôn ra làm cho y không có lực để trả đòn. Cổ Hướng Quốc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý, trong nháy mắt không ngờ nảy sinh ra một ý tưởng khiếp đảm, chẳng lẽ y thực sự không đấu lại nổi một phó thị trưởng thường trực? Chẳng lẽ cục diện tốt đẹp mà y vất vả mới đặt được nền móng ở thành phố Lang lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát? Chẳng lẽ tùy ý cho Hạ Tưởng như tầm ăn dỗi, tiếp tục mở ăn vào phạm vi thế lực của y? Không, không thể nhận thua như vậy được. Triển vọng của y tại thành phố Lang này còn rất lớn, không thể chỉ bởi vì một lần bị Hạ Tưởng đánh cho hoa rơi nước chảy mà lùi bước được. Nếu đúng như vậy, không chỉ đơn giản là vấn đề thể diện của cá nhân, mà còn quan hệ đến địa vị của y trong suy nghĩ của những bề trên nữa. Trong nháy mắt, Cổ Hướng Quốc hạ quyết tâm, tạm thời nghe sự chỉ bảo của Phó Thị trưởng Ma, sẽ làm cho Hạ Tưởng nhìn rõ lại nhan sắc một lần, và cũng để cho hắn biết kiềm chế vài phần. Nếu chẳng may xảy ra việc lớn gì không thể vãn hồi thì dù sao đây cũng là bút tích của Phó Thị trưởng Ma, y có thể không cần đếm xỉa đến, thẳng thừng từ chối không có chút liên quan nào cả. Cổ Hướng Quốc ngồi xuống ghế bắt đầu tham gia cuộc họp. Đầu tiên là Lữ Nhất Khả báo cáo tiến triển vụ án, bước đầu đã điều tra rõ việc Long Khổng sắp xếp sự kiện cho Mặt Sẹo chạy trốn. Theo lời Long Khổng khai thì bởi vì Mặt Sẹo hứa hẹn về sau sẽ đưa cho gã 5 triệu tệ. Dưới sự ám chỉ của gã thì trước sau có khoảng 20 cảnh sát khác tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt Sẹo chạy trốn. Đồng thời, cũng có dấu hiệu cho thấy rằng trước đó đồng chí Lộ Hồng Chiêm cũng đã biết tình hình nhưng lại không có ý ngăn cản, cũng tồn tại hiểm nghi cố ý để Mặt Sẹo trốn thoát. Trong lòng Cổ Hướng Quốc rúng động, ngàn vạn lần không được để Lộ Hồng Chiêm liên lụy vào. Nếu chẳng may Lộ Hồng Chiêm dính dáng đến sự kiện này, hơn nữa gã hiện tại đang là cục trưởng, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu chẳng may vì sự kiện Mặt Sẹo bỏ trốn mà bị lật thuyền thì thảm lắm. Vì vậy, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ Lộ Hồng Chiêm cho bằng được. Quả thật lúc này trong lòng Cổ Hướng Quốc hơi hối hận, lúc trước nhất thời hồ đồ đã tin tưởng vào kế hoạch do Lộ Hồng Chiêm và Nga Ni Trần bày ra để cho Mặt Sẹo chạy trốn, vốn ban đầu y tưởng rằng việc này sẽ tạo thêm những rắc rối và phiền toái cho Hạ Tưởng, cấp cho Mặt Sẹo thêm thời cơ để đối phó với Hạ Tưởng. Y thực sự không nghĩ tới sự tình lại bát nháo tới nông nỗi như bây giờ. Lúc ấy, nếu chủ ý của y kiên định nghe theo lời khuyên của mấy người ở Bắc Kinh, không để chủ ý rơi trên người gã Mặt Sẹo, không đồng ý với kế hoạch của Lộ Hồng Chiêm thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ tiếc là trên thế giới này vẫn chưa có thuốc để chữa căn bệnh hối hận. Chủ yếu là trong đầu y cũng tồn tại những ảo tưởng, cho rằng có thể mượn đao giết người, để gã Mặt Sẹo trốn thoát thì có thể tạo ra những áp lực tâm lý cho Hạ Tưởng. Đợi lúc các vết thương của Mặt Sẹo lành, nếu may mắn mà gã lại tìm được cơ hội hại được Hạ Tưởng thì có thể nói là một công hai việc. Y tuyệt đối không ngờ được Hạ Tưởng lại đánh trả sắc bén đến như vậy, đừng nói đến việc Mặt Sẹo có thời gian để dưỡng thương cho tốt, mà ngay cả cửa cũng chưa ra được, điều này quá là nghẹn khuất. Đồng chí Lộ Hồng Chiêm là ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, không phải là người có thể tùy tiện chỉ trích. Cổ Hướng Quốc dường như bất mãn mà phản bác lại một câu. Đối với việc Lữ Nhất Khả không có chứng cứ rõ ràng mà dám chỉ trích một ủy viên thường vụ, y liền tỏ vẻ uyển chuyển mà phê bình. Hy vọng chủ nhiệm Lữ bàn vào việc, không cần nhằm vào người. Ngụ ý của y cũng nói rằng Lộ Hồng Chiêm không có vấn đề, ủy ban kỷ luật thành phố nói không tính, nếu ủy ban kỷ luật tỉnh có kết luận thì còn được. Mặt của Lữ Nhất Khả không chút thay đổi, liếc mắt nhìn Cổ Hướng Quốc một cái rồi nói. Đồng chí Hướng Quốc, tôi là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật. Tôi biết tính nghiêm túc và giữ bí mật trong công tác của Ủy ban Kỷ luật, không cần ngài nhắc nhở. Cổ Hướng Quốc bị Lữ Nhất Khả đáp trả lại một câu. Nếu là trước kia thì y cũng sẽ không để ý, nhưng hiện tại thì y ở trong thành ủy có chút hương vị của một chiếc bóng cô đơn, đưa mắt nhìn bốn phía không có một đồng minh nào cả. Người dẫn đầu tích cực nhất đi theo y là Đồ Quân thì đã xuống ngựa, quân chủ lực là Lộ Hồng Chiêm thì lại bị Sở Công an tỉnh triệu tập. Hiện tại trong hội nghị bí thư này thì y chỉ có thể một mình hăng hái mà chiến đấu. Cảnh khổ sở của một người bị bốn bề thọ địch, lần đầu tiên Cổ Hướng Quốc cảm nhận được một cảm giác mất mát,
do vậy sự oán hận trong lòng y đối với Hạ Tưởng lại tăng lên mấy phần. Tất cả đều là bởi vì Hạ Tưởng đến đây nên mới đưa thế cục thành phố Lang càng ngày càng có dấu hiệu không thể khống chế được. Hiện tại, mỗi lần y nhìn thấy Hạ Tưởng thì lần nào sự phiền chán trong lòng y cũng lại gia tăng thêm mấy phần. Nếu không phải Hạ Tưởng, chỉ có điều chuyện đã xảy ra không thể quay trở lại được nữa, trong lòng Cổ Hướng Quốc cũng không biết là có sự hối hận hay là sự bất đắc dĩ. Tóm lại, y biết rất rõ rằng mùa đông năm nay thì thành phố Lang phá lệ rét lạnh hơn rất nhiều. Cổ Hướng Quốc cũng định phản bác lại Lữ Nhất Khả mấy câu, há miệng định nói nhưng lại không thốt ra. Thôi vậy, bây giờ không nên làm chuyện vô vị cãi võ mồm với nhau, lúc này là làm thế nào để xử lý thích đáng, giải quyết tốt các hậu quả của những việc vừa rồi mới là việc chính. Lữ Nhất Khả tiếp tục lên tiếng. Căn cứ vào các tài liệu mà Ủy ban kỷ luật nắm giữ, trong sự kiện để cho mặt sẹo chạy trốn thì đồng chí Long Khổng không thể trốn tránh được trách nhiệm, thậm chí có thể nói là một tay Long Khổng bày ra mọi việc để mặt sẹo bỏ trốn. Bởi vậy, Ủy ban kỷ luật thành phố sẽ đề nghị với Thành ủy, Sở Công an tỉnh hủy bỏ tư cách là cán bộ công an thành phố, miễn nhiệm chức vụ phó cục trưởng. Mặt khác, hơn 20 cảnh sát có liên quan khác cũng căn cứ theo các tình tiết nặng nhẹ mà chuyển giao cho Viện Kiểm sát để được truy tố. Về phần đồng chí Lộ Hồng Chiêm thì phải có trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, tôi sẽ đề nghị với Ủy ban kỷ luật tỉnh và Sở Công an tỉnh những đề xuất phù hợp. Nói xong, ánh mắt ông ta dừng ở trên người Ngả Thành Văn. Mời Bí thư Ngả nói một hai câu. Vẻ mặt Ngả Thành Văn tỏ vẻ đau lòng. Ở thành phố Lang chúng ta xuất hiện cảnh tượng cảnh sát giúp đỡ cho kẻ phạm tội giết người chạy trốn, tôi thật đau lòng. Tôi làm bí thư không tốt, không làm tròn bổn phận, điều này tôi chắc chắn phải xin lỗi với toàn bộ nhân dân thành phố. Biểu diễn xong, lúc này y mới lại thay đổi bằng một vẻ mặt cực kỳ chính nghĩa. Thái độ của tôi là rất rõ ràng, bất kể ai làm trái pháp luật, vi phạm trật tự kỷ cương thì đều phải nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không được nuông chiều. Hướng Quốc, Cục Công an thành phố đã làm ra việc lớn đến như vậy, giấu giếm không được nữa rồi, tôi quyết định sẽ báo cáo với tỉnh ủy, ông có ý kiến gì không? Trước đó y cũng đã trưng cầu ý kiến, cũng đã định ra một hồi nhạc dạo, chủ yếu là để cho Cổ Hướng Quốc không thể có lựa chọn phản đối. Trong lòng Cổ Hướng Quốc rất tức giận, do Ngả Thành Văn sớm đã nghĩ tới việc lấy Cục Công an thành phố để khai đao mà vẫn chưa tìm thấy cơ hội, hiện tại cơ hội đặt ngay trước mắt thì làm sao y lại không ra tay. Tuy vậy, Cổ Hướng Quốc là một chính khách, tức giận là tức giận nhưng thái độ bày ra thì vẫn phải đường đường chính chính, phân rõ giới hạn, bày tỏ sự đúng sai. Vì thế, y gật đầu nói. Phải nghiêm trị, tuyệt đối không thể để trật tự trị an tốt đẹp của thành phố Lang bị một con sâu mà làm dầu cả nồi canh, để hủy hoại trong chốc lát. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bí thư Ngả. Trên cơ bản thì việc nghiêm trị Long Khổng và tất cả những người có liên quan đều phải xử theo pháp luật là hồi nhạc dạo, điều này đã đạt thành ý kiến nhất trí. Hơn nữa, việc cố ý để cho nghi phạm giết người bỏ trốn là một việc trọng đại, ai cũng không có đủ can đảm để giấu giếm. Tuy nhiên, khiến Cổ Hướng Quốc âm thầm thở phào nhẹ nhõm chính là việc tuy rằng Long Khổng đã khai ra nhưng tạm thời xem như gã là người thức thời, một mình gánh vác toàn bộ tội trạng, không đưa tên Lộ Hồng Chiêm ra, lại càng không nhắc đến tên y. Hơn nữa Long Khổng còn rất thông minh mà nói rằng là mình do bị mặt sẹo hối lộ, xem như gã cũng đã lưu lại đường lui. Cổ Hướng Quốc biết rằng Long Khổng đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm một mình thì không thể yêu cầu gã thêm được nữa, do đó phải tận hết sức cố gắng để bảo đảm cho gã. Cho dù không bảo đảm được thì cũng phải thu xếp, chiếu cố phần nào đến người nhà cùng người thân của gã. Hiện tại, vấn đề không phải ở trên người Long Khổng mà ở trên người Lộ Hồng Chiêm. Y cũng không rõ lắm rốt cuộc chứng cớ mà Lữ Nhất Khả và Hạ Tưởng nắm trong tay nhiều ít thế nào, có thể làm dao động vị trí của Lộ Hồng Chiêm hay không. Nếu dao động được Lộ Hồng Chiêm thì đây mới là việc đặc biệt nặng nề. Nếu chẳng may Lộ Hồng Chiêm vì chuyện này mà lật thuyền thì y ở thành phố Lang này giống như một cái cây, dù gắng sức cũng chẳng chống đỡ được cả tòa nhà. Mấu chốt nữa là y và Lộ Hồng Chiêm có rất nhiều việc liên lụy với nhau. Chỉ cần Lộ Hồng Chiêm mở miệng thì y liền có khả năng bị dìm xuống nước, như vậy thì sự kiện của mặt sẹo không chỉ dẫn phát lên cơn động đất tại Cục Công an của thành phố Lang mà sẽ là một hồi động đất thật lớn trong cả chốn quan trường. Nhất định phải đem các sự kiện khởi phát do vụ việc mặt sẹo này khống chế cho tốt. Cổ Hướng Quốc quyết định, tất cả mọi việc nên để cho Long Khổng gánh chịu, còn những việc khác thì không thể để cho truy cứu thêm nữa. Như vậy, vừa có thể bảo vệ cho Lộ Hồng Chiêm, vừa không tạo ra dao động nào cho địa vị của y.
Còn phần long khổng có kết cục gì thì cũng cần phải tận hết sức lực để xử lý, kể cả nếu cần thiết thì cũng có thể vung gậy ra đánh chết luôn. Hội nghị bí thư làm việc rất nghiêm túc, sau khi một đoạn nhạc dạo về việc nghiêm trị đương sự xong thì Ngả Thành Văn còn nói thêm. Long khổng phạm tội là sự thực không thể chối cãi, thành ủy quyết định miễn nhiệm chức vụ phó cục trưởng cục công an thành phố và sẽ báo cáo lên sở công an tỉnh để phê duyệt. Hiện tại đồng chí Lộ Hồng Chiêm không ở tại cục công an thành phố, mà cục công an thành phố thì rất lắm công nhiều việc, thêm nữa bây giờ lại khuyết thiếu một vị trí phó cục trưởng, điều này lại càng không lợi cho việc khai triển công tác. Ý kiến của tôi là phải mau chóng đưa ra một ứng cử viên cho vị trí phó cục trưởng, cùng lúc trưng cầu ý kiến của sở công an tỉnh luôn. Việc bổ nhiệm người vào vị trí phó cục trưởng cục công an thì cần phải đồng thời có sự tán thành ý kiến của thành ủy thành phố Lang và sở công an tỉnh. Ý kiến của Ngả Thành Văn là khi đệ trình việc bãi nhiễm chức vụ phó cục trưởng của Long Khổng thì cũng cùng lúc đệ trình luôn việc chọn người vào vị trí này. Cổ Hướng Quốc hiểu rõ mục đích trong lòng của Ngả Thành Văn là tranh thủ thời gian để chọn người, tranh thủ lúc Lộ Hồng Chiêm không kịp trở về thành phố Yến để bổ nhiệm người vào ghế phó cục trưởng. Lúc này thì Lộ Hồng Chiêm đang ở trong cơn gió lốc, ốc còn không biết mang nổi mình ốc nữa hay không. Do đó, tranh thủ cơ hội này y sắp xếp một người thân tín vào cục công an thành phố, mục đích là sau đó từng bước khống chế cục công an. Nhưng tình thế mạnh hơn người, thực sự bây giờ y không nghĩ ra lý do gì để phản đối, muốn bảo vệ Long Khổng thì nhất định phải tỏ ra sự nhượng bộ thích hợp trong việc bổ nhiệm phó cục trưởng, nếu không nhượng bộ thì không những đối phương có khả năng cắn chết không tha Long Khổng, mà sau đó còn có lắm việc rắc rối nữa xảy ra. Đau đầu, theo bản năng Cổ Hướng Quốc muốn bóp bóp cái trán. Bỗng nhiên y ý thức được rằng mình đang ở văn phòng của bí thư, hành động như vậy chính là biểu hiện của việc thua cuộc. Vì thế, y liền nhẹ nhàng gõ lên trán mấy cái rồi nói. Tôi tán thành ý kiến của bí thư Ngả, trong việc chọn người thì tôi tạm thời không có đề cử thích hợp, xin mời bí thư Ngả cứ chọn là được. Trong mắt Ngả Thành Văn hiện lên một tia vui sướng, y và Cổ Hướng Quốc từ lúc cùng chung làm việc đến nay cũng chưa từng gặp qua việc Cổ Hướng Quốc mới có ngay hiệp đầu tiên mà đã nhận thua. Lúc này, vẻ mặt của Cổ Hướng Quốc đầy mỏi mệt và bất đắc dĩ, điều này làm cho trong lòng Ngả Thành Văn đầy sự thỏa mãn, tuy nhiên mặt ngoài thì bài diễn vẫn phải đầy đủ, liền tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Nếu đồng chí Hướng Quốc không có để danh ai thì vừa lúc tôi cũng có một lựa chọn thích hợp, đó chính là đồng chí Nhạc Quan, hiện đang là Phó Cục trưởng Phân Cục Đông An. Nói xong, Ngả Thành Văn với vẻ mặt chờ mong mà liếc mắt nhìn Trương Anh Tịch một cái, hy vọng được Trương Anh Tịch ủng hộ. Trong thành ủy thì lập trường của Trương Anh Tịch rất tinh tế, trên cơ bản là ông ta chỉ ủng hộ phương án nào phù hợp với lập trường của ông ta mà thôi, rất có hương vị độc lập độc hành, cũng không người nào có thể xâm phạm vào được điều này. Mặc dù ông ta đã từng có thời điểm liên kết với Hạ Tưởng, nhưng lúc ấy cũng do đề nghị của Hạ Tưởng phù hợp với nguyên tắc của ông ta mà thôi. Cho đến tận ngày nay, đối với Trương Anh Tịch thì Hạ Tưởng cũng không nắm rõ được lập trường của ông ta. Hôm nay, trong hội nghị bí thư bàn về công việc thì Hạ Tưởng cũng đã thể hiện sự tỏ vẻ với Lưu Nhất Lâm, mà Lưu Nhất Lâm cũng đã tiến hành một tỏ vẻ với Trương Anh Tịch, nhưng Trương Anh Tịch cũng không có hành động nào để đáp lại, điều này cũng làm cho trong lòng Hạ Tưởng không được tự tin. Trương Anh Tịch hơi ngẩn người, dường như do dự cái gì nên đầu tiên ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Hạ Tưởng, tiếp sau đó lại như vô tình hoặc cố ý liếc mắt nhìn Lưu Nhất Lâm một cái. Tiếp đó lại trầm mặc trong chốc lát, dường như lúc này mới quyết tâm đưa ra quyết định của mình. Đồng chí Nhạc Quan có lý lịch kinh nghiệm hơi khuyết thiếu một chút. Chủ yếu là còn một vấn đề mà chúng ta cần phải suy xét, đó là đồng chí Lộ Hồng Chiêm vẫn còn đang ở Sở Công an tỉnh nên việc chúng ta đề cử một người trong nội bộ lên đảm nhiệm vị trí phó cục trưởng thì chưa chắc Sở Công an tỉnh đã cùng chung ý kiến. Do Cục Công an thành phố chúng ta đã để xảy ra những việc lớn như vậy, điều này sẽ làm cho Sở Công an tỉnh có sự bất mãn rất lớn đối với Cục Công an thành phố, hơn nữa, khả năng trên phương diện tín nhiệm thì đã giảm sút. Ý kiến của tôi chính là trước hết chúng ta trưng cầu ý kiến của Sở Công an tỉnh một chút, đầu tiên là để cho Sở Công an tỉnh đề cử chọn người. Hạ Tưởng thở dài một tiếng, lời nói của Trương Anh Tịch biểu lộ sự ủng hộ với lập trường chọn người của hắn. Là nhân vật số 3 của thành ủy, trong phương diện nhân sự thì quyền phát ngôn của ông ta có phân lượng rất nặng. Sắc mặt Ngả Thành Văn có vẻ không tốt lắm, tuy nhiên không biểu lộ ra rõ ràng, chỉ là hơi gật đầu mà từ chối đưa ra ý kiến. Lưu Nhất Lâm bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Trưởng phòng vụ của tổ điều tra Sở Công an tỉnh thì đã quay trở về thành phố Yến, nhưng còn để lại đồng chí Lịch Phi.
Đồng chí Lịch Phi là phó cục trưởng phân cục của quận Hạ Mã, có phải là sở công an tỉnh cố ý ám chỉ để đồng chí Lịch Phi tới cục công an thành phố Lang công tác? Hạ Tưởng liền đúng lúc tiếp nhận câu chuyện. Đồng chí Lịch Phi trẻ trung khỏe mạnh, là đồng chí đi lên từng bước một từ cơ sở. Thời điểm tôi đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã thì phân cục của anh ta đã làm ra rất nhiều chiến tích. Lần này sở công an tỉnh cố ý điều động anh ta từ phân cục lên tổ điều tra là cũng nhìn chúng năng lực cá nhân của anh ta. Hơn nữa, lúc này có thể phá án thành công thì công lao của đồng chí Lịch Phi đúng là không thể đong đếm nổi, công lao quá hiển hách. Đến lúc này thì bất kể là Ngả Thành Văn hay Cổ Hướng Quốc đều hiểu rất rõ rằng Hạ Tưởng đã sớm an bài việc này, sớm đã đi trước một bước, mà hắn cũng không đi nhầm bước nào, cũng không có quân cờ nào là thừa cả. Chẳng những thừa dịp Lộ Hồng Chiêm không ở đây mà tiến hành sắp xếp đại cục, sốc cho cục công an thành phố thiếu chút nữa mông trổng lên trời, mà hơn nữa trước khi tổ điều tra đến thì cũng đã sắp xếp tốt bước kỳ binh, ngay cả việc chọn người đảm nhận chức vụ cho Long Khổng cũng đã sắp xếp xong. Điều này làm cho người khác không thể tin được ánh mắt lâu dài và tuyệt thế kinh người đến như vậy. Làm như thế nào mà Hạ Tưởng đã nhận định được Long Khổng có vấn đề? Lại như thế nào biết được chắc chắn rằng Lộ Hồng Chiêm sẽ bị sở công an tỉnh gọi lên giải trình? Chẳng lẽ phát sinh sự kiện Lộ Hồng Chiêm cũng là có bóng dáng Hạ Tưởng ở sau lưng thúc đẩy? Nếu quả thật đúng như vậy thì Hạ Tưởng cũng quá thần kỳ, như thế nào lại có khả năng nhìn xa đến như vậy? Lại như thế nào có khả năng tính toán đến chi ly? Không sai kể cả một bước nhỏ như vậy. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc liếc nhau, trong mắt thể hiện sự kinh ngạc và khó hiểu, một sự buồn bực bất đắc dĩ. Tâm tư của Ngả Thành Văn thì cũng rất bất đắc dĩ, vốn sự tình đều do một tay Hạ Tưởng thao tác, bây giờ không để người của Hạ Tưởng vào trong cục công an thành phố thì cũng không thể nào nói nổi. Vì dù sao y cũng là ngồi mát ăn bát vàng, trực tiếp giơ tay mà thu lấy thành quả thắng lợi của người khác thành của riêng mình thì cũng quá khó coi. Hơn nữa, xem ra Hạ Tưởng là đã có chuẩn bị rồi mới tới, hắn đã chiếm được sự ủng hộ của Trương Anh Tịch và Lưu Nhất Lâm, hơn nữa chắc chắn Sở Công an tỉnh cũng ủng hộ việc đề danh của Lịch Phi. Vì thế y không cần phải mạo hiểm làm gì, như vậy vừa phiêu lưu đắc tội với Hạ Tưởng, mà việc đề danh nhạc quan lại chưa chắc có thể có được sự tán thành của Sở Công an tỉnh, thôi vậy, bỏ cuộc vậy. Cổ Hướng Quốc cũng cảm thấy rất kinh hãi, bước đi của Hạ Tưởng rất thận trọng, không đi bước nào sai cả. Hơn nữa phòng ngự lại rất chu đáo, không lộ chút sơ hở nào. Trong lòng y cực kỳ kinh hãi, lần đầu tiên cảm thấy lạnh giá ở trong trái tim của mình. Khi nhìn tới Hạ Tưởng, ánh mắt của Cổ Hướng Quốc trở nên âm trầm, tâm tư trùng lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hội nghị công việc bí thư đã đạt thành nhận thức chung là đề danh Lịch Phi vào vị trí phó cục trưởng cục công an thành phố và báo cáo lên sở công an tỉnh. Còn những việc liên quan đến vụ án Long Khổng thì Lữ Nhất Khả sẽ cùng Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra thêm và xử lý. Tiếp theo, Cổ Hướng Quốc là người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp, lúc đi tới cửa văn phòng của mình mà lại không đi vào, sau đó đợi Hạ Tưởng đi đến rồi nói. Hạ Tưởng, đến văn phòng của tôi nói chuyện một chút. Hạ Tưởng cho rằng việc Cổ Hướng Quốc tìm mình là để hội đàm về vấn đề Lộ Hồng Chiêm và Long Khổng, không ngờ đầu tiên thì y chỉ nói mấy chuyện tào lao. Sau đó lại chuyển đề tài sang dự án khu đại học, ẩn ý là để Hạ Tưởng coi trọng việc đầu tư dự án khu đại học và tốt nhất là có thể kéo được nhà đầu tư trước khi Tết đến để trong dịp mùa xuân năm sau sẽ khởi công xây dựng. Hạ Tưởng ứng phó mấy câu, cũng không nói là chắc chắn mà cũng không nói là không thể, trong lòng hắn hiểu rõ hành động này của Cổ Hướng Quốc là muốn để khu đại học này phân tán bớt tinh lực của hắn. Tuy rằng trên thực tế thì hắn đã quy hoạch tốt các bước thực hiện của dự án khu đại học này rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể lên chương trình hành động, hơn nữa thì Tôn Hiện Vĩ, Chu Hổ và Lý Hồng Giang sẽ rất nhanh tiến đến thành phố Lang để tiến hành hiệp thương các công việc đầu tư cụ thể. Nhưng Hạ Tưởng cũng không muốn để lộ ra điều này với Cổ Hướng Quốc, mục đích là để tránh những phức tạp có thể xảy ra.